Bùi Đông Lai mỉm cười nói cảm ơn, sau đó trực tiếp đẩy cửa xe ra rồi lưng mang theo một cái túi lớn đi xuống. Mặc dù kỳ thi đại học đã trôi qua, Bùi Đông Lai với thành tích bá đạo như thế đã làm náo động cả nước nhưng mà lực hấp dẫn bây giờ của hắn cũng không bằng các nhóm học muội này. Những học sinh vừa bước xuống xe thì chủ yếu nhìn về phía các học trường, tự nhiên là sẽ không chú ý đến Bùi Đông Lai. Dưới một dạng như vậy thì Bùi Đông Lai lưng mang theo một cái túi lớn đi vào cổng Đại học Đông Hải thì không có quá ba người chú ý đến hắn, so sánh với ở Trầm Thành Nhất Trung thì quả thật là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Coi như khi Bùi Đông Lai đến trước cổng trường thì một đám người cũng náo động không phải là vì hắn, mà là một chiếc qua Rolls Royce Phantom chỉ có trong tiểu thuyết đang dừng lại trước cổng trường. Cha, người đem nữ nhi bảo bối của ngươi hướng nơi đầu sóng ngọn gió rồi, đã vậy thì con làm sao đối mắt với các đồng học đây? Trong qua Rolls Royce Phantom, mắt thấy mọi người chung quanh đang ngó mắt nhìn mình thì một cô gái có diện mạo xuất chúng, cách ăn mặc mốt liếc mắt nhìn một nam nhân mập mạp trung niên bên cạnh. Nói với cha là con tự mình tới, nhưng cha vẫn không chịu, hiện tại tốt rồi đó. Nghe được cô gái nói như vậy thì nam nhân mập mạp cười híp mắt nói. Nữ nhi bảo bối, con sợ cái gì? Lão tử có tiền cũng không phải là do ăn trộm, ăn cướp, có khoe của thì làm sao? Ở Vân Nam, mỗi người đều biết Hạ Hà ta là người có tiền, đến Đông Hải thì phải để cho mọi người biết được nữ nhi của Hạ Hà có tiền, đỡ phải để những tên vương bát đản kia đi lừa gạt nữ nhi của ta. Nhìn bộ dáng nhà giàu mới nổi mà đắc ý của cha kia. Nghe được phụ thân nói như vậy thì Hạ Y Na hoàn toàn hết chỗ nói, nàng biết được trước đây cha của mình đến cơm cũng không đủ ăn, áo cũng không đủ mặc sau này giàu có thì đã chịu ảnh hưởng của tâm lý này, hận không thể để cả thế giới biết người là một người có tiền. Thậm chí, Hạ Y Na còn biết cha mình từ đó mỗi khi ngủ có lẽ sẽ hốc cần nữ nhân nhưng tuyệt đối phải xách theo hai túi gạo. Ha ha! Trong lúc Hạ Hà cười to thì Hạ Y Na buồn bực xuống xe, hai gã bảo tiêu đem hành lý của nàng đem xuống luôn. Thấy không, người kia chính là người cạnh tranh mạnh mẽ chức vị tân hoa hậu giảng đường năm nay đó, tên là Hạ Y Na. Mợ nó, người đã rất xinh đẹp, làn da lại trắng nữa hơn nữa lại còn đi chiếc Rolls Royce Phantom, đây không phải là bạch phú Mỹ trong truyền thuyết sao? Hạ Y Na vừa mới xuống xe thì liền khiến cho cả đám người náo động. Các nam sinh thì nhìn Hạ Y Na bằng ánh mắt kinh diễm cùng chờ mong mà các nữ sinh thì hâm mộ lẫn ghen tị nhìn vào Hạ Y Na. Có lẽ là do khí chàng của Hạ Y Na quá cường đại nên Bùi Đông Lai cũng không nhịn được mà liếc nhìn Hạ Y Na một cái. Không có chờ mong cũng không có hâm mộ, thay vào đó chỉ là một cái liếc mắt bình thường. Ân, có lẽ là do cái bao đen xì trên lưng của Bùi Đông Lai, cũng có thể là do ánh mắt của Bùi Đông Lai khác so với các nam sinh khác. Nên khi Bùi Đông Lai liếc nhìn Hạ Y Na thì Hạ Y Na cũng theo bản năng mà nhìn sang Bùi Đông Lai, khi thấy Bùi Đông Lai thì xem ra hắn cũng không có đẹp trai, nhưng gương mặt lại sáng sủa thì trong lòng không khỏi ngẩn ra. Theo tiềm thức thì nàng cảm thấy rằng mình đã gặp Bùi Đông Lai ở nơi nào nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nhớ ra được. Sau đó không đợi Hạ Y Na lấy lại tinh thần thì Bùi Đông Lai đã im lặng đi vào sân trường. Tối qua, Cổ Văn Cảnh đã gọi điện thoại đến cho Bùi Đông Lai. Ở trong điện thoại thì Cổ Văn Cảnh đã nói hết thảy những thủ tục nhập học cho Bùi Đông Lai rồi chỉ cần Bùi Đông Lai đến ký túc xá báo danh là được. Tiến vào sân trường, Bùi Đông Lai liền hướng ký túc xá mà đi tới, một bên thầm đánh ra Đại học Đông Hải. Ước chừng 20, sau, dọc theo sân trường thì Bùi Đông Lai đã tiến vào tầng 5 của ký túc xá, liền đi vào phòng của hắn. Ai? Vốn ta cho rằng các em ở Đại học Đông Hải nhất định sẽ rất cao nhưng kết quả vừa nhìn thì đã thật thất vọng. Quả nhiên là đã từng trải qua khó khăn mà không có gì khác ngoài Vu Sơn cùng Vân Nột. Đi tới trước phòng thì Bùi Đông Lai thấy được trong phòng có một thiếu niên có dáng người phong phanh, người mang theo một chai nước khoáng tỏ vẻ bi thương, sau đó cực kỳ tao nhã mà uống một ngụm nước khoáng. Bộ dạng say mê kia phảng phất như là hắn đã nhấp một ngụm rượu đỏ quý hiếm vậy. Trừ thiếu niên ấy ra thì bên cạnh còn hai người, một người là cháu của Cổ Bồi Nguyên là Cổ Văn Cảnh mà một người khác thì giống như diễn viên minh tinh bên Hàn Quốc, kiểu tóc có phong cách riêng hơn nữa cực kỳ chú ý đến cách ăn mặc của mình. Két, hít một hơi, Bùi Đông Lai liền đẩy cửa vào, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của ba người. Đến đây a, Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước vào phòng thì trước tiên Cổ Văn Cảnh liền đứng lên rồi giới thiệu cho hai người khác. Vị này chính là người mà lúc nãy ca đã giới thiệu cho các chú. Đây chính là Bùi Đông Lai người đã lấy đi chức trạng nguyên năm nay. Trạng nguyên,
chúng ta cùng vái chào nào. Cổ Văn Cảnh vừa dứt lời thì người có khuôn mặt tuấn mỹ liền tươi cười đứng dậy làm ra một tư thế, sau đó dùng sức vả vào bả vai của Bùi Đông Lai. Ngô Vũ Trạch, người Hàng Châu. Bùi Đông Lai, người Đông Bắc. Hành động của Ngô Vũ Trạch đã gây ấn tượng tốt cho Bùi Đông Lai nên hắn liền lập tức mỉm cười trả lời. Người khỏe, Trạng Nguyên Đế. Mắt thấy sau khi Bùi Đông Lai làm quen với Ngô Vũ Trạch xong thì người thiếu niên gầy gò kia mới buông chai nước khoáng trong tay ra, giống như là một người thân sĩ vậy, hắn khẽ khom người nói. Ta gọi là Trang Bích Phàm, rất hân hạnh được biết ngươi. Trang Bức Bào. Bùi Đông Lai liền ngạc nhiên, hai người Cổ Văn Cảnh và Ngô Vũ Trạch liền phì cười. Trang Bích Phàm. Vẻ mặt của Trang Bích Phàm bình tĩnh nói. Trang trong Trang Tử, Bích trong Bích Vân, Phàm trong Bất Bình, Phàm không tầm thường. Người khỏe Trang Trang Bích Bức Phàm Phạm. Bùi Đông Lai cố nén cười, rồi vươn tay ra. Mặc dù ta gọi là Trang Bích Phàm nhưng chưa bao giờ ta Trang Bức cả. Trang Bích Phàm tao nhã nắm tay Bùi Đông Lai, chậm rãi nói. Đã nhận ra. Bùi Đông Lai muốn đâm đầu vào miếng đậu hủ để chết quách cho xong. Ha ha. Cùng lúc đó, hai người Cổ Văn Cảnh và Bùi Đông Lai liền cười đến mức khom người xuống. Có thể đoán được có một khôn sĩ Trang Trang Bích Bức Phàm Phạm ở đây thì cuộc sống đại học của ba người sẽ không còn nhàm chán nữa. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị cục công an ở Đông Hải, lão đại của Đông Hải cảnh giới bị cùng với nhân vật số 1 của trung đoàn Đông Hải, ngoài ra còn có một người phụ trách của Đông Hải cũng có mặt. Trừ vì, ba ngày trước đã phát sinh một vụ hỏa hoạn đã ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, cấp trên đã yêu cầu chúng ta trong thời gian sớm nhất phải điều tra ra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn rồi báo cáo lại. Đứng đầu là một gã nam nhân trung niên có dáng vẻ hơi mập, khí độ bất phàm, hắn là người đứng đầu của Đông Hải cảnh giới. Hôm nay ta tụ tập mọi người lại đây là muốn cho mọi người nghe kết quả điều tra mới nhất, đồng thời tự phát biểu ý kiến của chính bản thân mình một chút, để biết được công tác tiếp theo nên triển khai như thế nào. Tiểu Trần, nói kết quả điều tra của cô đi. Nói xong thì hắn liền xuống nhìn về một nữ cảnh sát trẻ tuổi ngồi ở cuối bàn hội nghị. Cùng lúc đó, toàn bộ mọi người trong phòng hội nghị cũng đem ánh mắt nhìn vào người con gái ấy. Vâng, cục trưởng. Nghe được nam nhân trung niên kia nói như vậy, lại thấy mọi người đều đang nhìn mình thì nữ cảnh sát kia cũng không tỏ ra một chút khẩn trương nào cả, mà là liền đứng dậy. Sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt thì chúng ta đã có mặt ở hiện trường, đã phát hiện lại phần còn lại của xương cốt cùng với vỏ xe ô tô. Xét thấy việc này thì ta cùng với đồng sự đã suy đoán đây không phải là vụ hỏa hoạn bình thường mà có người đã gây án giết người, sau đó hung thủ muốn lợi dụng hỏa hoạn để hủy thi diệt tích. Nữ cảnh sát vẫn đứng thẳng như một cây thương, gằn từng chữ. Sau đó chúng ta đã điều tra, nhìn lên video được quay lại thì chúng ta đã thấy được trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra thì Chu Phúc Thái đã đón xe đi ra bến cảng, mà sau khi xảy ra hỏa hoạn thì Chu Phúc Thái liền biến mất. Người chết bên trong chắc hẳn là Chu Phúc Thái rồi. Trần đội trưởng, ý của cô là muốn nói người chết không phải chỉ có một. Mở miệng là người phụ trách an toàn của Đông Hải. Bốn người. Nữ cảnh sát trẻ tuổi mở miệng nói một lần nữa, giọng nói vô cùng khẳng định. Nàng vừa nói xong tất cả mọi người đều không có dị nghị gì cả, dường như mọi người rất tin tưởng vào nữ cảnh sát này. Bởi vì bọn họ đều biết. Nữ cảnh sát này tên là Trần Hồng đang đảm nhiệm đại đội trưởng ở Đông Hải, trước kia nàng từng đi vào một chi bộ đội thần bí nhất ở Trung Quốc. Chi bộ đội ấy chỉ có các lão đại mới biết được. Hai chữ. Long Nha. Vào giữa trưa khi ánh mặt trời đã lên tới đỉnh, nhiệt độ trong không khí trở nên rất nóng, mặc dù là như thế nhưng trong sân trường của Đại học Đông Hải lại vô cùng náo nhiệt. Trạng Nguyên Đế, không phải nói nam nhân Đông Bắc cao lớn uy mãnh. Nữ nhân Đông Bắc thon cao phóng khoáng sao? Bên trong phòng 108, Trang Bích Phàm thấy Bùi Đông Lai thu dẹp đồ đặc thì làm ra bộ dạng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, nói. Thoạt nhìn thì ngươi không giống người Đông Bắc lắm, nguyên quán hẳn không phải là Đông Bắc a. Bùi Đông Lai vừa mới thu thập xong đồ vật này nọ, nghe TBL nói như thế thì cười nói. Là người Đông Bắc, bất quá từ nhỏ thì thân thể của ta đã không được tốt cho lắm. Điển hình là một ấm sắc thuốc. Thật có lỗi, ta không biết là như vậy. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì TBL hơi ngẩn ra sau đó khom người xuống giải thích. Trang Bích Phàm, ta nói chú đừng có thể đừng có lộ ra vẻ nho nhã Trang Bức như thế có được không? Thấy được bộ dạng kia của Trang Bích Phàm thì Ngô Vũ Trạch tức giận nói.
ta nói rồi, ta chưa bao giờ trang bức, cái này gọi là khôn sĩ biết không? Trang Bích Phàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười nhìn Ngô Vũ Trạch. Ca hoàn toàn bị chú đánh bại rồi. Ngô Vũ Trạch cũng không phải là không quen nhìn hành động của Trang Bích Phàm, hắn cố ý trêu chọc Trang Bích Phàm mà thôi, Trang Bích Phàm trả lời một cách trực tiếp như thế thì làm cho hắn liền cảm thấy vô lực. Căn cứ vào sự sắp xếp của nhà trường thì đệm chăn cùng với đồ dùng hàng ngày thì học sinh tự mua, trong cửa hàng trường học cũng có bán những thứ này, hay là chúng ta đi qua mua đi. Mắt thấy Bùi Đông Lai thu thập đồ đạc thì Cổ Văn Cảnh đề nghị nói. Ngô Vũ Trạch cùng Trang Bích Phàm đều là người ở bên ngoài, đều không mang theo hành lý tới đây, nghe được Cổ Văn Cảnh nói như vậy thì liền gật đầu đáp ứng. Bùi Đông Lai muốn đi báo danh trước, LN vốn muốn chuẩn bị đồ dùng cho hắn, bất quá đã bị Bùi Đông Lai từ chối, tự nhiên hắn cũng sẽ đồng ý đề nghị của Cổ Văn Cảnh. Bùi Đông Lai cũng âm thầm cảm thán Cổ Văn Cảnh quả thật là biết khiêm tốn, gia gia của Cổ Văn Cảnh là hiệu trưởng đại học, chắc sớm là chuẩn bị đồ dùng cho hắn rồi. So với Cổ Văn Cảnh thì bất đồng, Ngô Vũ Trạch cũng không có giả vờ khiêm tốn, một thân của hắn toàn mặc những đồ nhãn hiệu nổi tiếng, trên tay còn có một chiếc đồng hồ xa xỉ, còn khi đến trường thì đều đi trên chiếc Porsche Cayenne. Mới lúc này, ta vừa ghé ngang qua cửa hàng thì thấy nơi đó cách nơi này khá xa, hay là mọi người hãy lên xe của ta đi qua đó đi. Ra khỏi phòng thì Ngô Vũ Trạch đi đến chiếc Porsche Cayenne rồi nói. Cổ Văn Cảnh thân là cháu của CBN, mặc dù xuất thân từ thư hương môn đệ sao, nhưng gia cảnh lại không tầm thường, nếu hắn thích thì không chỉ là chiếc Cayenne mà cho dù là chiếc xe tanh thì cũng có thể mua được. Cho nên thấy được chiếc Cayenne của Ngô Vũ Trạch thì Cổ Văn Cảnh cũng không tỏ ra kinh ngạc hay hâm mộ gì. Sao, nhà dòng dõi nho học, chỉ người có học. Bùi Đông Lai cũng thế, dường như là hắn đã nhận ra gia cảnh của Ngô Vũ Trạch rất giàu có. So sánh với hai người Bùi Đông Lai và Cổ Văn Cảnh mà nói thì TVP lại ngạc nhiên, giống như là phát hiện ra đại lục mới vậy, vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Sau đó, vẻ mặt của Trang Bích Phàm đồng học chúng ta liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói. Vũ Trạch A, chiếc Cayenne này là hung khí A, luận về thoải mái thì không bằng xe có rèm chen, luận về việt dã thì lại không bằng xe việt dã, quả thật là không tốt. Ca không có mở cửa cho nên xe có rèm che đối với ca cũng vô dụng, về phần việt dã thì ca cũng không phải là thành viên của câu lạc bộ lư hữu cho nên cũng không cần chạy loạn, cho nên tất cả những gì các hạ nói đều là vô dụng. Đối mặt với thói quen châm chọc của TBL thì Ngô Vũ Trạch cũng không có tức giận, hắn cười mắng. Ca mua xe chỉ có hai mục đích, thứ nhất là khỏi đi bộ, thứ hai là dùng xe để tán gái. Đi thôi, lên xe. Nghe được Ngô Vũ Trạch nói như vậy thì ở một bên Cổ Văn Cảnh lại sợ Trang Bích Phàm đồng học thao thao bất tuyệt, giảng ra một đống đạo lý cho nên liền kêu lên xe. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười đi theo sát Cổ Văn Cảnh rồi chui vào xe, mà Trang Bích Phàm lại ngồi ở chỗ vị trí tay lái phụ. Để tiện cho các sinh viên mua hàng thì trong Đại học Đông Hải cũng có 2-3 cửa hàng lớn, các loại vật phẩm gì cũng có. Lúc mấy người Bùi Đông Lai đi đến cửa hàng thì lúc này cửa hàng đã kín hết chỗ, ô tô cũng không ít. Mặc dù Đông Hải được gọi là khắp nơi đều có kẻ có tiền nhưng mà chiếc Cayenne của Ngô Vũ Trạch vẫn thu hút được ánh mắt của nhiều người, khi chiếc Cayenne vừa mới đến trước cửa hàng thì liền hấp dẫn nhiều ánh mắt. So sánh với cao trung mà nói thì các em ở đại học chẳng những trưởng thành hơn mà cách ăn mặc cũng rất đẹp mắt. Dừng xe lại, Ngô Vũ Trạch nhìn ra các vị em mặc váy ngắn, chân dài ngoài kia, không nhịn được mà cảm thán nói. Vũ Trạch, chú đây sẽ không hiểu, mấy em ở cao trung thì thuần khiết, dễ xương, không thể so sánh được với mấy em ở trên đại học được. Tới thời khắc quyết định thì Trang Bích Phàm cũng không quên phát biểu cao kiến. Ta nói các chú đến đây là mua đồ hay ngắm gái? Cổ Văn Cảnh một trận nhức đầu. Một công đôi chuyện nha, ha ha. Ngô Vũ Trạch cười ha ha, dẫn đầu xuống xe. Đám người Ngô Vũ Trạch vừa mới xuống xe thì thu hút không ít ánh mắt của mấy vị em. Ngô Vũ Trạch từ trong xe đi ra thì không nói, hơn nữa diện mạo lại tuấn mỹ, cách ăn mặc lại mốt, khí độ lại bất phàm, lập tức thu hút nhiều ánh mắt nhất. So với Ngô Vũ Trạch mà nói thì lực hấp dẫn của ba người Bùi Đông Lai lại thấp hơn. Đối với việc này thì Cổ Văn Cảnh lại cười khổ cảm thán. Cao Phú Xuất, ở phương diện tán gái thì có năng lực bẩm sinh. Mà theo suy nghĩ của Trang Bích Phàm đồng học thì kỹ xảo tán gái mới là vương đạo A.
Dường như Cổ Văn Cảnh biết mình không phải là đối thủ của Trang Bích Phàm cho nên cam chịu hạ phong rồi nói ra những chân lý của Trang Bích Phàm. Đối với lần này thì Bùi Đông Lai liền dở học dở cười. Để ăn mừng việc mấy người chúng ta quen biết nhau thì mọi thứ các ngươi mua đều thanh toán cho ta. Đi vào cửa hàng, Ngô Vũ Trạch một bên đi tới khu vực bán đồ hiệu một bên hào khí ngất trời nói. Vậy thì ca cũng không khách khí. Bùi Đông Lai liền mở miệng nói, mặc dù hắn biết được gia cảnh của Ngô Vũ Trạch thật sự giàu có, cũng không để ý đến số tiền nhỏ như thế, nhưng hắn lại lo lắng hảo tâm của Ngô Vũ Trạch lại có thể trở thành chuyện suất, làm không tốt thì có thể không kéo gần quan hệ của mọi người với nhau, những thứ khác thì không cần nói, nếu nói riêng về gia cảnh thì Cổ Văn Cảnh cũng không hề thấp kém cho với Ngô Vũ Trạch. Đông Lai nói rất đúng, thích cái gì thì mua đi. Dường như đã đoán được ý nghĩ của Bùi Đông Lai cho nên Cổ Văn Cảnh cũng phụ họa nói theo. Vũ Trạch à, không phải ca nói chú chứ, nhưng mua mấy thứ này mà xài tiền của chú thì thật khinh thường chúng ta à. Trang Bích Phàm cũng mở miệng. Được rồi, vậy các chú mua đi. Ngô Vũ Trạch dở khóc dở cười mắng. Bất quá ta nói trước, bữa cơm trưa nay ta mời, ai cũng không nên nói cái gì hết. Được. Lúc này đây không đợi Cổ Văn Cảnh cùng Trang Bích Phàm mở miệng. Bùi Đông Lai đã lên tiếng, Bùi Đông Lai đã nhìn ra thái độ hào sảng, hiền hòa của NTV cho nên là bất cứ việc gì cũng phải phân chia rõ ràng. Bùi Đông Lai giải quyết dứt khoát, Cổ Văn Cảnh cùng Trang Bích Phàm cũng không nói gì thêm bất quá Cổ Văn Cảnh cũng bội phục Bùi Đông Lai. Ngô Vũ Trạch không tỏ ra vẻ cố ý, hắn đều mua những thứ đắt tiền. Đối với việc này thì Trang Bích Phàm đồng học của chúng ta cũng không chịu rớt lại phía sau, Ngô Vũ Trạch mua cái gì thì hắn liền mua cái đó. Cùng NVC bất đồng, gia cảnh của Cổ Văn Cảnh tuy rằng tốt hơn nhưng hắn cũng không ra vẻ gì cả, mà Bùi Đông Lai lại lười chọn đồ cho nên hắn đều mua giống với Cổ Văn Cảnh. Nửa giờ sau, Bùi Đông Lai cùng với Cổ Văn Cảnh đã mua xong rồi đem đồ vi đặt lên bên cạnh chiếc Cayenne mà Ngô Vũ Trạch cùng với Trang Bích Phàm còn chưa có đi ra. Đông Lai, chủ nhân của chiếc xe này có chút địa vị đấy. Có lẽ là bởi vì quá nhàm chán cho nên Cổ Văn Cảnh chỉ vào chiếc Land Rover màu hồng ở bên cạnh. So với địa vị của chú thì như thế nào? Bùi Đông Lai nao nao, hắn không nghĩ tới Cổ Văn Cảnh lại ưa tám như thế. Đông Lai, chú cũng biết tuy rằng thanh danh bên ngoài của ông nội ta rất tốt nhưng mà bên trong lại không có quyền gì, bản thân ta ngay cả phú nhị đại cũng không được tính là, còn nói lai lịch của chiếc xe này. Cổ Văn Cảnh cười nói, cha của chủ nhân chiếc xe này là Ngọc Thạch Chi Vương của QT, ông ngoại của nàng là nhân vật số 1 ở quân khu Vân Nam. Điển hình phú nhị đại thêm vào đó là đời thứ 3 của quân đội. Ngoài ra, khi nàng chưa tới đại học báo danh thì cha nàng đã đem chiếc Land Rover này đến bãi đỗ xe để đậu vào. Nghe Cổ Văn Cảnh nói ra thân phận của chủ nhân chiếc xe này vô cùng khủng bố, nhưng mà Bùi Đông Lai cũng không có kinh ngạc, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh. Nga, mỹ nữ phú nhị đại đã xuất hiện. Có lẽ đã sớm đoán được Bùi Đông Lai không cảm thấy kinh ngạc cho nên Cổ Văn Cảnh cũng không cảm thấy kỳ quái mà là lấy tay chỉ về phía trước. Bùi Đông Lai ngó lại thì thấy đó là một cô gái. Trên đầu có mang theo một cái mũ, mặc một bộ áo liền váy, giữa eo có thắt một cái đai lưng, dưới chân là một đôi giày có nhãn hiệu nổi tiếng. So sánh với cách ăn mặc của nàng mà nói thì bản thân của nàng lại càng hấp dẫn hơn. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhất là cặp mắt to. Sáng trong suốt kia, hợp với mắt hai mí, trong vô cùng mê người. Thân hình của nàng tuy không cao tuy nhiên nó lại phối hợp được với khí chất trên người của nàng, làm cho mị lực của mỗi bộ phận trên thân thể nàng đều hiện ra không bỏ sót. Nếu nói riêng về vóc dáng vào diện mạo thì được tính là một mỹ nữ. Nhưng mà hấp dẫn nhất trên người của nàng chính là làn da. Làn da của nàng rất trắng, cũng không phải trắng do bệnh mà đó trắng giống như trẻ em vậy, vô cùng mịn màng. Da của nàng rất trắng, không phải trắng của bị bệnh mà trắng giống như là trẻ con, vô cùng mịn màng. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì bên cạnh hắn đã có Tần Đông Tuyết, sau khi đi vào Đông Hải thì lại gặp được băng mỹ nhân Liễu Nguyê, hỏa mỹ nhân Quý Hồng cho nên năng lực miễn dịch mỹ nữ của hắn rất cao. Lúc này, nhìn thấy cô gái ấy thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra kinh ngạc như mấy nam nhân dại gái khác, ánh mắt hắn buông xuống, trước tiên thì hắn đang nhớ ra lúc vào trường thì hắn đã nhìn thấy cô gái này. Sau đó liền rời đi ánh mắt sang chỗ khác. Thì ra là hắn a. Coi như lúc Bùi Đông Lai đem ánh mắt nhìn sai nơi khác thì Hạ Ina liền đi tới chiếc Land Rover của mình thì thấy được Bùi Đông Lai cùng Cổ Văn Cảnh,
nàng còn biết được Bùi Đông Lai chính là người mà lần trước nàng gặp ở trước cổng trường. Nàng cảm thấy đã gặp được Bùi Đông Lai ở nơi nào đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra là nơi nào, đến lúc này gặp được Bùi Đông Lai thì nàng mới nhớ tới được nàng đã thấy được Bùi Đông Lai ở trong đoạn video mà Bùi Đông Lai đang chấp nhận phỏng vấn ở Trầm Thành Nhất Trung kia. Ina, chờ mọi người đem hết đồ vật này về phòng rồi thì sau đó chúng ta đi ăn cơm nhỉ? Lúc Hạ Ina nhận ra Bùi Đông Lai thì ở đằng sau, Tôn Vệ Đông người luôn theo đuổi nàng liền lộ ra bộ mặt ân cần, tươi cười nói. Anh biết ở gần đây có một quán ăn ngon, hoàn cảnh cũng tao nhã lắm hơn nữa hương vị thức ăn lại rất ngon. Tôn Vệ Đông, người có phải hay không cảm thấy được tỷ không ăn nổi cơm à? Bên tai vang lên lời nói của Tôn Vệ Đông thấy được ánh mắt có ý đồ của Tôn Vệ Đông thì đôi mi thanh tú của Hạ Ina liền nhăn lại. Bởi vì nghe theo lời dặn dò của Tôn Tường Vân lại biết được sự lợi và hại trong đó cho nên Tôn Vệ Đông đã hoàn toàn theo đuổi Hạ Ina, lấy đó là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Lúc này thấy được Hạ Ina có ấn tượng không tốt đối với bản thân mình thì Tôn Vệ Đông cũng không có buông bỏ, hắn vẫn như cũ vẫn luôn duy trì nụ cười tao nhã. Ina, ý của anh không phải là như thế. Tôn Vệ Đông, tỷ mặc kệ ngươi có muốn chơi trò lăn qua lăn lại trên giường với tỷ hay là coi trọng tiền của hạ bàn tay hoặc là coi trọng quyền của ông ngoại tỷ, nói túm lại là tỷ không có hứng thú đối với ngươi, không cần phải giống cái thứ gì đó đi theo đuôi của tỷ đâu. Có lẽ là thấy được Tôn Vệ Đông thật sự rất phiền hạ, cho nên Hạ Ina liền trực tiếp ngả bài luôn, sau đó không đợi Tôn Vệ Đông trả lời, nàng đã đi tới chiếc Land Rover. Bá! Lời nói của Hạ Ina đã làm cho sắc mặt của Tôn Vệ Đông biến đổi. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh được vẻ mặt của mình, vội vàng đuổi theo Hạ Ina. Ina, em hiểu lầm ý tứ của anh rồi. Ai nha, Tôn Vệ Đông, tỷ nói ngươi nè, tại sao ngươi lê mề giống như đàn bà thế? Hạ Ina có chút không kiên nhẫn. Tỷ đã nói với ngươi, tỷ đối với thứ công tử quyền thế như ngươi thì không có hứng thú, càng không có tình thú. Nói xong thì Hạ Ina giống như sợ Tôn Vệ Đông không hiểu. Liền giơ tay lên chỉ vào Bùi Đông Lai đang đứng bên chiếc Cayenne rồi nói. Tỷ thích cái dạng nam nhân tự thân phấn đấu như hắn, ngươi có hiểu không? Ân. Ngạc nhiên nghe được Hạ Ina nói như thế, Tôn Vệ Đông liền nhíu mày thôi nhìn vào phương hướng mà Hạ Ina chỉ. Ngay sau đó, hắn liền thấy được Bùi Đông Lai, mà Bùi Đông Lai cũng có cảm giác được ai đang nhìn mình, Bùi Đông Lai liền quay lại. Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung. Nhất thời liền kích lên một tia lửa vô hình. Trong phút chốc, Tôn Vệ Đông giống như là đã lọt vào sét đánh, cả người liền trở nên cứng ngắc. Oan ra ngõ hẹp. Sao, nhà dòng dõi nho học, chỉ người có học. Theo lời của Liễu Nguyệt thì chuyện tình Chu Phúc Thái bị giết chết sẽ mang lại uy hiếp rất lớn cho Tôn Vệ Đông, cứ cho là Tôn Vệ Đông không tin rằng Liễu Nguyệt phái người làm nhưng hắn cũng sẽ bị dọa. Ở Tôn Vệ Đông xem ra nếu Liễu Nguyệt vì Bùi Đông Lai mà xuống tay với Chu Phúc Thái thì không cam đoan nếu như hắn còn tiếp tục khiêu khích Bùi Đông Lai thì Liễu Nguyệt sẽ ra tay hay không. Bởi vì lo lắng bản thân mình sẽ giống như Chu Phúc Thái cho nên kể từ khi Hạ Ina đến thì Tôn Vệ Đông tạm thời bỏ quên chuyện tình đối phó với Bùi Đông Lai mà tính toán đợi sau khi theo đuổi xong Hạ Ina có chỗ dựa vững chắc thì hắn mới tìm Bùi Đông Lai tính sổ. Dưới tình hình như vậy, Hạ Ina chỉ vào Bùi Đông Lai rồi nói với Tôn Vệ Đông. Tỷ thích nam nhân như thế. Đúng là những lời này đã đả kích đến Tôn Vệ Đông. Dưới ánh mặt trời, Tôn Vệ Đông cảm thấy cho với lúc XX bị liệt dương hay ăn cơm chúng phải con bọ thì khó chịu hơn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thấy được biểu tình biến hóa của Tôn Vệ Đông, thì Bùi Đông Lai đứng ở bên cạnh chiếc cảm thấy mặc dù Hạ Ina lấy mình ra làm tấm mộc thì hắn cũng có chút không thoải mái, bất quá hắn lại không để ý đến Tôn Vệ Đông, hắn vẫn không có mở miệng ra. Nếu Ina đã không muốn đi thì để lúc khác cũng được. Vài giây sau, Tôn Vệ Đông cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong người rồi bày ra một bộ mặt tươi cười so với khóc thì còn khó coi hơn. Nói xong, không đợi Hạ Ina trả lời thì Tôn Vệ Đông đã xoay người bỏ đi. Chẳng qua. Trước khi đi thì hắn liền hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, giống như là đang cảnh cáo Bùi Đông Lai tốt nhất nên tránh xa Hạ Ina một tí nếu không thì sẽ chết rất khó coi. Nhìn thấy được bộ dạng cảnh cáo của Tôn Vệ Đông thì Hạ Ina cảm thấy có chút hối hận, lúc vừa rồi bản thân mình cao hứng quá nên hoàn toàn không lo lắng sẽ có kết quả như thế này. Rất hối hận, Hạ Ina liền đi tới chỗ của Bùi Đông Lai, chuẩn bị làm ra chút gì đó. Thấy được Tôn Vệ Đông ôm nổi hận rời đi,
Hạ Y Na đang đi tới thì Cổ Văn Cảnh đứng bên cạnh Bùi Đông Lai có chút lo lắng, hắn liền liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai, ở Cổ Văn Cảnh xem ra bất thình lình gặp tai bay vạ gió thì đối với Bùi Đông Lai tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cùng với Cổ Văn Cảnh bất đồng, mặc dù Bùi Đông Lai nhận ra hận ý trong ánh mắt của Tôn Vệ Đông nhưng hắn cũng không hề có cử động nào. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không có chuyện mới vừa rồi thì Tôn Vệ Đông cũng sẽ tiếp tục tìm hắn gây phiền phức. Thật có lỗi, Bùi Đông Lai đồng học, vừa rồi ta nhất thời cao hứng nên đã gây ra phiền toái cho ngươi. Vài giây sau, Hạ Y Na cùng với hai gã bảo tiêu ở phía sau đi đến trước mặt Bùi Đông Lai, vẻ mặt tươi cười xin lỗi, nói. Để tỏ lòng xin lỗi, ta sẽ mời ăn cơm trưa, mặc khác ta cam đoan Tôn Vệ Đông sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Cam đoan của cô không có tác dụng gì, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Mặc khác, ta không có hứng thú ăn cơm với cô. Đối với lời xin lỗi của Hạ Y Na thì hắn cũng không coi ra gì cả, hắn cảm thấy được hành vi lấy người khác ra làm lá chắn của Hạ Y Na là không đúng, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì sắc mặt của hai gã bảo tiêu liền ngạc nhiên. Phải biết rằng, ở trong trí nhớ của bọn hắn thì cả khu Tây Nam thì số thanh niên muốn mời Hạ Y Na đi ăn cơm cũng không đếm hết nổi. Mà hiện giờ, Hạ Y Na lại chủ động mời đối phương đi ăn cơm, đối phương chẳng những không đồng ý mà ngược lại giọng nói còn không khách khí. Hai tên bảo tiêu ngạc nhiên ra, sau đó một tên bảo tiêu trong đó liền bước lên, trừng mắt nhìn vào Bùi Đông Lai. Bảo ca. Mặc dù Hạ Y Na đối với thái độ lãnh đạm của Bùi Đông Lai thì có chút ngạc nhiên nhưng nàng cũng biết bản thân mình đuối lý cho nên lúc thấy một tên bảo tiêu tiếng lên thì nàng vội lên tiếng ngăn cản. Bùi Đông Lai đồng học, tuy rằng ngươi không chấp nhận lời giải thích của ta, bất quá ta đối với hành vi lúc nãy của mình cũng muốn nói một lời xin lỗi với ngươi. Hạ Y Na nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, vẻ mặt chân thành nói. Còn về phần Tôn Vệ Đông bên kia thì xin ngươi cứ yên tâm. Lời nói của ta tuyệt đối có ý nghĩa. Bùi Đông Lai cũng không hề cử động, điều này đã làm cho Hạ Y Na cảm thấy xấu hổ không thôi. Ai ui, Đông Lai, vị mỹ nữ kia là ai a? Lúc nào thì ngươi quen biết với nàng thế? Coi như lúc Hạ Y Na cảm thấy xấu hổ thì một giọng nói vui mừng từ phía sau truyền đến, dưới ánh mặt trời Ngô Vũ Trạch ôm theo một đống đồ, giống như là phát hiện ra tân đại lục mới vậy, vội vàng chạy đến đây, một bên chạy một bên rớt đồ. Bất quá hắn cũng không để ý, trong mắt hắn thì mỹ nữ là cao hơn. Nghe được lời nói của Ngô Vũ Trạch thì theo bản năng Hạ Y Na liền xoay người lại, thấy Ngô Vũ Trạch chạy tới đây thì đột nhiên linh quang trong đầu nàng chợt hiện, rồi đột nhiên nàng thản nhiên cười nói. Vì đồng học này, xin hỏi ngươi là bạn cùng phòng với Bùi Đông Lai sao? Đúng vậy, chúng ta ở lầu 5 phòng 108. Ngô Vũ Trạch nhìn vào Hạ Y Na giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Vẻ thưởng thức cùng với kinh ngạc trong ánh mắt không thể nào che giấu được chút nào. Mới vừa rồi, mình đã không cẩn thận nên đã đắc tội với Bùi Đông Lai đồng học, bất qua Bùi Đông Lai đồng học cũng không có nhận lời giải thích của mình, cậu có thể giúp mình khuyên nhủ hắn được không? Hạ Y Na nháy mắt mỉm cười, nói. Để tỏ rõ lòng thành ý của mình sẽ kêu đám tỉ muội trong phòng xuống để mọi người làm quen với nhau. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngô Vũ Trạch gật đầu nói. Đông Lai, tuy rằng ta không biết các người xảy ra hiểu lầm gì, nhưng mà hiểu lầm lại không lớn. Nếu như mỹ nữ đã giải thích hơn nữa lại là mời khách, chúng ta là đàn ông, lòng dạ cũng phải phóng khoáng chứ, cùng nhau đi ăn chứ. Nói xong thì Ngô Vũ Trạch liền nháy mắt ra hiệu cho Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như đang nói, Đông Lai, coi như ngươi không có hứng thú với mỹ nữ nhưng cũng phải suy nghĩ cho cảm nhận của tụi ca a. Bởi vì lúc nãy khi Hạ Y Na giải thích thì Bùi Đông Lai đã thấy được ngữ khí cùng với trong ánh mắt có thành ý nên Bùi Đông Lai cũng đã nhìn ra được Hạ Y Na lúc nãy bất đắc dĩ mới đem mình ra làm tấm mộc thôi, cho nên ấn tượng của hắn đối với Hạ Y Na cũng tốt hơn. Lúc này nghe được Ngô Vũ Trạch nói như vậy, lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Ngô Vũ Trạch thì làm sao Bùi Đông Lai có thể từ chối được. Mỹ nữ, chúng ta đều tin tưởng. Chỉ cần cô mở miệng thì những tên lúc nãy sẽ không đến gây phiền phức cho Đông Lai ca, nhưng mà cô có nghĩ tới, cô mời chúng ta dùng cơm thì lời cam đoan của cô chưa chắc sẽ hữu dụng. Lúc này, Cổ Văn Cảnh luôn trầm mặc bỗng mở miệng, ở hắn xem ra nếu như Bùi Đông Lai vô tình trở thành tấm mộc thì theo lời nói của Hạ Y Na thì Tôn Vệ Đông hơn phân nữa là sẽ không tìm Bùi Đông Lai để gây phiền phức, nhưng mà nếu như Bùi Đông Lai cứ làm tấm mộc dài hạn thì sẽ rất khó nói.
Đối với Hạ Y Na mà nói, sở dĩ nàng muốn mời Bùi Đông Lai đi ăn cơm chính là muốn xin lỗi. Còn nữa, cũng giống như lời nói của nàng thì từ nhỏ cơm đã đưa tới tận miệng, quần áo đưa tới tay, không thiếu tiền cho nên nàng đối với đám phú nhị đại đều cũng không có hứng thú. Ngược lại nàng lại hứng thú đối với người có xuất thân bần hàn mà biết phấn đấu, mà Bùi Đông Lai lại thi được thành tích 745 điểm. Điều này đã làm cho nàng cảm thấy tò mò, nàng muốn biết một người học như thế nào thi mới có thể thi ra được một số điểm hậu vô lại giả vô tiền khoáng hậu như vậy. Lúc này nghe được Cổ Văn Cảnh nói như vậy thì Hạ Y Na liền ngẩn ra, sau đó nàng liền suy nghĩ, liếc nhìn Cổ Văn Cảnh một cái. Hiển nhiên, nàng cho rằng Cổ Văn Cảnh nói rất đúng. Điều này làm cho nàng không khỏi do dự. Bởi vì, trong nội tâm của nàng thì nàng cũng không muốn đem lại phiền toái cho Bùi Đông Lai. Lúc trước thì Ngô Vũ Trạch cũng không biết được chuyện hiểu lầm giữa Bùi Đông Lai và Hạ Y Na, lúc này nghe được Cổ Văn Cảnh nói như vậy thì lập tức thu lại nụ cười, rất không thoải mái nói. Tên kia là ai thế mà bá đạo thế? Con mụ nói, hay là hắn đem vị mỹ nữ kia trở thành lão bà của hắn a? Mình không có quan hệ nào với hắn cả. Hạ Y Na tính toán nói rõ ràng, nếu như Tôn Vệ Đông không nghe nàng thì nàng sẽ đến gặp Tôn Tường Vân. Sau khi âm thầm làm ra quyết định thì nàng nhìn vào Bùi Đông Lai gần ra từng chữ. Ông già của hắn mặc dù là nhân vật có quyền ở Đông Hải cảnh bị khu nhưng mình nghĩ, hắn sẽ không có ngu xuẩn mà đắc tội với mình. Bá! Nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì sắc mặt của Ngô Vũ Trạch cũng không khỏi biến đổi, vẻ hưng phấn trên mặt hắn đã không còn nữa, thay vào đó là cái nhíu mày. Mặc dù hắn là phú nhị đại nhưng mà nhân vật có quyền ở Đông Hải cảnh bị khu những từ lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Đồng thời, Ngô Vũ Trạch cũng nhìn ra được sở dĩ Bùi Đông Lai do dự hoàn toàn không phải là do hắn không có hứng thú, lúc này biết được bối cảnh của đối phương thì Ngô Vũ Trạch lập tức muốn cự tuyệt lời mời. Hắn không muốn vì bản thân mình mà hại bạn. Nếu mỹ nữ đã có thành ý như vậy thì chúng ta cũng không thể lộ ra vẻ hẹp hòi. Coi như lúc Ngô Vũ Trạch đang tính toán mở miệng từ chối thì Bùi Đông Lai liền mở miệng, hắn quyết định nhận lời mời của Hạ Y Na, thái độ của Hạ Y Na đã làm cho hắn không thấy phản cảm đồng thời hắn cũng không muốn vì bản thân mình mà khiến đám người Ngô Vũ Trạch mất hứng. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì Cổ Văn Cảnh liền cả kinh, hắn không ngờ Bùi Đông Lai sẽ đáp ứng. Không riêng gì Cổ Văn Cảnh mà ngay cả Ngô Vũ Trạch cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đây mới là phong độ mà thân sĩ nên có. So ra mà nói thì vẻ mặt của Trang Bích Phàm lại tỏ ra bình tĩnh, nói. Còn về phần tên kia, nếu hắn còn dám rầm rĩ thì ta sẽ kêu người đến gọt hắn. Bên tai vang lên lời nói nghiêu bài của Trang Bích Phàm thì Hạ Y Na liền mở miệng cười hì, hì. Đột nhiên nàng cảm thấy bốn người Bùi Đông Lai rất thú vị. Một lời đã định, nửa giờ sau chúng ta sẽ gặp nhau trước cổng trường. Hạ Y Na liền mở miệng nói. Ừ. Bùi Đông Lai gật đầu, sau đó nhìn Ngô Vũ Trạch rồi mở miệng. Vũ Trạch, còn thất thần gì nữa, mau mở cốp xe ra a. Ngô Vũ Trạch nha một tiếng, vội vàng mở cốp xe ra, sau đó mấy người Bùi Đông Lai liền đem đồ đạc để vào. Bốn vị xuất cả, nửa giờ sau trước công trường, không gặp không về. Chờ cho hai gã bảo tiêu đem đồ cất vào trong ô tô, thì Hạ Y Na liền mỉm cười vẫy vẫy tay, sau đó liền đi lên ô tô rồi rời khỏi. Văn Cảnh, lúc nãy người nói có người gây phiền toái cho Đông Lai, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Sau khi Hạ Y Na rời khỏi thì Ngô Vũ Trạch có chút không yên lòng mà hỏi han, tuy rằng hắn không biết bối cảnh của Bùi Đông Lai nhưng ở hắn xem ra người ở Đông Hải nếu dám không để nhân vật có quyền ở Đông Hải cảnh bị khu vào mắt thì cũng không có nhiều lắm. Cái tên kia mời Hạ Mỹ Nữ ăn cơm, Hạ Mỹ Nữ liền nói không có hứng thú rồi lại nói nam nhân mà nàng yêu thích phải giống như Đông Lai ca đây. Nghe được như vậy thì tên kia liền xám xịt bỏ đi, nhưng mà trước khi đi thì không quên dùng ánh mắt để cảnh cáo Đông Lai ca. Cổ Văn Cảnh nói xong liền nhìn không được mà quay sang nhìn Bùi Đông Lai một cái, lấy hiểu biết của hắn đối với Bùi Đông Lai thì hắn biết rằng không Bùi Đông Lai không phải là một người tùy tiện như vậy. Nếu Bùi Đông Lai đã dám nhận lời mời thì điều đó đại biểu cho việc hắn không ý kỵ gì đến Tôn Vệ Đông cả, điều này đã làm cho Cổ Văn Cảnh cảm thấy tò mò. Tò mò vì không biết Bùi Đông Lai còn có bao nhiêu còn bài chưa lật nữa đây. Đông Lai, nếu không thì chúng ta cũng đừng nên đi. Nghe được Cổ Văn Cảnh nói như vậy thì Ngô Vũ Trạch liền lo lắng. Không có việc gì. Bùi Đông Lai cười cười,
từ đầu đến cuối hắn cũng không để ý đến việc Tôn Vệ Đông có trả thù hay không. Binh đến tướng ngăn, nước tới đất chặn. Nếu như Tôn Vệ Đông thật muốn đến tìm hắn để gây phiền phức thì hắn sẽ không để ý mà lợi dụng những gì học được của Phạm Ba Đặc để làm cho Tôn Vệ Đông bốc hơi khỏi nhân gian. Thông thường mà nói thì ngày đầu tiên của năm một đại học thì bất kể là nam sinh hay nữ sinh thì cũng đều phải ăn một bữa cơm với những đồng học chung phòng với mình. Tuy rằng đối với cách làm của Hạ Hà một kẻ nhà giàu mới nổi thì Mỹ danh Bạch Phú Mỹ của Hạ Y Na đã truyền khắp cả Đại học Đông Hải trong buổi sáng, nhưng mà thái độ làm người của Hạ Y Na là không cố ý khoe của, cũng không giả vờ trang bức, cũng không cố ý bài xích với mấy bạn học ở trong phòng. Dưới một dạng như vậy thì khi biết được Hạ Y Na mời ăn cơm hơn nữa lại có thể cùng ăn với Trạng Nguyên cùng đám bạn của hắn thì ba cô gái chung phòng liền sôi nổi đáp ứng. Theo ý nào đó mà nói thì các nàng muốn biết một người thi ra được một số điểm nghịch thiên như vậy rốt cuộc là một người như thế nào. Sau khi trang điểm xong thì các nàng ngồi lên chiếc Land Rover. Trước cổng Đại học Đông Hải thì Ngô Vũ Trạch cùng chiếc Cayenne của hắn đã đứng ở đây. Xuất ca, đi theo chúng ta. Không có để ý ánh mắt của đám người xung quanh, Hạ Y Na mở cửa sổ xe ra rồi vẫy vẫy tay, ý báo mình đi ở phía trước để dẫn đường. Ok con dê. Lúc này nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì Ngô Vũ Trạch cũng tỏ ra bộ dạng tiêu sái, hắn chờ mong có thể lập được quan hệ hữu nghị với những em cùng phòng của Hạ Y Na. Nếu như Bùi Đông Lai không sợ phiền toái thì hắn sẽ không cần lo lắng gì nữa. Bởi vì trực giác cùng lý trí đã nói cho hắn biết rằng, Bùi Đông Lai sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này ta đã xem, trừ Hạ Y Na ra thì còn hai em nữa. Đi sau chiếc Land Rover kia thì Ngô Vũ Trạch mở miệng cười nói. Hạ Y Na đã là của Đông Lai ca rồi, còn hai em kia thì chúng ta sẽ so tài coi thử ai nhanh hơn, thế nào? Ta tự biết bản thân mình, không nên cưỡng cầu. Cổ Văn Cảnh cười nói. Vẫn là giao cho chú cùng Trang Bích Phàm đi, vừa lúc nghiệm chứng một chút kỹ năng tán gái của soái ca, vừa lúc thấy được sự lợi hại của Trang Bích Phàm đồng học. Ta cũng chỉ nói như vậy thôi, còn Hạ Y Na thì các chú muốn thì cứ ra tay. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Tuy rằng hắn không hề phản cảm đối với Hạ Y Na nhưng mà hắn cũng không muốn cùng với Hạ Y Na phát triển gì cả. Đông Lai ca không có hứng thú đối với Hạ Mỹ Nữ nhưng mà người ta lại có hứng thú đối với ca, nếu không thì người ta sẽ không đem ca làm tấm mộc rồi, cũng không cần phải giải thích mời chúng ta đi ăn nữa Ngô Vũ Trạch than thở. Còn nữa, lùi một vạn bước thì lấy bối cảnh của Hạ Mỹ Nữ thì còn lâu ta mới bằng được, cho nên vẫn là quên đi. Mặc dù ta tin tưởng có thể tán được Hạ Mỹ Nữ, bất quá vợ của bạn cho nên không thể tán được, quên đi. Trang Bích Phàm lắc đầu, khẽ nói. Ta kháo, Trang Bích Phàm, chú không trang bức thì sẽ chết à. Ngô Vũ Trạch liền đả kích. Vẻ mặt của Trang Bích Phàm vẫn bình tĩnh, hời hợt nói. Tại sự thật trước mặt, mọi điều hư ảo đều sẽ tan biến vào gió, Vũ Trạch, đã đến lúc chứng kiến thực lực cái miệng của ca. Chấm chấm. Cả ba người đều bị Trang Bích Phàm đánh bại. Là một trong những đại học lớn cho nên xung quanh Đại học Đông Hải thì có rất nhiều quán bar, khách sạn, cái gì cũng có cả. 15. Sau, Hạ Y Na đem xe dừng lại trước một tiệm cơm có tên là Hồng Tử Cáp. Hồng Tử Cáp, tên như ý nghĩa, chim bồ câu ở đấy chính là món ăn làm chủ. Sở dĩ Hạ Y Na lựa chọn Hồng Cáp Tử là bởi vì lúc sáng Hạ Hà có nói trưa nay sẽ đến đây ăn cơm với nàng nhưng kết quả đã bị nàng đuổi đi. Mà Hạ Hà lại muốn khoe của cho nên mỗi lần đi ăn cơm là đều vào chỗ sang trọng, Hồng Tử Cáp chính là một trong số đó. Tục ngữ có câu, xem một quán cơm đó như thế nào thì chỉ cần xem bãi đỗ xe là có thể suy đoán ra. Trong bãi đỗ xe có rất nhiều xe, vậy chứng tỏ là quán cơm đó sẽ có sinh ý rất tốt, đồ ăn rất tốt, ngược lại nếu ít xe thì chứng tỏ thức ăn ở đó quá kém. Sau khi đem xe dừng lại thì mấy cô gái liền chủ động bước tới trước chiếc Cayenne của Ngô Vũ Trạch. Trước tiên xin tự giới thiệu, ba vị này đều là tỉ muội cùng phòng với mình. Mắt thấy mấy người Bùi Đông Lai xuống xe thì Hạ Y Na liền mỉm cười, chủ động giới thiệu. Vị này gọi là Tằng Khả Tâm đến từ chữ Hạ. Nghe được Hạ Y Na giới thiệu mình thì Tằng Khả Tâm liền mỉm cười chào hỏi. Rất hân hạnh được biết mọi người. Chào bạn, Khả Tâm mỹ nữ. Ngô Vũ Trạch liền dẫn đầu, mỉm cười nói. Mình gọi là Ngô Vũ Trạch. Chẳng bao lâu nữa thì bạn sẽ hiểu lòng mình, tên rất hay, thật sự rất hay.
Trang Bích Phàm đồng học của chúng ta liền không cam tâm yếu thế, hắn liền mở miệng nói luôn. Chào bạn Tằng Khả Tâm, mình gọi là Trang Bích Phàm. Hà! Nguyên bản là cả đám người Hạ Y Na bị bộ dạng biến hiểm của Trang Bích Phàm hù dọa, lúc này nghe được Trang Bích Phàm nói tên ra thì cả đám liền trợn tròn mắt. Cả đám người liền ngạc nhiên, cả bốn cô gái đều buồn cười. Trang trong thôn Trang, Bích Vân trong Lam Thiên trời xanh, Phàm trong không tầm thường. Vẻ mặt Trang Bích Phàm bình tĩnh bổ sung. Chào bạn, Trang Bích Bức Phàm Phạm. Tằng Khả Tâm liền chào hỏi, kết quả lời nói ra khỏi miệng thì thấy ba người Hạ Y Na nhịn cười, thấy vậy nàng cũng không nhịn được mà cười lên. Tên là Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai dường như đã quá quen với bộ dạng của Trang Bích Phàm cho nên cũng vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói chuyện. Cổ Văn Cảnh. Cổ Văn Cảnh cũng mỉm cười ra hiệu. Vị này là Quách Lệ Na, người Tô Châu. Sau khi cười thì Hạ Y Na lại chỉ vào một em bên cạnh rồi giới thiệu. Muội tử tên là Quách Lệ Na, mặc một bộ áo màu trắng, nửa thân dưới có mang theo một chiếc váy ngắn mà hồng, dưới chân là một đôi dép lê. Vẻ mặt rất dễ thương, dáng người lại cân đối, trải qua sự giới thiệu của Hạ Y Na thì nàng cũng mở miệng nói. Mọi người tốt. Quách Lệ Na mở miệng nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người của Ngô Vũ Trạch, dường như nàng rất có hứng thú với Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch hàng năm trà trộn ở bên trong bụi hoa, tự nhiên là nhìn ra Quách Lệ Na chính là đối tượng thích hợp để hắn chinh phục, vì vậy hắn liền mỉm cười cùng bắt tay, mà Trang Bích Phàm lại đem tâm tư đặt ở trên người, vẻ mặt cao thâm gật gật đầu, tỏ ra vừa ý. Hai người Bùi Đông Lai và Cổ Văn Cảnh cũng gật đầu. Cuối cùng có một em không có trang điểm. Hơn nữa cách ăn mặc cũng không xa hoa, nhưng mà nàng không luống cuống, chủ động giới thiệu tên mình đồng thời không có che giấu sự kính nể của mình đối với Bùi Đông Lai. Căn cứ vào lời nói của Hạ Y Na thì bốn người Bùi Đông Lai biết được tên của cô gái này là Dương Tĩnh, nàng chính là Trạng Nguyên ở phía Nam. Ba cô gái giới thiệu xong thì Ngô Vũ Trạch liền mở miệng trêu ghẹo nói. Hạ Mỹ Nữ, cô không cần phải giới thiệu, thanh danh của các người đã vang vọng cả trường học, Nga. Không phải là vang vọng cả các trường đại học ở Đông Hải. Nếu đã như vậy thì không cần giới thiệu nữa, đi thôi. Đối mặt với lời trêu đùa của Ngô Vũ Trạch thì Hạ Y Na cũng không để ý, mà là dẫn đầu đi vào Hồng Tử Cáp khách sạn. Hoan nghênh quang lâm. Ngay khi Hạ Y Na dẫn mọi người vào thì một tiểu thư tiếp khách mặc sườn xám mỉm cười, cúi đầu chào hỏi. Bởi vì là một tiệm cơm lớn cho nên trong đại sảnh đã kín chỗ. Có lẽ là do khí chất của Hạ Y Na, Tằng Khả Tâm cùng với Quách Lệ Na không tầm thường cho nên rất nhiều người dùng cơm đều đem ánh mắt quẳng lại, trong đó có mấy người nhận ra Hạ Y Na, vội vàng sôi nổi trao đổi. Ngài khỏe chứ, xin hỏi mọi người có dự tình gì chưa? Rất nhanh, một nữ nhân trung niên dường như là quản lý đi tới, mỉm cười hỏi đám người Hạ Y Na. Không có, Hạ Y Na nói, làm phiền an bài cho chúng ta một chỗ. Thực xin lỗi tiểu thư, ở đây đã đầy cả rồi. Nữ quản lý lộ ra vẻ mặt xin lỗi, nói. Nếu như tiểu thư cùng với bằng hữu của tiểu thư không để ý thì xin chờ một lát, khi nào có chỗ thì chúng ta lập tức sẽ an bài ngay. Ngạc nhiên nghe được quản lý nói như vậy thì Hạ Y Na liền nhíu mày. Hạ Mỹ Nữ, đổi địa phương khác đi. Ngô Vũ Trạch liền đề nghị, hắn đối với xung quanh cũng không lạ gì, ngoại trừ Hồng Tử Cáp ra thì còn có mấy chỗ ngon hơn. Bá, coi như lúc Hạ Y Na chuẩn bị nói cho quản lý thay đổi chỗ khác thì nàng thấy được sắc mặt trên người nữ quản lý thay đổi, cũng không nhìn thẳng vào nàng mà vội đi ra ngoài cửa. Trong đại sảnh, khách dùng cơm cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa. Biến cố xảy ra bất ngờ làm cho Hạ Y Na ngạc nhiên, theo bản năng nàng cũng quay đầu lại. Ngay sau đó, nàng thấy được một nữ nhân toàn thân phát ra một hơi thở chí mạng đang đi vào. Nữ nhân mặc một bộ váy liền áo màu hồng, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu hồng, túi xách trong tay chính là LV. Vóc dáng của nữ nhân này không cao, đại khái khoảng 1m6 nhưng mà thân hình của nàng có thể nói là hoàn mỹ, nhất là cặp bánh bao trước ngực, có chút đồ sộ. Không chỉ có thế, chiếc áo trên người nào có cổ áo rất thấp, chẳng những lộ ra một tầng da thịt màu trắng hơn nữa còn có thể thấy được chiến hào ở bên trong. Nàng làm sao tới đây? Bùi Đông Lai cũng quay đầu lại thấy được người đó là Quý Hồng thì liền nhíu mày lại, chẳng biết tại sao khi đối mặt với hơi thở và vẻ mặt quyến rũ của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai dường như cảm nhận được nàng là một xà mỹ nữ, toàn thân đều không thoải mái. Trừ thứ đó ra,
thì bởi vì Quý Hồng cũng với Liễu Nguyệt đối lập với nhau cho nên Bùi Đông Lai thủy chung vẫn luôn ôm lấy lòng cảnh giác đối với Quý Hồng. Hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra một nữ nhân có thể cai quản một nửa giang sơn hắc đạo ở Đông Hải thì sẽ kinh khủng cỡ nào. Thật là trùng hợp a, Đông Lai đệ đệ thân ái của ta, người cùng với các đồng học đến đây ăn cơm sao? Ngay khi toàn bộ nam nhân đang vì sự xuất hiện của Quý Hồng mà thất thần thì Quý Hồng lại lắc thân hình như rắn nước của mình bước đến bên cạnh Bùi Đông Lai, mở miệng nói. Ân, ngạc nhiên nghe được nữ nhân này nói như vậy thì vô luận là bốn cô gái hay là ba người Ngô Vũ Trạch đều cảm thấy ngạc nhiên, quay lại nhìn về Bùi Đông Lai. Giống như đang hỏi, người biết vị mỹ nữ kia sao? Quý tiểu thư, mọi người là bằng hữu với nhau sao? Coi như lúc Bùi Đông Lai đang tính toán mở miệng thì quản lý liền cung kính hỏi Quý Hồng. Không trả lời. Ngay sau đó, dưới sự há hốc mồm của mọi người thì Quý Hồng liền đi khoác lên cánh tay của Bùi Đông Lai, lộ ra một bộ dạng tươi cười, thổi một ngụm hương khí nói. Đông Lai đệ đệ thân ái của ta, vừa lúc tỷ tỷ dự định vào đây ăn, mọi người cùng ăn với tỷ tỷ đi. Nghe được lời nói của Quý Hồng. Thấy được động tác ám muội của Bùi Đông Lai thì trong mắt của đám người Hạ Y Na thiếu chút nữa rớt ra. Mà những nam nhân trong đại sảnh lại cảm thấy đầu óc choáng váng, ghen tị nhìn vào Bùi Đông Lai. Cảm giác kia giống như muốn nói, một đóa hoa tươi như thế làm sao lại cắm trên bãi phân châu này. Bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Bùi Đông Lai không cho là như vậy. Ngược lại hắn cảm giác được toàn thân giống như là bị độc xà nhìn chằm vào, không được tự nhiên. Mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng Bùi Đông Lai cũng biết lúc này không phải là lúc lật bài ngửa với Quý Hồng, vì thế hắn cứ để Quý Hồng khoác tay vào hắn, một bên quay đầu lại nói với đám người NTV. Lên lầu. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy, nhận thấy được trong lời nói của Bùi Đông Lai cũng không có cảm giác muốn ngắm nhìn thì Quý Hồng liền cảm thán Bùi Đông Lai quả thật là có định lực hơn người, đồng thời cũng không nhịn được mà phải khen Bùi Đông Lai quả thật là một người rất thông minh. Đám người Ngô Vũ Trạch lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì liền giữ im lặng đi phía sau Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Mắt thấy đã thoát được sự soi mói của đám người trong đại sảnh thì Bùi Đông Lai hơi quay đầu lại, miệng cách mặt của Quý Hồng một khoảng không xa, có thể cảm giác được mùi hương trong miệng của Quý Hồng phát, ánh mắt của hắn rời xuống có thể thấy được cặp bánh bao kia to đến cỡ nào. Thân thể dựa vào nhau thì Bùi Đông Lai thân là một nam nhân nên có phản ứng bình thường. Bất quá! Trong ánh mắt của hắn cũng không lộ ra vẻ thèm muốn nào cả, chỉ có là sự cảnh giác. Quý lão bản, cô có ý tứ gì đây? Tỷ tỷ cũng không ăn cậu, làm sao phải sợ hãi như thế? Quý Hồng cười quyền rũ, miệng phà hơi vào mặt Bùi Đông Lai, rất mê người. Mà từ phía sau nhau nhìn thấy thì có thể thấy đôi môi ướt át của Quý Hồng đang dính sát bên lỗ tai của Bùi Đông Lai, phối hợp với hành động cắn của nàng thì khiến người khác suy nghĩ sâu xa. Thấy một màn như vậy, vô luận là Cao Phú Xuất, Ngô Vũ Trạch hay là Trang Bích Phàm đại nhân đều cảm thấy Bùi Đông Lai rất điêu bảo rồi, nhưng mà Cổ Văn Cảnh lại đang suy nghĩ cái gì đó. Còn về phần của Hạ Y Na thì hai mắt của nàng mở to ra nhìn. Thân là con của Hạ Hà thì nàng đã nhiều lần gặp qua các đại nhân vật, nàng liếc mắt thì có thể nhìn thấy Quý Hồng là một nhân vật không tầm thường. Mà bởi vì như thế mới làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù ba người Tằng Khả Tâm, Quách Lệ Na cùng Dương Tĩnh không có nhãn lực như Hạ Y Na nhưng mà khí chàng của Quý Hồng đủ để trấn trụ các nàng. Dưới một dạng như vậy thì các nàng đều có chung một nghi vấn giống như Hạ Y Na, Bùi Đông Lai làm sao lại có thể quen được một nhân vật như Quý Hồng. Dù cho Quý Hồng có biểu lộ thân mật nhưng mà Bùi Đông Lai cũng biết Quý Hồng tuyệt đối không phải khát khao đến tìm mình để mà, còn vấn đề Quý Hồng tiếp cận mình để làm gì thì Bùi Đông Lai lại không nghĩ ra. Thanh danh của Quý lão bản ở bên ngoài. Ta nghĩ cả Đông Hải này cũng không kiếm được một nam nhân để Quý lão bản phải sợ hãi. Bùi Đông Lai nhíu mày, hắn không thích để người khác nắm vận mệnh của mình, đồng thời hắn cũng không ưng bị người khác thao túng cục diện, mà là hắn muốn nắm quyền chủ động. Đông Lai đệ đệ, ta biết chắc người rất tò mò muốn biết mục đích của ta, ta cũng quấy rầy mọi người nữa. Quý Hồng mở chừng hai mắt. Như vậy đi, ta sẽ không cùng đi vào với mọi người, ta sẽ đến trà lâu bên cạnh. Cơm nước xong thì Đông Lai đệ đệ hãy qua tìm ta. Được. Bùi Đông Lai như nghĩ tới cái nhìn, liếc mắt nhìn Quý Hồng một cái rồi gật đầu đồng ý. Đây là danh thiếp của tỷ tỷ, hảo hảo thu về. Quý Hồng dừng lại, lấy từ trong túi LV ra một tờ danh thiếp rồi đưa cho Bùi Đông Lai. Đưa tay tiếp nhận danh thiếp, V
vẻ mặt của Bùi Đông Lai cũng vô cùng bình tĩnh. Mặc dù hắn không biết vì sao Quý Hồng đột nhiên tìm hắn, nhưng hắn có thể khẳng định Quý Hồng không có ác ý đối với hắn, nếu không thì sẽ trực tiếp kêu ngươi đến làm thịt hắn. Quý Hồng cùng với Liễu Nguyệt là hai đại tỷ lớn ở Đông Hải, cho nên dưới tay tuyệt đối sẽ không thiếu người. Đông Lai đệ đệ, nếu ta đoán không lầm thì cô bé mặc áo màu vàng nhạt kia là con của Hạ Bàn Tử, hảo thủ đoạn nha. Giống như biết Bùi Đông Lai nhất định sẽ không từ chối, Quý Hồng cũng không có nhắc lại mà là cười khanh khách, sau đó thân hình giống như là rắn nước đi về đám người Hạ Y Na. Ân. Mắt thấy Quý Hồng đột nhiên trở lại thì Ngô Vũ Trạch và đám người Hạ Y Na đều sửng sốt. Mà người quản lý lại đi lên nói. Quý tiểu thư, cô. Các vị đệ đệ muội muội, tỷ có chút chuyện gấp cần phải xử lý cho nên không thể dùng bữa được với mọi người. Chờ hôm nào nếu mọi người có thời gian rảnh rỗi thì cứ bảo Đông Lai đệ đệ liên hệ với tỷ, tỷ tỷ sẽ làm chủ. Quý Hồng mỉm cười nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía quản lý. Phục vụ muội muội đệ đệ của ta cho tốt vào. Xin quý tiểu thư yên tâm, nhất định sẽ phục vụ chu đáo. Quản lý liền thề son sắt nói. Mắt thấy Quý Hồng rời đi, Ngô Vũ Trạch, đám người Hạ Y Na liền vội vàng đi đến bên người Bùi Đông Lai. Đông Lai, người vừa rồi là tỷ tỷ của chú sao? Sau khi đến gần thì Ngô Vũ Trạch liền mở miệng hỏi, nhưng mà hai từ tỷ tỷ vừa mới thốt ra khỏi miệng thì hắn cũng cảm thấy không thể tin được, cử chỉ của Quý Hồng cùng với Bùi Đông Lai thật sự là rất ái muội. Không riêng gì một mình Ngô Vũ Trạch mà ngay cả Cổ Văn Cảnh cùng với Hạ Y Na, tất cả mọi người đều không tin, bọn hắn đều tỏ ra tò mò nhìn vào Bùi Đông Lai, chờ mong Bùi Đông Lai trả lời. Cô ấy có thói quen gặp người nào cũng kêu đệ đệ, muội muội. Bùi Đông Lai không biết nên giải thích như thế nào, vì vậy hắn liền trả lời một cách qua loa, sau đó liền chuyển rời đề tài. Đi lên trên thôi. Thấy Bùi Đông Lai không muốn để lộ quan hệ với Quý Hồng thì mặc dù đám người Ngô Vũ Trạch có chút thất vọng, bất quá cũng không có hỏi tiếp mà là kéo nhau đi vào thang máy. Đi vào thang máy, thấy được ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên mặt của mình thì BDLD liền cười khổ, hắn cũng không có giải thích gì nữa. Quý Hồng kêu một ghế lô ở trên tầng cao nhất, trong này có cả phòng nghỉ, karaoke, thức ăn cũng khác so với bên dưới, đũa bạc, làm cho người khác có cảm giác xa hoa. Bởi vì có quan hệ với Quý Hồng cho nên quản lý tự phục vụ, mắt thấy mọi người đều đã ngồi xuống cả rồi thì nàng liền cầm menu đưa tới cho Bùi Đông Lai, ý bảo Bùi Đông Lai gọi món. Rõ ràng, theo bản năng thì nàng cho rằng những người này đều có thân phận tôn quý. Là người đẹp kia mời khách. Bùi Đông Lai mỉm cười chỉ vào Hạ Y Na. Quản lý vội vàng cầm menu tới trước mặt của Hạ Y Na, vẻ mặt tươi cười, xin lỗi nói. Thật có lỗi, tiểu thư, xin cô gọi món ăn. Hạ Y Na vốn đang suy nghĩ mối quan hệ giữa Bùi Đông Lai cùng với Quý Hồng, lúc này thấy được Bùi Đông Lai đang nhìn mình thì nàng cầm menu lên rồi sau đó gọi một hơi hơn 10 món. Khả Tâm, mình nhớ được chữ Hạ đã quay trở về khu tự trị dân tộc, bạn có phải là người Hồi không? Mắt thấy không khí có vẻ quỷ dị thì Ngô Vũ Trạch liền mở miệng, đánh vỡ sự im lặng trong sương phòng. Vũ Trạch, người Hồi không ăn thịt heo, nếu như Khả Tâm là người Hồi thì làm sao có thể ngồi ở chỗ này được? Trang Bích Phàm lại khoe khoang lên. Không phải. Tăng Khả Tâm lắc đầu cười, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Trang Bích Phàm một cái, dường như nàng không ngờ rằng Trang Bích Phàm sẽ biết được những kiêng kỵ của người Hồi. Tăng Khả Tâm nhìn Trang Bích Phàm thì làm cho Trang Bích Phàm đồng học có cảm giác lâng lâng, hắn liền làm ra bộ dạng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Mặc dù Trang Bích Phàm tỏ ra vẻ trang bức nhưng mà phải nói rằng kiến thức của hắn rất phong phú, có thể nói năng một cách mạch làm cho không khí xấu hổ ở trong sương phòng này biến mất đi. Một bữa cơm xuống dưới, trừ bỏ việc mọi người âm thầm đoán quan hệ của Bùi Đông Lai với Quý Hồng thì nơi này đã trở thành sân khấu của Trang Bích Phàm đồng học. Trừ việc đó ra thì Ngô Vũ Trạch cũng khe khẽ tán gẫu với Quách Lệ Na hai câu, còn về phần Trang Bích Phàm đồng học thì cảm thấy hai người liếc mắt đưa tình, có thể đoán được hai người rất nhanh sẽ hôn môi, thoát y, đấu vật. Mà việc biểu diễn của Trang Bích Phàm đồng học cũng làm ra một tác dụng rất lớn, hắn thành công khơi gợi lòng hiếu ý của Tăng Khả Tâm, cũng giành được hảo cảm đối với nàng. Tiểu thư, bữa cơm này lão bản của chúng tôi sẽ không thu tiền, coi như là kết giao bằng hữu. Hôm nay lão bản có việc nên không tới được, ngày khác người sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Y Na còn chưa kêu lên hai chữ tính tiền thì quản lý đã đi vào giải thích.
Quản lý vừa nói xong thì mọi người đều ngạc nhiên, sau đó cả nhóm không hẹn mà cùng liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. Hiển nhiên bọn họ rõ ràng, việc này khẳng định có liên quan đến vị tỷ tỷ kia của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không hiền hậu a, ta đã nói là mời khách để nhận lỗi. Hạ Y Na liền nói. Nếu vị tỷ tỷ kia đã giúp chúng ta trả tiền thì cơm tối ta mời. Bùi Đông Lai trong lòng cười khổ không thôi, cũng không nói gì. Phú Trạch, mọi người về trước đi, ta đi bàn bạc một số chuyện. Đi xuống lầu thì Bùi Đông Lai liền mở miệng nói với Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch cười mắng. Kiềm chế, đừng để bị ép khô đó. Trong lòng Bùi Đông Lai cười khổ, cũng không giải thích thẳng cho đến khi đám người Hạ Y Na rời đi thì hắn mới lấy điện thoại ra bấm số của Quý Hồng. Bùi Đông Lai rốt cuộc là ngươi có quan hệ gì đối với người kia? Trong Land Rover, thông qua kính chiếu hậu thì Hạ Y Na thấy một màn như vậy thì trong lòng nàng liền giống như là bị mèo cào vật, cảm thấy ngứa ngáy. Quý Hồng rốt cuộc muốn làm gì? Sau khi bấm thì Bùi Đông Lai thầm hỏi. Một tháng trước, từ miệng của A Long thì Bùi Đông Lai biết rằng tuy Quý Hồng được xưng đáng phụ ở Đông Hải nhưng mà ở trong vòng 4 năm qua lại không có một nam nhân nào dám xuống tay với nàng. Một người cũng không có. Tất cả chuyện này, đơn giản là 4 năm trước đã xảy ra một việc. 5 năm trước, lúc Quý Hồng mới đến Đông Hải, thì liền được gả cho đại kiêu hùng của Đông Hải lúc bấy giờ là Hạo Thiên. Mà gần một năm đi qua, Hạo Thiên biến thành người sống đời sống thực vật, Quý Hồng thành công thượng vị, toàn bộ người trong Mãnh Hổ Bang đều không có một tiếng phản đối. Không chỉ như thế, trong vòng 4 năm qua Quý Hồng đã giúp cho Mãnh Hổ Bang tẩy trắng hơn một nửa, hơn nữa còn ép Liễu Nguyệt khiến Liễu Nguyệt thở không nổi, mơ hồ có xu thế chiếm đoạt luôn địa bàn của Liễu Nguyệt. Một nữ nhân như vậy thì kẻ nào muốn đụng vào nàng thì trừ phi trong đầu của hắn chứa toàn phân. Đây là Đông Hải, thậm chí là cả giới thượng lưu của Nam Phương cũng không có một nam nhân nào dám có ý nghĩ kia ở trong lòng. Chẳng qua, bọn hắn không hiểu, rốt cuộc là Quý Hồng bằng vào cái gì mà chỉ trong vòng một năm lại có thể dẫm hài cốt của Hạo Thiên rồi thượng vị, hơn nữa các nguyên lão trong Mãnh Hổ Bang đều giúp nàng. Không có ai biết. Hết thảy những việc này. Cả Đông Hải vẫn không có một ai có thể tìm ra đáp án. Đông Lai đệ đệ thân ái của ta, cưng đã ăn xong rồi sao? Điện thoại được nối qua, thanh âm của Quý Hồng liền truyền vào trong tai, giống như là giọng nói của ma nữ, mê hoặc chúng sinh. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, Bùi Đông Lai dường như thấy được vẻ mặt quyến rũ của Quý Hồng đứng trước mình, nhíu mà hỏi. Quý lão bản, rốt cuộc cô tìm ta là có chuyện gì? Ngọc Trúc trà lâu. Gặp mặt rồi nói. Quý Hồng cười cười nói rồi trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng đô, đô thì Bùi Đông Lai lại nhíu mày. Hắn hơi trầm ngâm rồi đi lên đón một chiếc taxi đi tới Ngọc Trúc Trà Lâu. Khoảng cách giữa Ngọc Trúc Trà Lâu với quán ăn Hồng Tử Cáp cũng không xa cho lắm, chỉ cần đi xe khoảng 10 là tới. Đến Ngọc Trúc Trà Lâu thì Bùi Đông Lai liền báo tên của Quý Hồng ra rồi đi theo một gã phục vụ lên lầu. Rất nhanh. Bùi Đông Lai đã đi tới một phòng trà trên tầng 3, tới trước cửa phòng thì hắn thấy được một nữ nhân tóc ngắn đang đứng trước đó. Nữ nhân này thoạt nhìn thì không lớn lắm, vẻ mặt cũng bình thường, thuộc loại nếu như ném vào trong đám người thì sẽ không hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Điều kiện tiên quyết là ngươi không nên nhìn vào đôi mắt của nàng. Đôi mắt của nàng hiện lên một vẻ ảm đạm, tràn ngập cảm giác coi thường, cảm giác kia giống như muốn nói toàn bộ mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan đến nàng. Quý Hồng tỷ ở bên trong chờ ngươi. Giọng nói của nữ nhân này không hề mang theo một tia tình cảm nào, giống như là một chiếc máy móc lạnh như băng. Nhận thấy được vẻ coi thường trong ánh mắt của nữ nhân này thì đột nhiên trong lòng của Bùi Đông Lai dâng lên một khí tức nguy hiểm. Trực giác cùng lý trí nói cho Bùi Đông Lai biết, nữ nhân này là một người rất nguy hiểm. Hiểu được điều này thì Bùi Đông Lai cũng không có luống cuống, mà trực tiếp đi vào trong phòng. Trong trà phòng. Quý Hồng ngồi ở trên ghế, đôi giày dưới chân đã được lấy ra, toàn thân tản ra một hơi thở mê người làm cho nam nhân không kìm lòng được mà đem nàng phét ngay tại trận. Đến đây đi Đông Lai đệ đệ. Thấy Bùi Đông Lai vào phòng thì Quý Hồng liền lộ ra một nụ cười chết người. Quý lão bản, chúng ta cũng không quen thuộc cho lắm, không cần phải vòng vo nữa, nói thẳng mục đích của cô đi. Bùi Đông Lai thản nhiên ngồi đối diện với Quý Hồng, đúng mức nói. Phần đúng mức của Bùi Đông Lai đã làm cho Quý Hồng âm thầm khen ngợi đồng thời nàng buông hai tay ra khỏi túi, thân mình nghiêng tới phía trước,
đôi mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Bùi Đông Lai, mỉm cười nói. Đông Lai đệ đệ, nếu ta đoán không sai thì ngày đó thì ngươi đã thay thế cho Đông Phương Lãnh Vũ để đua xe thằng Tôn Vệ Đông, sau đó giả làm sư phụ của Đông Phương Lãnh Vũ đua xe thắng Khang Tử Kiện cùng với Thôi Vĩnh Tinh, làm cho hai người bị chết, có đúng không? Có lẽ sớm đã đoán được Quý Hồng sẽ hỏi vấn đề này cho nên vẻ mặt của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh nói. Thật có lỗi quý lão bản, ta không biết cô đang nói cái gì. Ta không chỉ biết chuyện này, ta còn biết ngươi đã là đồ đệ của Cố Bồi Nguyên, mặt khác mỗi ngày ngươi vẫn đi tới hội sở của Liễu Nguyệt. Trong mắt người ngoài thì hội sở của Liễu Nguyệt chỉ là một chỗ bình thường nhưng ta lại biết đó chính là trụ sở huấn luyện huyết sát, tổng bộ của huyết sát được đặt ở chỗ này. Thậm chí ta còn biết, tháng trước Liễu Nguyệt đã tốn một số tiền rất lớn để mời ra sân, Fanbase, Ken cùng The Rossi bốn người. Chắc hắn thì ngươi đã học không ít những thứ từ trên người của bốn người này. Ừ, nhất định rồi. Bởi vì hai tên thủ hạ của Phương Hồng Cương đã chết trong tay của ngươi ở Hàng Châu, ngươi còn đem Chu Phúc Thái làm sạch hơn nữa lại tạo ra một vụ nổ mạnh để che giấu chân tướng. Vẻ vũ mị trên khuôn mặt của Quý Hồng vẫn không giảm, phảng phất giống như chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Lời nói của Quý Hồng làm cho trong lòng của Bùi Đông Lai dậy sóng. Bất quá hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Quý lão bản, ta không biết cô đang nói cái gì. Đông Lai đệ đệ, không cần phải khẩn trương cũng không cần phải sợ hãi, mặc dù tỷ biết tất cả chuyện này nhưng tỷ sẽ không nói ra. Quý Hồng vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng tỷ không biết vì sao Liễu Nguyệt lại chiếu cố đến cưng nhưng mà tuyệt đối tỷ không có ác ý đối với cưng, ít nhất là lúc này. Ân, tỷ rất có hứng thú đối với cưng, muốn kết giao bằng hữu với cưng. Kết giao bằng hữu ư? Nghe được lời nói của Quý Hồng thì trong lòng của Bùi Đông Lai liền ngẩn ra, sau đó nhịn không được mà nhìn vào đôi mắt của Quý Hồng, nhưng mà hắn không đoán được rốt cuộc những lời của Quý Hồng là thật hay giả. Bùi Đông Lai không khỏi tự hỏi chính mình, tại sao Quý Hồng phải làm như vậy? Không có đáp án. Cho dù Bùi Đông Lai có vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Dù sao thì Quý Hồng cũng là đối thủ một mất một còn với Liễu Nguyệt. Mà Bùi Đông Lai lại có quan hệ không tầm thường đối với Liễu Nguyệt. Đương nhiên là cưng có thể cự tuyệt, bất quá thì cưng là bằng hữu của ta thì ta cũng nhắc nhở cưng một chuyện. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Quý Hồng cũng không thèm để ý, mỉm cười nói. Phụ thân của Tôn Vệ Đông là Tô Tường Vân sẽ được điều đến quân khu phía Nam, nhưng mà hôm nay cô bé mà cưng gặp chính là cháu của nhân vật số 1 ở quân khu phía Nam. Cô bé kia cùng với cha của nàng là Hạ Hà vừa mới đến Đông Hải thì Tôn Tường Vân liền mở một buổi tiệc để chiêu đã mấy người bọn họ, mục đích không nói thì cưng cũng biết rồi à. Tuy rằng thông qua việc giết chết Chu Phúc Thái thì cưng đã uy hiếp được Tôn Vệ Đông, nhưng mà nếu như phá hư chuyện Phàn Long Phụ Phượng Sao của Tôn Vệ Đông thì nhất định hắn sẽ chó cùng dứt dậu. Sao thấy người sang bắt quàng làm họ? Dù cho hắn không chó cùng dứt giận thì sau khi hắn thành công Phàn Long Phụ Phượng thì tuyệt đối hắn cũng không bỏ qua cho ta. Tuy rằng không biết vì sao Quý Hồng lại phải nhắc nhở mình, bất quá xuất phát từ lễ tiết thì Bùi Đông Lai cũng cần phải cảm tạ, dù sao cho đến bây giờ thì Quý Hồng vẫn chưa tỏ ra định ý đối với mình. Cảm ơn lời nhắc nhở của Quý Lão Bản. Đông Lai đệ đệ có thể nói cho tỷ biết, tại sao băng mỹ nhân Liễu Nguyệt lại vô cùng chiếu cố đến cưng. Nghe được Bùi Đông Lai nói lời cảm ơn, Quý Hồng cho rằng chỗ dựa lớn nhất của Bùi Đông Lai vẫn là Liễu Nguyệt, nàng còn làm ra một bộ dạng chết người hơn nữa, hai mắt lại phóng điện nhìn vào Bùi Đông Lai, thân hình cố ý nghiêng tới phía trước, khẽ xoay người, cặp bánh bao trước ngực đều hiện trước tầm mắt của Bùi Đông Lai. Vẻ mặt của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra thờ ơ. Được rồi, cưng đã không muốn nói thì tỷ cũng không miễn cưỡng. Thấy Bùi Đông Lai trầm mặc thì Quý Hồng lại nói. Bất quá. Tỷ có thể cho cưng một cơ hội, nếu như muốn phát tài tỷ tỷ thì tỷ tỷ lúc nào cũng hoan nghênh cưng. Mặt khác, tỷ tỷ sẽ không để ý, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ cho cưng làm ông chủ, là nhân vật số 2 nha. Quý lão bản, quan hệ của ta cùng với Liễu Nguyệt thì cô cũng đã biết cho nên chuyện này là không thể. Bùi Đông Lai nhíu mày cự tuyệt. Cẩn thận đem hết biểu tình của Bùi Đông Lai thu vào mắt, thân hình của Quý Hồng liền thu lại, dựa vào ghế cười nói. Nhìn ra thì dường như ngươi không có cảm tình gì đối với ta, ngươi không muốn nói chuyện phiếm với ta thì ta cũng không miễn cưỡng, ngươi đi gì? Quả thật là Bùi Đông Lai không muốn ở chung một chỗ với Quý Hồng, bởi vì hắn cảm nhận được nữ nhân này quả thật là rất đáng sợ. Đây là một loại nguy hiểm nói không nên lời. Đối với lần này,
nghe được lời nói của Quý Hồng thì hắn liền trực tiếp đứng lên, nói. Gặp lại sau. Nói xong, Bùi Đông Lai cũng không hề dừng lại mà bước đi ra khỏi phòng. Cót két. Hắn vừa mới bước tới cửa phòng thì nương theo một tiếng vang nhẹ, cửa phòng đã được một nữ nhân mở ra. Khóe mắt của Bùi Đông Lai khẽ nhảy lên hai cái nhưng hắn cũng không có dừng bước mà trực tiếp đi ra, khẽ gặp thoáng qua nữ nhân này. Quý tỷ, hắn rất nguy hiểm. Sau khi Bùi Đông Lai rời đi thì nữ nhân này nói. Ân Ly, nếu để cô giao thủ cùng với hắn thì có thể nằm được mấy thành để xử lý hắn. Dường như Quý Hồng đã sớm nhìn ra Bùi Đông Lai rất nguy hiểm nhưng mà cũng không để ý, mang theo vài phần tò mò mà hỏi han. Bảy thành. Nữ nhân tên là Ân Ly suy nghĩ một chút rồi nói. Quý Hồng cười nói. Biết không, cách đây một tháng thì hắn chỉ là một con kiến đối với cô, chỉ cần tùy ý là có thể bóp chết hắn. Bá. Nghe được Quý Hồng nói như vậy thì vẻ mặt lạnh lùng của Ân Ly liền hiện lên vẻ khiếp sợ. Nếu không phải những lời này từ miệng của Quý Hồng nói ra thì tuyệt đối nàng không tin. Hắn là một người thần bí, có tiềm lực hơn người. Thấy Ân Ly hiện lên vẻ khiếp sợ thì Quý Hồng cũng không cảm thấy kỳ quái mà là đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Đồng dạng, sự xuất hiện của hắn đã tạo ra cho ta một cơ hội để đối phó với Liễu Nguyệt mà ta không hy vọng hắn sẽ trở thành biến cố trong kế hoạch tiếp theo của ta. Ý của Quý tỷ là muốn xử lý hắn sao? Vẻ mặt của Ân Ly cũng không thay đổi, giống như đối với nàng giết người cũng giống như giết một con gà vậy. Không, người trẻ tuổi này rất thú vị, nếu có thể thì ta hy vọng hắn có thể làm việc cho ta. Quý Hồng khẽ lắc đầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể xử lý phiền phức trước mắt. Vâng, quý tỷ. Ân Ly trước tiên cúi đầu lĩnh mệnh, đồng thời nhịn không được nói. Quý tỷ. Nếu như lúc đó hắn vì Liễu Nguyệt mà đứng ra đối lập với người thì phải làm sao bây giờ? Hắn cũng tốt, Liễu Nguyệt cũng được, ta cũng sẽ cho bọn hắn một cơ hội. Quý Hồng thu hồi lại ánh mắt, nói. Nếu như bọn hắn không chấp NSSJN thì như vậy chỉ có một kết quả, ta sẽ không cho phép kẻ nào phá hư kế hoạch của ta, tuyệt đối không cho phép. Nói xong, nụ cười trên khuôn mặt của Quý Hồng liền biết mắt thay vào đó là một cỗ sát ý tràn đầy khắp bốn phía. Cảm nhận được sát khí trên người của Quý Hồng thì Ân Ly cảm thấy toàn thân dường như là bị một toàn núi lớn đè phải, thở không nổi. Giống như là nàng đã gặp phải một con ác lang. Sự thật đúng là như thế. Nàng biết, Quý Hồng muốn giết nàng thì chỉ cần dùng ba chiêu là đủ. Chẳng qua là Ân Ly cũng không có phát hiện, trong đôi mắt của Quý Hồng hiện lên vẻ hận ý. Phần hận ý ngập trời của nàng đã bị nàng giấu kín rất sâu, rất sâu. Không biết từ khi nào mà ngành ẩm thực đã xuất hiện khắp mọi nơi trên các thành phố lớn, ở cuối tuần, phàm là khách sạn nào tốt nhất đều cũng phun bàn. Đông Hải Đàm thị quan phủ thái chú trọng đến nguyên liệu làm thức ăn, giá cả đắt tiền có tiếng, trong đó sở trường nhất chính là món vây cá, hương thơm vây cá nồng nàn là hàng thật giá thật. Trừ những thứ đó ra thì hoàn cảnh vô cùng tốt, trang hoàng những ánh đèn xanh vàng rực rỡ, làm cho khách nhân có cảm giác là đang ngồi ăn trong hoàng cung. Phục vụ cũng là nhất lưu, chiếm được vô số lời khen ngợi của mọi người. Là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở Đông Hải thì không chỉ riêng chủ nhật mới đông khách mà ngày bình thường như cũng như vậy. Khi bóng đêm vừa mới buông xuống, chỗ đỗ xe của Đàm thị quan phủ thái đã chật kín, bên trong là những chiếc ô tô đắt tiền. Trong đó có một chiếc Lincoln Liễu Nguyệt làm cho người xung quanh phải chú ý. Đó là của Liễu Nguyệt. Trong một gian phòng xa hoa ở Đàm thị quan phủ thái, thân mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, Liễu Nguyệt ở vị trí đối diện với cánh cửa mà bên cạnh này là một người nam nhân trung niên và một nữ nhân. Tương tiên sinh, cảm thấy thức ăn nơi này như thế nào? Sau khi dùng xong bữa tối thì một bên Liễu Nguyệt dùng khăn để lau miệng, một bên hỏi nam nhân trung niên họ Tương. Nam nhân trung niên mày có khuôn mặt hình chữ quốc, mày rậm mắt to, thân mang một bộ tay trang, dưới chân là một đôi giày da. Toàn thân toát ra một cỗ hơi thở thành thục. Mà trên thực tế hắn chính là một người khiến cho không ít thân sĩ phải ngưỡng mộ. Bởi vì hắn là Tương tiên sinh, người Hương Cảng. Một trong những người đỡ đầu của SSD Hương Cảng. Lúc trước đã từng qua vây cá ở đây, hôm nay có cơ hội dùng thử, quả thật là danh bất hư truyền. Nam nhân trung niên họ Tưởng lộ ra nụ cười ôn hòa nói. Cảm tạ Liễu tiểu thư đã chiêu đãi. Mộ tiểu thư, cảm giác của cô thì như thế nào?
Nghe được câu trả lời của Tương Tiên Sinh thì Liễu Nguyệt liền đem ánh mắt nhìn vào nữ nhân còn lại. Được Liễu Nguyệt xưng hô là Mộ tiểu thư thì nữ nhân này có một mái tóc dài, khuôn mặt trái xóa, ánh mắt không lớn lắm, đôi môi phong phanh mà gợi cảm có thể hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Đây là một khuôn mặt hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào. So sánh với dung mạo của nàng, thì thân hình nàng lại hơi kém một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Nàng không có hai cặp bánh bao to như thủy top cũng không phải phẳng như cô cún LCD ấy, mà là đạt được tiêu chuẩn thôi. Bất quá, các bộ vị trên thân thể của nàng đã bù đắp lại. Cái mông của nàng cũng giống với bộ ngực, đều không có cảm giác tròn trịa nhưng mà nó lại vĩnh lên, nhô lên rất gợi cảm. Hai cái đùi thẳng tắp, nhỏ dài, trắng nõn, giống như là một tác phẩm nghệ thuật mà Thượng Đế đã tạo ra, lại có thể dùng từ ma quỷ để hình dung. Theo ý nào mà nói thì chỉ riêng về tư sắc thì thậm chí nàng còn cao hơn một bậc so với băng mỹ nhân Liễu Nguyệt. Nếu lúc này Bùi Đông Lai có mặt ở đây thì nhất định hắn sẽ nhận ra nữ nhân này. Bởi vì hắn đã từng thấy nàng ở trên áp phích. Hoàng hậu đùi đẹp, Mộ Khuynh Nhan. Là một nữ nhân nổi tiếng khắp Hương Cảng thậm chí là cả châu Á. Đồ ăn nơi này thật ngon. Nghe Liễu Nguyệt hỏi thì Mộ Khuynh Nhan mỉm cười trả lời, cười một cách tự nhiên, không có làm ra cảm giác tự cao tự đại gì cả. Trên thực tế thì không riêng gì đối với Liễu Nguyệt mà bất kỳ là người nào thì nàng cũng tươi cười cả. Đơn thuần, thẳng thắn như thiên sứ. Đây là tất cả những lời đánh giá của mọi người về nàng. Tương Tiên Sinh, nếu ta nhớ không lầm thì nửa tháng sau Mộ tiểu thư mới biểu diễn, làm sao mà ngài cùng với Mộ tiểu thư lại đến Đông Hải sớm như vậy? Người mở miệng lúc này không phải là Liễu Nguyệt mà là Mạc Nhận ở bên cạnh. Hắn mặc một áo sơ mi màu đen, mà quần tây cũng là màu đen. Cho tới nay, hắn đều giống Liễu Nguyệt, lúc nào cũng mặc trên người một bộ đồ đen. Nghe được Mạc Nhận hỏi như vậy thì vẻ mặt Tưởng Cương tươi cười nói. Lần này Khuynh Nhan vào đại lục, chẳng những là muốn tổ chức một buổi biểu diễn ở Đông Hải mà còn muốn quay quảng cáo, chờ sau khu buổi biểu diễn kết thúc thì sẽ bắt đầu truyền ra quảng cáo. Thì ra là thế. Nghe được Tưởng Cương nói như thế thì Mạc Nhận liền tỉnh ngộ mà một bên Liễu Nguyệt lại âm thầm cả thán Tương Cương, thủ đoạn kiếm tiền của người này thật không thể tưởng tượng được. Mộ Khuynh Nhan có danh tiếng như ngày hôm nay ở cả HK và châu Á thì phần lớn là do công lao của Tưởng Cương. Mà Mộ Khuynh Nhan ở giới giải trí này cũng không xảy ra một vụ xì căng đan nào là cũng do Tưởng Cương. Bởi vì, cùng hợp tác nhiều lĩnh vực với Tưởng Cương nên Liễu Nguyệt biết được, Mộ Khuynh Nhan chính là nữ nhi thân sinh của Tưởng Cương, nhưng mà nàng lại mang họ bên mẹ. Theo ý nào đó lên nói thì Tưởng Cương làm những điều này là muốn bù đắp lại sai lầm năm đó. Tương Tiên Sinh, Mộ tiểu thư, hai người chắc hẳn là đã mệt rồi, trước tiên rời khỏi nơi đây, ta đã bố trí nơi nghỉ ngơi cho hai người rồi, ngày mai ta sẽ lại tới bái phỏng. Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, Liễu Nguyệt chuẩn bị kết thúc buổi tiệc. Tốt, Tưởng Cương không có ý kiến gì. Mấy phút sau, Liễu Nguyệt cùng Mạc Nhận đưa Tưởng Cương và Mộ Khuynh Nhan lên xe. Nửa năm nay, Hồng Tinh và Đông Tinh không ngừng bất đồng với nhau. Vì muốn đảm bảo an toàn cho hai người nên trong thời gian này ngươi cần phải bảo đảm an toàn cho bọn họ. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi đã rời xa thì Liễu Nguyệt thu liếm lại nụ cười, nói. Ừ, mắt thấy Liễu Nguyệt mở miệng nói thì Mạc Nhận cũng hơi bị mất mát nhưng mà hắn vẫn gật đầu. Thấy Mạc Nhận gật đầu thì Liễu Nguyệt không nói nhiều, chuẩn bị xoay người rời đi. Đem tên tiểu tử Bùi Đông Lai kia tới trụ sở huyết sát để huấn luyện còn không nói hơn nữa vì hắn mà đã đắc tội với Chu Phúc Thái, Tôn gia, việc này thật sự không phù hợp với tác phong của cô. Ta muốn biết, tất cả các chuyện này, rốt cuộc là vì cái gì? Ở lúc Liễu Nguyệt xoay người rời đi thì Mạc Nhận không nhịn được mà hỏi. Bá! Nghe được lời nói của Mạc Nhận thì Liễu Nguyệt liền dừng bước lại, sau gió quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Mạc Nhận, gần từng chữ. Mạc Nhận, ta hy vọng ngươi hiểu rõ vị trí của ngươi, có một số việc ngươi không cần phải quan tâm. Lộp bộp, cảm nhận được lửa giận của Liễu Nguyệt, Mạc Nhận hiểu được Liễu Nguyệt đây là đang cảnh cáo hắn, trong lòng liền hồi hộp, lại không dám nói cái gì. Mặc dù hắn là người phụ trách ở bên ngoài Đông Nguyệt Bang nhưng mà rất nhiều sự tình quan trọng hắn không thể tự chủ trương được, mà là hội báo cho Liễu Nguyệt biết, trừ việc này ra thì bởi vì Liễu Nguyệt chân chính còn nắm giữ một đòn sát thủ ở trong tay, đó là huyết sát. Ta không hy vọng có lần thứ hai. Liễu Nguyệt gắt gao nhìn vào Mạc Nhận vài giây,
quăng lại một câu, không đợi Mạc Nhận trả lời thì nàng đã xoay người rời đi. Mặc dù là lửa giận trong lòng Mạc Nhận ngập trời nhưng hắn có thể cảm nhận được Tiểu Lang đang ở trong ô tô chú ý đến hắn, vì thế hắn bắt buộc bản thân làm ra bộ dạng không có chút phẫn nộ gì. Liễu Nguyệt, nhiều năm rồi mà cô vẫn chưa từng tươi cười với ta một lần. Mà tên tiểu tử nghèo hèn kia lại chẳng những có thể tiến vào biệt thự, cùng ở chung một chỗ với cô, hơn nữa cô vì hắn mà thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích của bang hội. Cô có hiểu được cảm nhận trong lòng của ta không? Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Liễu Nguyệt rời đi, ánh mắt của Mạc Nhận liền trở nên âm trầm, nắm chặt hai nắm đấm lại với hau, đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng không ngừng rít gào. Đối với những chuyện này thì Liễu Nguyệt cũng không rõ, dường như nàng hơi có chút mệt mỏi, ngồi trong chiếc linh cô Liễu Nguyệt khẽ xoa vào huyệt thái dương. Tỷ, rất có thể Mạc Nhận đã hiểu lầm quan hệ giữa tỷ với Bùi Đông Lai. Trong linh cô Liễu Nguyệt, Tiểu Lang do dự một chút rồi nói. Tỷ xem, cần phải rõ ràng đối với hắn luôn đi. Không cần. Liễu Nguyệt bắt đầu. Sợ rằng hắn sẽ bắt đầu sinh hận ý, gây bất lợi cho tỷ. Tiểu Lang nói ra lo lắng của mình. Nếu hắn dám làm như vậy, ta sẽ thịt hắn. Liễu Nguyệt lạnh lùng nói. Tiểu Lang liền thở dài. Tuy rằng lúc trước Đông Phương Thần đã trải đường giúp Liễu Nguyệt thuận lợi tiếp quản Đông Nguyệt Bang cùng tập đoàn Thiên Tường nhưng mà bởi vì tính cách có chỗ thiếu sót, âm nhu có thừa nhưng lại không đủ quyết đoán, làm cho thế lực Đông Phương Thần trong mấy năm nay không thể mở rộng ra, hơn nữa lại còn bị Quý Hồng áp chế, rơi vào thế hạ phong. Dưới tình hình như vậy thì ngoại trừ nàng đặt tâm tư lên người của Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi thì mặc khác toàn bộ tinh lực nàng đều đặt ở làm sao để ứng phó với Quý Hồng, làm sao có thể nói đến chuyện yêu đương được đây. Hơn nữa ở Tiểu Lang xem, cho dù là Mạc Nhận có năng lực xuất chúng nhưng mà thủ đoạn của hắn lại âm tàn, tâm địa bất chính, ai có thể cam đoán là hắn không có mục đích gì đối với Liễu Nguyệt. Cùng với chốn ăn phồn hoa nơi thành thị mà nói thì sân trường cũng thuần khiết hơn một chút. Nơi này tuy rằng vẫn có một ít em muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang bằng cách giang hai chân ra nhưng dù sao thì nó cũng ít hơn so với quán bar. Ban đêm lúc 9 giờ, cả sân trường ở Đại học Đông Hảo vẫn náo nhiệt như thường. Bởi vì mới bước vào đại học cho nên những học sinh đều tỏ ra hưng phấn cùng với mấy bạn học chung phòng dẫn nhau đi dạo xung quanh, vài đám thanh niên thì đang tụ tập lại với nhau chỉ trỏ trỏ vào các em, tìm ra mục tiêu cho mình. Mà Hạ Y Na cũng không ngoại lệ. Trong màn đêm nàng chậm rãi bước đi chậm chậm trong sân trường. Hạ tỷ, phải chăng là thích Bùi Đông Lai rồi? Mắt thấy Hạ Y Na luôn trầm mặc, thì Dương Tĩnh không nhịn được mà hỏi. Nàng nhớ rõ ràng, bởi vì dựa theo ước định của lúc trưa thì tối nay Hạ Y Na sẽ mời khách, kết quả là Bùi Đông Lai bên kia bận việc nên không thể đến. Mà đám người Ngô Vũ Trạch lại đến, sau khi kết thúc buổi cơm tối thì mọi người liền lấy cớ là đi ngắm trăng. Dưới dạng tình hình như thế thì Dương Tĩnh có thể đoán được Hạ Y Na buồn bực là do Bùi Đông Lai không đến. Dương Tĩnh, cưng cảm thấy là tỷ thiếu nam nhân sao? Hạ Y Na bĩu môi, tựa hồ rất khinh thường đối với Bùi Đông Lai. Cái này cũng đúng, chỉ cần Hạ tỷ ngoắc ngoắc tay thì đám nam sinh này liền lao đầu vào ngay. Dương Tĩnh thấy được đám nam sinh hai bên đường đều đem ánh mắt nhìn về Hạ Y Na thì liền mở miệng trêu ghẹo. Ánh mắt Hạ Y Na lướt nhìn đám nam xung quanh hai bên đường, thấy được ánh mắt của bọn hắn thì trong lòng nàng liền có chút không thoải mái. Bởi vì nàng thấy thái độ cùng biểu hiện của đám nam sinh này hoàn toàn khác xa so với Bùi Đông Lai. Đặc biệt là nghĩ tới khuya hôm nay Bùi Đông Lai đi gặp Quý Hồng, tự nhiên trong lòng của Hạ Y Na lại có cảm giác không được tốt cho lắm. Đây mà một loại cảm giác không được để ý tới. Đồng thời, thông qua con đường đặc thù thì nàng cũng biết được thân phận của Quý Hồng. Nàng rất tò mò, thân là Trạng Nguyên thì tại sao Bùi Đông Lai lại có thể cấu kết với yêu tinh Quý Hồng, người nắm giữ một nửa hắc đạo Cua Ả Đông Hải được. Càng làm cho nàng buồn bực không thôi chính là căn cứ vào tin tức nàng đã điều tra thì Bùi Đông Lai cũng có quan hệ không bình thường đối với Liễu Nguyệt. Mà trong giới thượng lưu thì ai lại không biết Quý Hồng cùng với Liễu Nguyệt là đối thủ với nhau. Vì vậy cho nên tâm tình của nàng có chút khó chịu. Ina. Coi như lúc tâm tình của Hạ Y Na đang không được tốt, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôn Vệ Đông hiện ra phía trước. Thái độ của Tôn Vệ Đông cũng vẫn nhẹ nhàng, vẻ mặt mỉm cười, dường như là không để ý đến chuyện lúc trước bị Hạ Y Na cự tuyệt nữa. Nam sinh kia rất đẹp trai a, là sinh viên đại học năm một sao. Chắc là không phải rồi, nếu không thì hắn đã nổi danh ở trong trường rồi.
Ôi, cũng không muốn nhìn, không thấy người ta đang đi tới Bạch Phú Mỹ sao? Đúng rồi, Cao Phú Xuất cùng với Bạch Phú Mỹ đúng là một đôi, chúng ta không nên làm trò. Mắt thấy Tôn Vệ Đông đang nhẹ nhàng đi về phía Hạ Y Na thì một đám người trong sân trường liền mở miệng nghị luận, đồng thời cũng có một số người than thở. Mắt thấy đám người bàn luận về mình thì Tôn Vệ Đông lại càng tự tin đi tới, nụ cười trên mặt hắn càng thêm mê người. Nhưng mà, rất nhanh, nụ cười trên mặt của hắn đã cứng ngắc lại. Bởi vì hắn phát hiện Hạ Y Na đã đem hắn trở thành không khí, cùng hắn gặp thoáng qua. Phát hiện này đã làm cho hắn tức giận. Sau đó, hắn cố gắng nén giận, đuổi theo Hạ Y Na, chắn trước mặt của nàng. Hạ Y Na, anh rất buồn bực rồi, tên phế vật Bùi Đông Lai kia có điểm nào tốt hơn so với anh đâu. Tôn Vệ Đông nói xong, nhớ lại chuyện tình lúc trưa thì hắn liền giận dữ. Hắn cũng chỉ là một con phượng hoàng ở phương Nam mà thôi. Tôn Vệ Đông, không cần phải nói nhiều như vậy, khi nào ngươi thi được 745 điểm thì hãy nói. Bởi vì Bùi Đông Lai không đến cho nên Hạ Y Na rất buồn bực, hiện giờ thấy Tôn Vệ Đông nhắc đến Bùi Đông Lai thì nàng lạnh lùng nói. Hắc, thành tích cao như vậy thì làm được gì? Tôn Vệ Đông không hề ngụy trang nữa, lộ ra bộ dạng của Tôn Đại Thiếu gia nói. Đối với người như chúng ta mà nói thì thành tích thi vào đại học chỉ là một cộng lông, chỉ cần anh nguyện ý thì sẽ làm cho một kẻ thi được 200 cũng không đậu. Bá! Nghe được lời nói của Tôn Vệ Đông thì sắc mặt Dương Tĩnh liền ảm đạm. Nàng là trạng nguyên ở Nam Phương nhưng gia cảnh cũng rất bình thường. Mà nàng cũng biết tại cái thời địa này thì một người có một ông cha tốt thì so với tầm bằng đại học lại càng có tác dụng hơn. Ây da, Tôn Vệ Đông đại thiếu gia ơi, ngài thật sự là không sợ bị gió lớn quạt vào đầu lưỡi sao? Thấy được biểu tình biến hóa của Dương Tĩnh thì Hạ Y Na phẫn nộ không thôi, nàng cười lạnh nói. Tạm thời không cần nói đến ngươi có năng lực hay không. Nếu như Bùi Đông Lai trong mắt ngươi chỉ là một tên phế vật thì làm sao lại có thể ở trong cùng một biệt thự với Liễu Nguyệt, nói vậy thì Liễu Nguyệt chắc hẳn là sẽ khóc than, cầu Tôn Vệ Đông thiếu gia ngươi lên giường sao. Bùi Đông Lai còn có thể làm cho Quý Hồng chủ động khoác tay vào hắn, nói vậy thì Tôn Vệ Đông thiếu gia đây chắc hẳn là chỉ cần nói một câu thì Quý Hồng sẽ liếm đầu ngón chân của thiếu gia sao. Ách! Bên tai vang lên lời nói châm chọc của Hạ Y Na. Tôn Vệ Đông há to miệng không phải bác được. Hắn biết bởi vì Bùi Đông Lai là gia sư của DPLV cho nên mới có thể ở lại trong biệt thự đàn cung, thậm chí hắn còn biết Liễu Nguyệt còn ra mặt cho Bùi Đông Lai, bắt Chu Phúc Thái quỳ xuống nhận sai. Nhưng mà hắn lại không biết sự việc Quý Hồng chủ động khoác tay Bùi Đông Lai vào trưa nay. Giờ phút này, Tôn Vệ Đông có cảm giác khó hiểu, hắn biết rõ ràng là tuy rằng Quý Hồng được xưng là đệ nhất đáng phụ ở Đông Hải, so với Liễu Nguyệt thì Quý Hồng lại càng nguy hiểm hơn, không chỉ nói riêng hắn mà cả Đông Hải này thậm chí là cả Nam Phương cũng không có một người nào dám trêu chọc vào Quý Hồng. Mà hiện giờ Hạ Y Na lại nói Quý Hồng chủ động chơi trò mập mờ với Bùi Đông Lai sao? Tôn Đại Thiếu gia, ngài không có bị hù đến phát hoảng chớ? Hạ Y Na vẫn tỏ ra bộ dạng như cũ, châm chọc nói. Ngài không phải vừa mới nói tùy tiện tìm ra con chó. Con mèo cũng có quyền thế hơn gấp trăm ngàn lần sao với Bùi Đông Lai sao? Ừ, lời này ngài hãy giữ lại để nói cho Liễu Nguyệt cùng với Quý Hồng đi a. Nói bậy, Tôn Vệ Đông không tin rằng Quý Hồng sẽ làm chuyện như vậy. Làm sao Quý Hồng có thể làm ra chuyện như vậy được? Dương Tĩnh, chắc hẳn là trưa nay bạn cũng thấy được chứ? Hạ Y Na mỉm cười, hướng về phía Dương Tĩnh mà hỏi. Dương Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn Tôn Vệ Đông một cái rồi gật gật đầu. Đồng tử Tôn Vệ Đông đột nhiên phóng đại, dường như hắn muốn mở miệng nói cái gì, kết quả là không đợi hắn mở miệng thì Hạ Y Na đã cắt đứt lời nói của hắn. Tôn thiếu gia, nếu như ngài không tin thì có thể tự mình đi đến hỏi lão bản của Hồng Tử Cáp, bởi vì Quý Hồng xuất hiện cho nên lão bản của Hồng Tử Cáp cho free cả bữa tiệc, hơn nữa hắn còn nói lần sau sẽ chủ động mời khách. Dường như Hạ Y Na muốn đả kích Tôn Vệ Đông cho nên cố ý nói ra. Lúc này đây, Tôn Vệ Đông á khẩu không trả lời được, mặc dù hắn không tin tất cả mọi chuyện này không phải là thật nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, nếu không phải là thật thì tuyệt đối Hạ Y Na sẽ không nói ra. Dù sao, nếu Hạ Y Na có nói dối đi chăng nữa thì hắn gọi một cuộc điện thoại là có thể biết hết thảy mọi chuyện. Tôn Vệ Đông, nhớ một chút. Sau này không cần gặp ai là phải nói ra Tôn gia có quyền này thế nọ đâu.
Mắt thấy khuôn mặt Tôn Vệ Đông biến thành màu gan heo thì Hạ Y Na cười lạnh một tiếng, xoay người mang theo Dương Tĩnh rời đi. Bên tai vang lên lời nói của Hạ Y Na, Tôn Vệ Đông cảm giác được khuôn mặt của mình đã bị tát vài bạt tao, hắn tức giận đến run cả người, hận không thể tìm một cái hố nào để nhảy vào. Đối với hắn mà nói thì hắn biết được quan hệ không bình thường giữa Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt. Nhưng mà, hắn lại không có cách nào để tiếp thu cách Hạ Y Na lấy sự thích Bùi Đông Lai để đập vào mặt hắn, trong lòng hắn từ lâu đã coi Hạ Y Na là nữ nhân của mình. Hiện giờ, nữ nhân của mình lại dùng địch nhân của hắn để tát vào ngay chính khuôn mặt mình. Giờ phút này, hắn còn khó chịu hơn khi phải chịu cái cảm giác bị cắm sừng. Khó chịu thì khó chịu. Tôn Vệ Đông cũng không dám tìm Hạ Y Na gây chuyện, hắn chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận chút lên người của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai, lão tử không để yên cho mày. Nhìn theo bóng dáng của Hạ Y Na thì vẻ mặt của Tôn Vệ Đông càng trở nên dữ tợn, cảm giác kia giống như nếu giờ phút này Bùi Đông Lai xuất hiện ở trước mặt hắn thì hắn sẽ đem Bùi Đông Lai chém thành vạn đoạn. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, chẳng trách sao ngươi không lo lắng sợ Tôn Vệ Đông trả thù. Người có Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng hai toàn núi này làm chỗ dựa vững chắc thì làm sao có thể lo lắng được a? Cùng lúc đó, trong lòng của Hạ Y Na lại cảm thấy không thoải mái, đồng thời cũng khơi dậy tâm lý tranh cường háo thắng trong lòng của nàng. Trong màn đêm, nàng làm ra một quyết định điên cuồng. Ngày khai giảng của Đại học Đông Hải chính là buổi chiều ngày hôm sau, nhà trường mở ra đại học, ngay cả phó hiệu trưởng cùng với lão hiệu trưởng Cổ Bồi Nguyên cũng tham dự. Chiếm được những lời hoan nghênh nhiệt liệt của tân sinh viên. Mà lão hiệu trưởng Cổ Bồi Nguyên lại nói chuyện một cách dí dỏm, trực tiếp đốt lên không khí của cả lễ đường, ngay cả Bùi Đông Lai ở bên trong cùng với đám sinh viên đều đứng dậy vỗ tay. Sau khi đại hội kết thúc thì mọi người theo thứ tự rời đi, tiến vào phòng học của mình. Còn các phụ đạo viên chuyên nghiệp thì lại đang tiến hành thủ tục huấn luyện quân sự. Là một trong những hệ quan trọng của Đại học Đông Hải thì giáo học lâu của Học viện Quản lý nằm ở phía tây nam của trường, đây là một tòa đại lâu cao 12 tầng, nhìn qua có chút ưu thế. Khi đám người Bùi Đông Lai cùng Cổ Văn Cảnh, Ngô Vũ Trạch, Trương Bích Phàm tới đây thì trong này đã có không ít người ngồi ở trong này. Mặc dù là đã kết thúc buổi lễ khai giảng nhưng những sinh viên này vẫn ngồi tụ tập một chỗ, đối với lần này thì có vẻ hưng phấn hơn, sôi nổi thì thầm với nhau. Mau nhìn kìa, Trạng Nguyên Đế đã đến. Mắt thấy Bùi Đông Lai xuất hiện thì một gã sinh viên ngồi ở hàng đầu lập tức kêu lên. Bá! Tên nam sinh kia vừa mới mở miệng thì mọi người liền ngừng nói chuyện, lần lượt đem ánh mắt quẳng về phía bốn người Bùi Đông Lai. Thấy được ánh mắt của các đồng học thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra gì cả, hắn đã trải qua huấn luyện ở huyết sát nên tâm lý của hắn đã mạnh nay đã càng thêm mạnh. Tuy rằng cả nhóm người này biết được Bùi Đông Lai là Trạng Nguyên nhưng đây là lần đầu tiên thấy được mặt của Bùi Đông Lai cho nên ánh mắt của bọn hắn liền tò mò. Mà một ít sinh viên có quen biết với Bùi Đông Lai thì mỉm cười, cùng chào hỏi với Bùi Đông Lai. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng đều mỉm cười chào lại. Thừa dịp này, đám người Ngô Vũ Trạch liền ở phía sau phóng thẳng lên, chạy đến chỗ đám người Quách Lệ Na. Đối với Ngô Vũ Trạch và Quách Lệ Na mà nói thì hai người đã gần như là gậu nấu thành cơm rồi. Mới hơn một ngày mà gặp mặt nhưng quan hệ của hai người giống như là ngồi trên tên lửa vậy, đã hoàn thành xong công việc sờ mó, chỉ thiếu việc lên giường chơi trò đấu vật thôi. Mà lúc ở trong phòng thì Ngô Vũ Trạch đã khoe, tối nay hắn với Quách Lệ Na sẽ ra ngoài mướn phòng để vật lộn, nếu không thì cần phải chờ thêm nửa tháng nữa. Căn cứ vào sự sắp xếp của Đại học Đông Hải thì bất kỳ sinh viên nam y nào cũng phải tiến hành huấn luyện quân sự. Rất nhanh, Ngô Vũ Trạch đã đi trước tới đám người Hạ Y Na, sau khi mỉm cười bắt chuyện thì Ngô Vũ Trạch liền ngồi ở bên cạnh Quách Lệ Na, mà Trương Bích Phàm đồng học cũng không chịu rớt lại phía sau, hắn liền ngồi bên cạnh Tằng Khả Tâm, mà Cổ Văn Cảnh thì tự giác đứng ở hành lang. Như vậy thì hàng cuối chỉ còn mỗi Hạ Y Na ngồi một mình. Bùi Đông Lai mỉm cười. Chào hỏi với mọi người xong thì thấy được điều này. Đông Lai, chúng ta đều đem cơ hội tiếp xúc thân mật với hạ mỹ nữ để lại cho chú cũng để tụi anh phải thất vọng. Ngô Vũ Trạch từ trong miệng của Quách Lệ Na biết được, dường như là Hạ Y Na có ý tứ với Bùi Đông Lai, lập tức hắn liền làm nguyệt lão, cố gắng làm mỗi cho hai người. Ngô Vũ Trạch, cậu muốn chết à? Bên tai vang lên lời nói của Ngô Vũ Trạch, mặt mũi của Hạ Y Na liền trở nên cáu gắt mà mắng. Ngô Vũ Trạch cười hắc hắc, nhưng cũng không thèm để ý.
Bởi vì mỗi tối Bùi Đông Lai cần phải luyện võ cho nên hắn mới để cho đám người Ngô Vũ Trạch đi ăn cơm tối với bốn người bên phòng của Hạ Y Na, mà sau khi hắn luyện xong thì biết được, bởi vì bữa cơm tối ấy không có hắn đi cùng cho nên không khí của bữa cơm cũng không được tốt lắm, trong lòng hắn nhiều ít cũng có chút áy náy. Lúc này nghe Ngô Vũ Trạch cùng Hạ Y Na nói đùa với nhau thì Bùi Đông Lai chỉ cười cười, thản nhiên đi đến bên cạnh Hạ Y Na rồi ngồi xuống. Mắt thấy Bùi Đông Lai ngồi ở bên cạnh của mình, khuôn mặt của Hạ Y Na liền không bình tĩnh giống như lúc trước nữa mà có chút khẩn trương. Bùi Đông Lai, cậu cũng quá nhỏ mọn đi chứ. Rất khẩn trương, Hạ Y Na cũng không nhịn được mà mở miệng nói trước. Đều nói là bữa cơm tối qua do ta mời ăn để nhận lỗi, coi như cậu không chịu nhận lời xin lỗi của ta thì ít nhất cũng phải mở miệng nói một tiếng chứ. Thật có lỗi Hạ Mỹ Nữ, tối qua ta có chuyện, cho nên không thể đến được. Đối mặt với lời chất vấn của Hạ Y Na thì Bùi Đông Lai nhiều ít cảm thấy được có chút ngượng ngùng, giải thích nói. Ta tính là gọi điện thoại báo cho cô một tiếng nhưng kết quả là không có SDT của cô. Giải thích chính là che giấu. Chẳng biết tại sao, nghe xong Bùi Đông Lai giải thích, trong lòng Hạ Y Na có đôi chút thoải mái bất quá nàng vẫn là hừ lạnh nói. Ngô Vũ Trạch có SDT của Lệ Na, Trương Bích Phàm có SDT của Tằng Khả Tâm, bộ trong lòng cậu còn trách ta. Không muốn có SDT của ta sao? Ách! Bùi Đông Lai không phản bác được, cười khổ nói. Thật ra, ta sớm cũng không để ý đến chuyện đó, cô hoàn toàn không cần phải nói tiếng xin lỗi. Không để ý tới sao? Khuôn mặt Hạ Y Na liền hiện lên vui vẻ, cũng không thèm truy cứu chuyện tối qua Bùi Đông Lai không đến nữa. Ngay từ đầu ta đã có chút khó chịu với cô, cảm giác rằng chuyện gì cô cũng cho là bản thân đúng cả. Nhưng mà... sau này lại cảm giác được cô không tồi cho lắm nên ta liền không thèm để ý. Bùi Đông Lai không có giấu giếm, ăn ngay nói thật. Hạ Y Na bội vàng giải thích. Ta, ngày đó ta cũng nhất thời lỡ miệng, căn bản không có nghĩ nhiều đến thế. Ân, thấy được khuôn mặt của Hạ Y Na lộ ra vẻ khẩn trương thì Bùi Đông Lai không khỏi có chút ngạc nhiên. Hạ Y Na, người cần phải bình tĩnh. Thấy Bùi Đông Lai hiện lên vẻ ngạc nhiên thì trong lòng của Hạ Y Na thầm nói một câu. Cùng lúc đó, trong phòng học, không ít người thấy Hạ Y Na và Bùi Đông Lai nói chuyện, thì khuôn mặt bọn họ liền hiện lên vẻ kỳ lạ. Tuy rằng khai giảng chỉ có một ngày rưỡi như các nam sinh đều cho rằng Hạ Y Na chính là hoa khôi giảng đường, đồng dạng các nam sinh cũng biết rằng bởi vì ngày đầu tiên Hạ Hà đã liền làm cho Hạ Y Na quá mức uy vũ cho nên bọn hắn không có dũng khí để theo đuổi Hạ Y Na. Trong số này phần lớn là các sinh viên khoa công thương quản lý. Dưới một dạng tình hình như thế, sau khi đi vào phòng học không nói đến chuyện Bùi Đông Lai ngồi bên cạnh Hạ Y Na hơn nữa hai người luôn xì xì xào xào, điều này làm cho bọn hắn hoài nghi có phải là Bùi Đông Lai đang cùng Hạ Y Na, gì không? Không ít nam sinh âm thầm bội phục dũng khí của Bùi Đông Lai. Ngay lúc này, một người nam nhân trung niên tầm 40 tê đi vào phòng học. Sau khi thấy nam nhân trung niên đi vào phòng thì mọi người liền im lặng. Dựa vào sự giới thiệu của bản thân thì nam nhân trung niên tên là Long Chân, là tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, vào công tác trong Đại học Đông Hải đã gần 10 năm. Sau khi nam nhân trung niên giới thiệu xong thì lần lượt từng người đứng lên tự giới thiệu về bản thân mình. Ngay khi Bùi Đông Lai định đứng dậy giới thiệu thì một tên sinh viên trong lớp mở miệng nói. Trạng Nguyên Đế, Bùi Đông Lai. Chú không cần phải giới thiệu nữa, mọi người trong Đại học Đông Hải đều biết cả. Tên sinh viên vừa nói xong thì cả đám người trong lớp liền cười to lên. Sau khi mọi người ngừng cười thì Long Chân liền khen ngợi Bùi Đông Lai, hy vọng mọi người có thể lấy Bùi Đông Lai làm tấm gương. Đối mặt với lời khen ngợi của Long Chân thì toàn bộ mọi người trong lớp đều dùng một loại ánh mắt bội phục mà nhìn Bùi Đông Lai. Lúc kỳ thi tốt nghiệp thì bọn hắn đều là thiên kiêu chi tử của trường mình. Sau khi vào đại học thì bọn hắn mới biết được người có thể thi đạt tới điểm số 745 thì nghịch thiên đến cỡ nào. Lúc này đây Tôn Vệ Đông đang ngồi trong một hội sở tư nhân, hắn không ngừng nhìn ra bên ngoài, dường như là đang chờ người nào đó. Rốt cục, một chiếc xe Việt dã đã đến, một người nam nhân trung niên mặc quân phục từ trong xe đi ra, tiến vào hội sở. Thấy như vậy một màn, Tôn Vệ Đông nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau... dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ thì nam nhân trung niên đi tới chỗ ngồi của Tôn Vệ Đông. Trương Thúc, mắt thấy nam nhân trung niên ngồi xuống thì Tôn Vệ Đông vội vàng đứng dậy chào hỏi. Vệ Đông, nam nhân trung niên mỉm cười đáp lại một câu, thái độ thập phần khách khí.
Trương Thúc, ta nghe nói năm nay huấn luyện quân sự của Đại học Đông Hải sẽ được tổ chức tại nơi đóng quân của Thúc, có đúng không? Tôn Vệ Đông hỏi. Ừ, hôm nay ta đã cùng cổ hiệu trưởng trao đổi qua việc này. Nam nhân trung niên mỉm cười gật đầu, theo sau nghi hoặc hỏi. Vệ Đông, cháu hỏi cái này để làm gì? Trương Thúc, nói vậy thì Thúc hẳn là đã nghe đến chuyện ba của ta được điều đến quân khu Vân Nam rồi chứ? Tôn Vệ Đông hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lúc mở miệng thì quan sát vẻ biến hóa trên khuôn mặt của nam nhân trung niên này. Nam nhân trung niên này tên là PD, là đoàn trưởng của Đông Hải cảnh bị khu, đồng dạng là người của Tôn Tường Văn, tự nhiên là biết được chuyện tình Tôn Tường Văn được thăng chức. Không chỉ như thế, hắn còn buồn rầu vì Tôn Tường Văn bị điều đi thì như thế hắn sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc, con đường làm quan sau này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vệ Đông, chuyện tình của thủ trưởng thì ta cũng đã nghe qua, ta chuẩn bị đi thăm hỏi thủ trưởng đây. Trương Phong cười khổ nói. Thấy được trên khuôn mặt Trương Phong hiện ra vẻ buồn rầu thì trong lòng Tôn Vệ Đông liền đại định, hãy nghĩ nghĩ một chút, nói. Trương Thúc, trong vài năm gần đây thì Thúc đối với ta cũng không tệ, cho nên ta cũng không muốn giấu giếm ngài, căn cứ vào ý của bên kia thì ba của ta có thể mang theo một hoặc hai người đi qua. Bá! Nghe được lời nói của Tôn Vệ Đông thì sắc mặt Trương Phong không khỏi biến đổi, vẻ mặt kích động hỏi. Vệ Đông, cháu, nói cái gì? Trương Thúc, năng lực công tác của người thì mọi người đều biết, nói vậy thì ta của ta sẽ xem xét mang ngài đi theo. Tôn Vệ Đông mỉm cười nói. Vệ Đông, cảm ơn. Chiều này ta sẽ đi tới gặp thủ trưởng, đồng thời nếu cháu muốn thúc giúp chuyện gì thì cứ nói, ta sẽ nói lại cho thủ trưởng. Tuy rằng không biết vì sao vô duyên vô cớ Tôn Vệ Đông gặp mình nhưng Trương Phong rất rõ ràng, trong mắt của Tôn Tường Văn thì Tôn Vệ Đông vô cùng xuất sắc, nói chuyện nhất định có thể tạo được tác dụng. Trương Thúc, những năm gần đây ngài đối với ta không tệ, oi như ngài không nói, ta cũng sẽ làm. Tôn Vệ Đông nói xong, vẻ mặt liền tỏ ra vẻ khó xử. Trương Phong có thể hỗn đến đội trưởng, cũng không phải ngu ngốc, lập tức hỏi. Vệ Đông, chẳng lẽ là có khó khăn gì? Khó khăn thì không có, nhưng mà, sự việc này không biết là nên nói như thế nào cho tốt. Tôn Vệ Đông nửa che nửa đậy nói. Vẻ mặt Trương Phong thề son thề sắt nói. Vệ Đông, có gì cứ nói, chỉ cần thúc giúp được thì tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Nếu Trương Thúc đã nói như vậy thì ta cũng không che giấu nữa. Vẻ mặt Tôn Vệ Đông buồn bực nói. Mấy hôm trước ba của ta đến họp ở Yến Kinh thì gặp được nhân vật số 1 của quân khu Vân Nam, hai người nói chuyện hợp với nhai cho nên đã định hôn sự giữa ta và cháu gái của ông ấy. Ách! Nghe được cái tin tức này thì Trương Phong liền kinh ngạc, miệng há to ra, sau đó vội vàng nói. Chúc mừng Vệ Đông! Trương Phong rất rõ ràng, Tôn Vệ Đông cùng đám hỏi với cháu gái của nhân vật số 1 quân khu Vân Nam, ý vị như thế nào thì không nói cũng biết. Trương Thúc có điều không biết, cô bé kia đều giống như ta đều là mới thi đại học, hơn nữa lại là học chung ở Đại học Đông Hải. Sau khi nàng đi vào Đông Hải thì ba của ta đã mở tiệc khoản đãi, quan hệ giữa song phương cu áng không tồi. Nói tới đây thì khuôn mặt Tôn Vệ Đông hiện lên vẻ dữ tợn. Kết quả là có một tên hỗn đản không biết trời cao đất dày theo đuổi nàng, hơn nữa lại bị nàng cự tuyệt, bởi vì thẹn quá hóa giận cho nên hắn đã vô lễ đối với nàng. Cái gì? Trương Phong hoảng sợ, khi hắn xem ra, vô lễ với cháu gái của nhân vật số 1 quân khu Đông Nam, đây quả thật là muốn chết a. Ta vốn muốn giáo huấn tên khốn kiếp kia, bất quá nàng tâm địa thiện lương không cho ta làm như vậy, nhưng mà thủy chung ta không nuốt nổi cơn tức này. Tôn Vệ Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Trong chớp mắt Trương Phong đã hiểu được ý tứ của Tôn Vệ Đông, vỗ ngực cam đoan nói. Vệ Đông cháu cứ yên tâm. Trong quá trình huấn luyện quân sự thì ta sẽ giúp cháu xả dân. Trương Thúc, ta muốn mạng của tên vương bát đản này. Vẻ mặt Tôn Vệ Đông âm trầm nói. Thấy được sát ý trong đôi mắt của Tôn Vệ Đông, Trương Phong lại càng hoảng sợ. Vệ Đông, cháu cũng biết mấy năm nay, cấp trên đối với huấn luyện quân sự thì thật sự nghiêm cấm binh lính cùng phát sinh xung đột với sinh viên. Vẻ mặt Trương Phong ngưng trọng nói. Ta giúp cháu âm thầm giáo huấn hắn thì còn được. Về phần nếu xử lý thì... Trương Thúc, việc người nói thì ta cũng biết. Vẻ mặt Tôn Vệ Đông âm trầm nói. Ý của ta không phải là ở trong lúc huấn luyện mà xử lý hắn, mà là có biện pháp khác. Biện pháp gì?
Tuy rằng Trương Phong cảm thấy Tôn Vệ Đông có chút ác độc nhưng nghĩ tới vị hôn thê của hắn lại bị đối phương phi lễ thì cũng có thể hiểu được. Ta nhớ được dưới tay của thúc có một đội binh lính phụ trách trông coi một căn cứ bí mật quân sự. Vẻ sát khí trên mặt Tôn Vệ Đông càng lúc càng đậm. Nếu tên khốn kia bởi vì đi lầm vào đó rồi bị bắn gục, nói như vậy thì trong trường hợp này phía bên nhà trường sẽ không có cách nào để nói. Nghe được Tôn Vệ Đông nói như thế thì trong lòng Trương Phong liền khẽ động, sau đó hắn liền hiểu được dụng ý của Tôn Vệ Đông đồng thời không khỏi bội phục suy nghĩ của hắn. Lúc này, Trương Phong hoàn toàn cho rằng kế hoạch này khả thi, đồng thời hắn cũng biết nếu hắn làm chuyện này giúp Tôn Vệ Đông thì như vậy Tôn Vệ Đông sẽ nhất định cảm kích hắn. Như vậy thì hắn có Tôn Vệ Đông trợ giúp, khả năng đi theo Tôn Tưởng Văn đến quân khu Vân Nam là rất lớn hơn nữa một khi vào đó, sau này quan hệ có quan hệ với Tôn Vệ Đông thì việc thăng cũng tuyệt đối không là vấn đề. Vệ Đông, việc này thúc sẽ giúp. Hiểu được điểm này, Trương Phong làm ra quyết định. Còn về phần thủ trưởng thì thúc xin nhờ vào cháu. Không thành vấn đề. Trong lòng Tôn Vệ Đông vui vẻ, đồng thời nhớ tới cái gì, bổ sung. Đúng rồi, Trương Thúc. Việc này không nên nói với ba ta, ba của ta không muốn ta gây chuyện thị phi cho nên thúc không cần nói lại cho người. Ừ, Trương Phong gật gật đầu, hắn cũng hiểu được hắn và Tôn Vệ Đông đang âm thầm giao dịch với nhau. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, vốn lão tử tính toán cho ngươi nhảy nhót thêm vài ngày nữa, nếu ngươi đã vội vã muốn tìm chết như thế thì lão tử cũng đành phải thỏa mãn nguyện vọng của nhà ngươi. Mắt thấy Trương Phong đáp ứng, trong lòng Tôn Vệ Đông không ngừng cười lạnh. Nằm ở đường Nam Kinh, khách sạn Ban Đạc Mãn Lê được thành lập vào những năm 1991 đến 2003 thì sửa chữa, cả khách sạn cao 45 tầng, có tổng cộng 564 phòng, trong đó bao gồm phòng ăn, phòng trà. Đây là một trong những khách sạn nổi tiếng ở Đông Hải, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Mỹ Quốc thường ghé vào đây nghỉ ngơi. Sau khi quay xong quảng cáo thì Mộ Khuynh Nhan trở lại Đông Hải, liền ở lại trong khách sạn Ban Đạc Mãn Lê ra. Khuynh Nhan, tối mai sẽ biểu diễn rồi, hiện giờ cần phải thả lỏng bản thân, hảo hảo nghỉ ngơi một chút để cho có đủ tinh thần. Trong phòng, thân là người trong Hắc Đạo Hương Cảng, Tưởng Cương vừa ngồi trên ghế salon vừa nhẹ nhàng hút một điếu xì gà, sau đó thôi ra một ngụm khói rồi mỉm cười nói với Mộ Khuynh Nhan. Biết rồi, cha nuôi. Mộ Khuynh Nhan mỉm cười gật đầu. Khuynh Nhan, con có biết rằng nhân khí của con hiện nay đã thịnh vượng đến chừng nào chưa? Tưởng Cương vừa nói vừa mỉm cười. Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy thì vé bán cho buổi biểu diễn đêm mai đã cháy hết, người nào muốn mua một vé cũng hơi bị khó. Cho tới nay, Mộ Khuynh Nhan cũng không biết Tưởng Cương là cha ruột của mình, cho nên dưới tình hình như vậy thì đối mặt với sự trợ giúp của Tưởng Cương thì Mộ Khuynh Nhan vô cùng cảm kích. Lúc này, nghe được Tưởng Cương nói như vậy thì Mộ Khuynh Nhan mỉm cười, đáp. Khuynh Nhan có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là do cha nuôi ban tặng, cảm ơn cha nuôi. Nhà đầu ngốc, sao lại nói do ta ban tặng? Tưởng Cương ôn hòa, cười nói. Đây là chính là những kết quả mà con đã nỗ lực. Không có cha nuôi giúp đỡ, Khuynh Nhan có cố gắng đến mấy cũng chẳng ăn thua gì. Trong lòng Mộ Khuynh Nhan rất rõ ràng, nếu như không có Tưởng Cương giúp đỡ thì nàng cũng đã không có được những thành tựu như ngày hôm nay. Tốt lắm. Nhà đầu ngốc, con cũng đừng có khiêm tốn nữa. Tưởng Cương bóp tắt điếu xì gà trong tay, nói. Đợi ngày mai khi cuộc biểu diễn kết thúc thì danh tiếng của con ở đại lục cũng sẽ lớn hơn nữa. Mà trong tương lai, nghĩa phụ nhất định sẽ đưa con vào Hollywood, để cho con trở thành một siêu sao toàn thế giới. Lúc này đây, Mộ Khuynh Nhan cũng không đáp lại. Đối mỗi người nghệ sĩ mà nói thì Hollywood chính là giấc mộng thiên đường của mỗi người. Mộ Khuynh Nhan cũng không phải là ngoại lệ. Sở dĩ nàng cố gắng như vậy, trừ bỏ đối với yêu thích với âm nhạc thì nàng vẫn mong muốn một ngày kia có thể tiến vào Hollywood. Cốc, cốc, coi như lúc Mộ Khuynh Nhan đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Nghe được tiếng gõ cửa thì Tưởng Cương liền mở miệng. Cót két. Một tên cận vệ của Tưởng Cương liền xuất hiện, cúi đầu nói. Tưởng tiên sinh, là Mạc tiên sinh đến. Nói xong. Cận vệ của Tưởng Cương liền tránh qua một bên, Mạc Nhận mặc một thân trang phục màu đen liền xuất hiện. Mạc tiên sinh, sao lại đến đây? Tưởng Cương đứng lên rồi mỉm cười, đi về phía Mạc Nhận. Ngày mai, Mộ tiểu thư tổ chức live show, Liễu tiểu thư để ta đến đây để hỏi thăm ngài cùng với Mộ tiểu thư, xem thử có còn cần chuẩn bị gì không?
Sau khi đi vào thì Mạc Nhận mỉm cười giải thích. Nếu cần thì hai vị cứ mở miệng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để đáp ứng. So sánh với nụ cười của Tương Cương thì nụ cười của Mạc Nhận làm cho Mộ Khuynh Nhan cảm thấy không thoải mái. Mộ Khuynh Nhan cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với vẻ tươi cười của Mạc Nhận, chỉ đành nói. Đa tạ Mạc tiên sinh cùng Liễu tiểu thư, chỗ này rất tốt, chúng ta không cần yêu cầu gì khác. Vậy trước tiên cầu chúc cho live show của Mộ tiểu thư được thành công. Mạc Nhận mỉm cười, liếc nhìn Mộ Khuynh Nhan một cái rồi hướng về Tưởng Cương nói. Mặt khác, đêm nay Liễu tiểu thư làm chủ, mời Tưởng tiên sinh cùng Mộ tiểu thư đi dùng cơm tối. Liễu tiểu thư suy nghĩ đến Mộ tiểu thư cần phải nghỉ ngơi sớm cho nên địa điểm là ngay tại Ba Đặc Mạn Lệ Gia khách sạn này. Giúp ta cảm ơn thịnh tình của Liễu tiểu thư. Tưởng Cương cũng không có cự tuyệt lời mời của Liễu Nguyệt, liền mỉm cười đáp ứng. Vậy ta cũng sẽ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa. Mắt thấy Tưởng Cương đã đáp ứng thì Mạc Nhận cáo từ. Buổi tối gặp lại. Buổi tối gặp lại. Tưởng Cương mỉm cười, tiễn khách. Mấy phút sau, Mạc Nhận một mình đi đến phòng trà, kiếm một địa phương yên tĩnh rồi ngồi xuống, gọi một ly cà phê Lam Sơn sau đó lấy ra điện thoại nhắn một tin nhắn, buổi biểu diễn vẫn tổ chức bình thường, không có thay đổi gì. Sau khi nhắn xong thì sắc mặt Mạc Nhận trở nên âm trầm, hớp một ngụm cà phê, đồng thời lướt nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến hắn cả. 30 giây sau, điện thoại hắn rung lên, sau khi xác nhận không có ai chú ý đến mình thì Mạc Nhận cầm điện thoại lên. Thấy một cái tin nhắn, kế hoạch vẫn như cũ, nếu có thay đổi gì thì trước tiên báo cho ta biết. Thấy nội dung tin nhắn thì Mạc Nhận liền trả lời tốt, sau đó hắn ở lại trong quán cà phê mấy phút rồi đi đến phòng vệ sinh, rút sim điện thoại ra, ném vào trong bồn cầu. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện thì hắn ở trong này rửa mặt, sửa sang lại một chút rồi chậm chậm bước ra khỏi khách sạn. Cùng lúc đó, trong doanh địa của Đông Hải cảnh bị khu, mấy ngàn sinh viên năm y đang ngồi dưới gốc cây đại thụ trong quân doanh, tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi này. So sánh với lúc vừa mới vào thì bất kể là nam sinh hay nữ sinh cùng gầy đi một ít, đen đi một ít, nhìn qua thì không thấy bộ dáng là một công tử hay tiểu thư được nuông chiều từ bé nữa. Đối với bọn họ mà nói thì trải qua 13 ngày huấn luyện quân sự này thì đã để lại cho bọn họ những kỷ niệm khó quên. Nhưng mà, giờ phút này, bọn hắn dường như không ý thức được điểm này. Thật sự là rất tiếc nuối a, Mộ Khuynh Nhan vất vả lắm mới tổ chức live show ở Đông Hải, chúng ta lại đang tiến hành quân sự, không thể đến tham dự rồi. Đúng rồi, trường học thật sự rất đáng ghét, huấn luyện lúc nào không huấn luyện, nhắm ngay vào lúc Mộ Khuynh Nhan tổ chức live show. Chuyện đến nước này thì chúng ta chỉ đành phải chờ sau khi huấn luyện kết thúc rồi xem lại thôi, hai. Chỉ đành như vậy. Trong đó, đại bộ phận là nữ sinh, khó có dịp dược nghỉ ngơi vì vậy sau khi ngồi xuống thì liền thảo luận về vấn đề biểu diễn của Mộ Khuynh Nhan vào tối mai. Các nàng tỏ ra rất tiếc nuối khi không thể tới tham dự đồng thời cũng rất tò mò không biết Mộ Khuynh Nhan sẽ biểu diễn các ca khúc nào. Có trời mới biết khi nào nàng mới tổ chức lại live show ở Đông Hải. CMN, mặc kệ lần sau nàng tổ chức live show ở đâu, ta cũng phải đi xem, cho dù là phải ăn bánh mì với dưa muối thì ta cũng phải đi. Không riêng gì các nữ sinh mà ngay cả nam sinh cũng tụ tập lại với nhau rồi than thở, đối với bọn hắn mà nói không thể thấy mặt Mộ Khuynh Nhan thì đó là một chuyện cực kỳ tiếc nuối. Reng, coi như lúc cả quân doanh đang nói chuyện về việc tổ chức live show của MKD thì một tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông thì tất cả mọi người liền đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm tập hợp. Trải qua 13 ngày huấn luyện quân sự thì mọi người đều biết. Nếu trong thời gian quy định không đến địa điểm tập hợp thì mọi người sẽ bị xử phạt, có thể là đứng giữa trưa nắng hoặc là chạy bộ quanh quân doanh. Xế chiều hôm nay chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện tập bắn, hai ngày sau sẽ tổ chức huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Một gã giáo quan sau khi điểm danh xong thì trầm giọng an bài các hạng mục kế tiếp. Bên tai vang lên lời nói của giáo quan thì không ít nam sinh lộ ra vẻ mặt hưng phấn, huấn luyện tập bắn chờ đợi trong nhiều ngày qua cuối cùng cũng đã đến. Bùi Đông Lai không phải là một trong số đó. Đối với hắn mà nói, súng không xa lạ gì với hắn, ngược lại nó giống như một bằng hữu thân thiết đối với hắn. Mấy phút sau, dưới sự dẫn dắt của giáo quan thì mọi người đã đi tới nơi huấn luyện tập bắn. Bãi bắn tổng cộng có hơn 50 tấm bia, mỗi người tổng cộng có 10 viên đạn để bắn. Sau khi giáo quan nói xong nội dung thì tự mình làm mẫu.
Trong lúc nhất thời, tiếng súng chói tai vang lên không dứt. Người tiếp theo, Bùi Đông Lai. Người tiếp theo, Hạ Y Na. Không biết qua bao lâu, giáo quan liền gọi tên của Bùi Đông Lai và Hạ Y Na, ý bảo hai người cùng tiến lên bắn. Nghe được lời nói của giáo quan thì mọi người liền liếc mắt nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Dư Quang thấy được Hạ Y Na đang nhìn mình thì Bùi Đông Lai cũng không trả lời, hắn vẫn im lặng đi đến phía trước, nằm sấp xuống, cầm lên một khẩu súng máy bán tự động. Cầm súng ở trong tay, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy máu trong người trong nháy mắt đã sôi trào, đồng thời hắn cũng cảm thấy được, có một người đang theo dõi hắn, thậm chí ngay cả tên giáo qua kia cũng nhìn vào hắn. Phát hiện này không khỏi làm cho trong lòng của Bùi Đông Lai vừa động. Trước khi tiến hành huấn luyện quân sự thì hắn biết rằng trong lần huấn luyện này Tôn Vệ Đông sẽ mượn cớ để trả thù mình, vì thế hắn vẫn duy trì long cảnh giác. Mà trong 13 ngày qua, Tôn Vệ Đông chẳng những không trả thù hơn nữa lại không có đi tìm hắn khiêu khích, hoàn toàn đã đem Bùi Đông Lai trở thành không khí. Hành động khác thường của Tôn Vệ Đông không làm cho Bùi Đông Lai lơ là cảnh giác, ngược lại hắn còn đề phòng hơn. Lúc này, nhận thấy ánh mắt hai gã giáo quan đều rơi vào trên người mình thì Bùi Đông Lai có thể khẳng định, ngay lúc này đây Tôn Vệ Đông sẽ lợi dụng cơ hội để trả thù mình. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai liền làm ra động tác giống những đồng học trước, động tác nhìn có vẻ không thạo, hơn nữa trong 10 phát bắn, hắn chỉ bắn trúng được một phát vào ngay chính giữa. Bùi Đông Lai, trúng một phát vào tâm bia. Hạ Y Na, hai súng được 10 điểm, một súng được 9 điểm. Sau khi Bùi Đông Lai và Hạ Y Na bắn xong thì giáo quan liền đem thành tích của hai người đọc lên. Ta kháo, Bạch Phú Mỹ quả thật là rất nghiêu. Sau khi thành tích được công bố, thì một đám sinh viên trong ngành quản lý công thương liền xôn xao, cả đám khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên là mọi người không ngờ rằng Hạ Y Na có thể bắn nghiêu bài đến thế. Thân là cháu ngoại của nhân vật số 1 ở Nam Quân Khu thì Hạ Y Na chẳng những đã dùng qua súng, hơn nữa thuật bắn súng của nàng càng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Đối mặt với một màn như vậy thì Hạ Y Na liền giống như một con khổng tước, kiên ngạo ngẩng đầu lên, đắc ý mỉm cười nhìn Bùi Đông Lai, hơn nữa còn làm một động tác khinh bỉ, động tác kia dường như muốn nói, thân là một đại nam nhân mà bắn súng không bằng ta, có cảm thấy xấu hổ không? Bùi Đông Lai không có trả lời Hạ Y Na, mà là nhạy bén phát giác được trong đôi mắt của Tôn Vệ Đông có một đạo quang mang âm tàn. Người tiếp theo, Tôn Vệ Đông. Sau đó, giọng nói của giáo quan lại vang lên, Tôn Vệ Đông đi ra khỏi đội ngũ, cùng gặp thoáng qua Bùi Đông Lai, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường. BDDL hơi hơi nhíu mày, giữ im lặng trở về đội ngũ. Păng, păng. Một hồi tiếng súng đi qua, Tôn Vệ Đông buông súng, đứng lên. Tôn Vệ Đông, 5 súng được 10 điểm, 3 súng được 9 điểm. Cùng lúc đó, giáo quan liền công bố thành tích của Tôn Vệ Đông. Hơn nữa giọng nói vô cùng to. À, Tôn Vệ Đông ghê thế. Đúng là, quả thật rất tuyệt vời. Biểu hiện của Tôn Vệ Đông đã lập tức làm cho một số em âm thầm thích hắn liền hét lên. Đối mặt với lời hoan hô của các nữ sinh thì Tôn Vệ Đông liền kiêu ngạo liếc nhìn Hạ Y Na một cái. Hắn giống như muốn dùng phương thức này để nói cho Hạ Y Na biết, phế vật cuối cùng vẫn là phế vật, trừ học giỏi ra thì hắn chỉ là một con chicken. Như là đã nhận ra vẻ đắc ý cùng với kiêu ngạo của Tôn Vệ Đông, Hạ Y Na cũng lộ ra bộ dạng khinh thường. Tôn Vệ Đông thấy thế thì khóe mắt hơi giật lên, nhưng mà không có tức giận, mà là dùng một loại ánh mắt giống như là thần linh ở trên trời nhìn vào Bùi Đông Lai. Trong ánh mắt ngoại trừ vẻ đắc ý thì có một chút sát ý nhàn nhạt. Nhận thấy vẻ đắc ý và sát ý trong ánh mắt của Tôn Vệ Đông thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ thái độ gì. Hắn chỉ âm thầm sờ vào khẩu súng P210 được giấu ở trên người. Súng đã đánh bóng nhưng máu vẫn chưa lạnh. Khuynh Nhan, Khuynh Nhan. Ngày hôm sau, vào lúc 5 giờ chiều, trước cửa khách sạn Ba Đặc Man Lệ ra thì hơn 1.000 người hâm mộ Mộ Khuynh Nhan đều cầm áp phích trong tay, hô to tên của Mộ Khuynh Nhan. Phía trước, vài tên cảnh sát tỏ ra bộ dạng nghiêm chỉnh, cố gắng phân rõ giới tuyến với đám người hâm mộ. Một giờ trước, không biết tại sao tin tức Mộ Khuynh Nhan ở đây lại truyền ra ngoài, bắt đầu từ lúc đấy thì nhiều người mến mộ Mộ Khuynh Nhan đều tìm cách lẻn vào khách sạn để gặp thần tượng của mình. Vừa bắt đầu thì bảo an của khách sạn còn có thể ngăn cản nhưng về sau thì lại xuất hiện thêm nhiều người, vì thế chỉ đành báo điện cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến thì trước tiên đem đám người cuồng nhiệt này đẩy ra khỏi khách sạn, sau đó phân rõ giới tuyến,
để cho người hâm mộ tùy ý kêu tên Mộ Khuynh Nhan nhưng không cho phép bọn họ đi vào khách sạn, ảnh hưởng đến sinh ý của khách sạn. Tương tiên sinh, thật xin lỗi, bởi vì không biết tại sao tin tức Mộ tiểu thư ở đây đã truyền ra ngoài cho nên người hâm mộ Mộ tiểu thư càng lúc càng xuất hiện nhiều. Trong khách sạn, Mạc Nhận mang theo vài phần xin lỗi nói. Tôi đề nghị ngay lúc này hãy đưa Mộ tiểu thư đến nơi biểu diễn. Ừ, có lẽ không ngờ rằng tin tức Mộ Khuynh Nhan ở đây sẽ truyền ra ngoài nên trên mặt của Tương Cương khẽ cau mày, hắn trầm ngâm một chút, đứng ở phía cửa sổ lẳng lặng quan sát đám người hâm mộ, sau đó nói. Khuynh Nhan, Mạc tiên sinh nói rất đúng, chúng ta cần phải tới nơi biểu diễn, còn hãy thu thập đi rồi chúng ta đến đó. Biết rồi, cha nuôi. Bên cửa sổ, Mộ Khuynh Nhan nhẹ nhàng cười nói. Giữa trưa, vài tên trang điểm đã tiến hành sửa sang, trang điểm lại cho nàng, cho nên lúc này tóc của nàng đã được búi lên, thân mang một bộ lễ phục dạ hội màu đen. Tôi đã thông báo với cảnh sát rằng chúng ta sẽ đi xuống đó, tới lúc đó Mộ tiểu thư sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong xe, sau đó dưới sự bảo vệ của cảnh sát thì chúng ta đi đến nơi biểu diễn. Mạc Nhận bổ sung thêm. Có cảnh sát bảo vệ cho nên khoảng một giờ là chúng ta có thể đến nơi. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Nghe Mạc Nhận nói như vậy thì Mộ Khuynh Nhan mỉm cười nói cảm ơn, sau đó nàng trở vào phòng thu dọn đồ đạc của mình. Mấy phút sau, Tưởng Cương cùng Mạc Nhận và Mộ Khuynh Nhan đi thang máy xuống dưới, sau khi thang máy đi xuống thì liền xuất hiện 8 gã đại hán áo đen. Bọn họ chính là thủ hạ của Mạc Nhận. Từ khi Tưởng Cương và Mộ Khuynh Nhan bước chân vào Đông Hải thì bọn họ luôn luôn túc trực 24/24, để bảo vệ an toàn cho hai người. 8 gã đại hán áo đen thấy ba người Mộ Khuynh Nhan từ trong thang máy đi ra thì liền xếp thành hai hàng đi ở phía trước, chuẩn bị mở đường, mà 4 gã bảo tiêu của Tưởng Cương thì đi ở phía sau, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Khuynh Nhan ra rồi, mọi người xông lên a. Ngoài khách sạn, không biết là ai thấy Mộ Khuynh Nhan đi ra thì liền kêu to lên. Khuynh Nhan, Khuynh Nhan. Người nọ vừa nói xong thì đám người hâm mộ giống như là uống phải máu gà, một đám người kích động vượt lên. Lui ra phía sau, toàn bộ lui ra phía sau. Thấy một màn như vậy, mười mấy tên cảnh sát giống như lâm vào đại địch, giống to lên. Đối với đám người hâm mộ này sở dĩ bọn họ đứng ở ngoài khách sạn là muốn thấy phong thái của em KD, muốn gần gũi, tiếp xúc với nàng. Dưới một dạng như vậy thì sau khi thấy Mộ Khuynh Nhan xuất hiện thì bọn họ làm sao có thể bị cảnh sát dọa lùi được. Khuynh Nhan, Khuynh Nhan. Từng tiếng Khuynh Nhan được kêu lên, đám người hâm mộ liền trực tiếp phá ta giới tuyến, hướng cửa khách sạn vọt tới. Mau để Mộ tiểu thư lên xe. Mắt thấy không thể ngăn cản đám người hâm mộ này thì tên đầu lĩnh cảnh sát liền lo lắng, hét lớn một tiếng. Ngăn bọn họ lại. Mạc Nhận thấy thế thì cũng quát lên một tiếng. Mạc Nhận vừa nói xong thì một chiếc tân lợi liền chạy tới phía trước khách sạn rồi dừng lại. Mộ tiểu thư, lên xe. Mạc Nhận thấy xe dừng lại thì lập tức nói. Mộ Khuynh Nhan cũng không trực tiếp lên xe mà nàng vẫn đứng im một chỗ, nhìn đám người hâm mộ này kéo đến. Nhìn thấy vẻ kích động, mến mộ trên từng khuôn mặt này thì Mộ Khuynh Nhan liền cảm thấy cảm động. Rất cảm động, nàng chỉ cảm thấy dưới chân như nặng cả ngàn cân, không thể nhúc nhích được. Khuynh Nhan, lên xe đi, nếu không lát nữa xe không thể nào lên được. Mắt thấy đám người này sắp đến gần thì Tưởng Cương liền thúc giục Mộ Khuynh Nhan mau chóng lên xe. Nghe được Tưởng Cương thúc giục thì vẻ mặt Mộ Khuynh Nhan hơi do dự, nàng cũng cảm thấy rằng nếu để đám người hâm mộ này tiến đến thì nàng sẽ không có cách nào thoát thân nhưng mà trong lòng nàng lại không đành lòng rời đi. Nhận thấy vẻ do dự của Mộ Khuynh Nhan thì Mạc Nhân cười lạnh một tiếng, cũng không hé răng. Bịch. Coi như lúc Mộ Khuynh Nhan tính toán chuẩn bị lên xe thì một gã nam nhân trung niên trực tiếp quỳ xuống, cầu xin. Khuynh Nhan, chờ một chút. Ân. Thấy được cảnh tượng như vậy thì đột nhiên thân hình của Mộ Khuynh Nhan dừng lại, theo bản năng quay đầu ra nhìn. Mà ngay cả Tưởng Cương, Mạc Nhận cũng cảm thấy nao nao, thậm chí cả đám người hâm mộ ở bên ngoài cũng ngây ngốc ra. Khuynh Nhan, con gái của tôi rất yêu mến cô. Mắt thấy Mộ Khuynh Nhan dừng lại. Tên nam nhân trung niên kia liền kích động nói. Nó nằm mơ cũng muốn đi xem cô biểu diễn nhưng mà. Nó bị bệnh bạch cầu, hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện. Khuya hôm nay, bác sĩ sẽ làm phẫu thuật cho nó tính toán sau khi xem hết buổi biểu diễn của cô thì sẽ làm phẫu thuật hơn nữa nó còn muốn cô ký tên vào đĩa CD. Nói tới đây,
tên nam nhân trung niên kia liền rời lệ. Khuynh Nhan, xin cô hãy thỏa mãn nguyện vọng này của nó. Bên tai vang lên lời nói của nam nhân trung niên, Mộ Khuynh Nhan liền cảm thấy xúc động, đôi mắt hơi đỏ lên. Mộ tiểu thư, để đảm bảo an toàn thì bây giờ hãy lên xe. Mạc Nhận liền nhắc nhở. Để đó, Mộ Khuynh Nhan không có nghe lời của Mạc Nhận mà là hướng nam nhân trung niên kia đi tới, một bên nhắc nhở bảo tiêu của Tương Cương tránh đường. Để Khuynh Nhan qua đó. Tương Cương biết rõ, lấy tính cách của em cây đi thì nếu không để nàng ký tên, cho dù đêm nay buổi biểu diễn có được thành công đến đâu thì nàng cũng sẽ không vui vẻ, ngược lại trong một thời gian dài nàng sẽ cảm thấy áy náy. Nghe được chỉ thị của Tương Cương thì đám bảo tiêu liền tránh đường, sau đó nhìn chằm chằm vào tên nam nhân trung niên kia. Trước tiên, nhờ cô ký tên dùm vào đây. Cùng lúc đó, Mộ Khuynh Nhan đi đến trước người tên nam nhân trung niên kia, đưa tay đỡ hắn dậy. Bá! Coi như lúc Mộ Khuynh Nhan vừa đưa tay ra thì tên nam nhân trung niên liền giống như một con báo vậy, tay phải nhanh chóng chém ra, chế trụ cổ tay của Mộ Khuynh Nhan rồi dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem Mộ Khuynh Nhan kéo sát đến bên người hắn. A! Mộ Khuynh Nhan không kịp đề phòng, trực tiếp bị nam nhân kéo đến, theo bản năng nàng hét lên một tiếng. Không ai được di chuyển, nếu không ta sẽ bắn chết nàng. Chẳng biết từ lúc nào, đột nhiên trong tay của nam nhân trung niên xuất hiện một khẩu súng, nòng súng nhắm ngay vào đầu của Mộ Khuynh Nhan, trên mặt hắn đã không còn vẻ cầu xin mà thay vào đó là bộ dạng đằng đằng sát khí. Đột nhiên xảy ra việc này đã làm cho mọi người trợn tròn mặt, tựa hồ không một ai nghĩ đến một người vừa mới quỳ xuống van xin khóc lóc trong nháy mắt đã biến thành kẻ bắt cóc. Buông Khuynh Nhan ra. Tương Cương liền phẫn nộ, bước lên phía trước. Buông Mộ tiểu thư ra. Ngay cả đám thủ hạ của Mạc Nhận cùng với đám cảnh sát đều giống to lên. Lui ra phía sau, tất cả lui ra hết phía sau cho ta, nếu không ta sẽ bắn chết nàng. Nam nhân trung niên bức người. Ta đếm ba tiếng, một. Lùi về sau. Mắt thấy nam nhân trung niên nói như vậy thì Tương Cương liền bảo mọi người lùi về sau, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân trung niên. Ta biết là người hướng về phía ta, buông Khuynh Nhan ra, ta làm con tin cho ngươi. Không trả lời, mắt thấy mọi người đều tránh ra phía sau thì tên nam nhân trung niên liền mang theo Mộ Khuynh Nhan đi đến một chiếc xe ben để ở bên cạnh khách sạn. Xuống xe, nhanh lên. Nam nhân trung niên nổi giận, gầm lên một tiếng. Làm theo lời của hắn đi. Tên tài xế nghe được mệnh lệnh của Mạc Nhận thì liền xuống xe. Không nên đuổi theo, nếu không ta nhất định sẽ bắn chết nàng. Nam nhân trung niên sau khi quăng Mộ Khuynh Nhan lên xe thì liền hét lớn một tiếng. Sau đó liền khởi động ô tô. Nương theo một tiếng vang, chiếc ben đã xông ra ngoài. Đuổi theo. Cơ hồ trong cùng một lúc cả Tương Cương cùng với Mạc Nhận liền hạ lệnh. Các ngươi đuổi theo đi, ta gọi điện đề nghị tổng cục trợ giúp. Tên đầu lĩnh cảnh sát cũng nói theo, từng giọt mồ hôi trên trán hắn chảy xuống. Hiển nhiên là hắn biết rõ nếu như Mộ Khuynh Nhan xảy ra chuyện không may thì đừng nói là bộ cảnh phục trên người hắn mà cuộc sống sau này của hắn cũng đừng mong tốt đẹp nữa. Cùng lúc đó, từng chiếc ô tô lần lượt khởi động, đuổi theo chiếc xe ben kia. Trong nhất thời, trước của khách sạn liền trở nên hoảng loạn. Kinh biến, gió lớn lên. Lúc trạng vạng tối, ánh trời chiều bắt đầu tắt. Đây là một dãy núi nằm giữa Đông Hải và Hàng Châu. Dưới chân núi xuất hiện gần 100 chiếc xe cảnh sát, ngoài ra còn có vài chiếc limousine, và 5 chiếc Audi A6. Trong đó có 3 chiếc là mang theo giấy phép thị ủy Đông Hải, 2 chiếc còn lại có của cục công an. Nhiều cảnh sát như vậy lại để Khuynh Nhan bị bắt, hơn nữa lại để đám bắt cóc kia chui vào rừng, các ngươi đều là thứ biết ăn mà không biết làm. Dưới ánh trời chiều, một người luôn ôn hòa như Tương Cương, trong nháy mắt đã gào thét vào mặt mấy tên lãnh đạo của cục công an. Đối mặt với lời gầm thét ấy, ngay cả nhân vật số 1 ở Đông Hải cũng không có chút phẫn nộ, nếu có thì cũng chính là tự trách. Sau khi Mộ Khuynh Nhan bị bắt bóc, trước tiên cục công an Đông Hải đã phái ra hơn 100 xe để đuổi theo chiếc xe ben kia, đuổi theo gần 20, rồi ngăn chặn được, bất quá trong xe lại không có một người. Sau đó, cục trưởng cục công an Đông Hải liền ra lệnh kiểm tra tại các giao lộ. Không thể không nói, quyết định của hắn đã có tác dụng rất lớn. Thông qua kiểm tra thì rất nhanh đã biết được tên bắt cóc kia còn có thêm 3 gã đồng lõa. Về sau, bởi vì trong tay có con tin nên 4 gã bắt cóc đã bỏ chạy, hướng về phía chân núi chạy vào,
còn cảnh sát thì đánh phải bao vây ở bên ngoài. Tương tiên sinh, xin cứ yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ giải cứu được Mộ Tiêu Thử. Người đứng đầu Cục Công an Đông Hải liền khẳng định. Thân là người đứng đầu của Cục Công an Đông Hải thì bây giờ đứng trước mặt của Tương Cương, hắn không dám lộ ra bộ dạng tự cao tự đại. Chỉ hy vọng là thế. Khuôn mặt Tương Cương lộ ra âm trầm, dọa người. Triệu Cục trưởng, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Tường, Liễu Tiểu Thư muốn đến đây. Một gã cảnh sát đến báo cáo. Mời nàng lại đây. Hắn rất rõ thân phận sau lưng của Liễu Nguyệt, hơn nữa Tập đoàn Thiên Tường lại chịu trách nhiệm về việc biểu diễn của Mộ Khuynh Nhan, cho nên hắn đành phải để Liễu Nguyệt đến đây. Rất nhanh, xe của Liễu Nguyệt đã chạy tới. Khi xe dừng lại, Liễu Nguyệt không đợi Tiểu Lang mở cửa, nàng đã tự mình đẩy cửa xe rồi bước xuống. Liễu Tiểu Thư. Mắt thấy Liễu Nguyệt xuống xe, Mạc Nhận liền nghênh đón. Liễu Nguyệt cũng không để ý đến Mạc Nhận, nàng lạnh lùng trừng mắt liền nhìn Mạc Nhân, cảm giác kia giống như muốn nói, nếu Mộ Khuynh Nhan gặp điều không may thì ta sẽ không tha cho ngươi. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Liễu Nguyệt, Mạc Nhận cũng không dám lên trước, rồi bước lui ra sau, đồng thời trong lòng liền cười lạnh. Thật có lỗi, Tương tiên sinh. Rất nhanh, Liễu Nguyệt đã đi đến bên người Tương Cương, nàng mở miệng nói xin lỗi. Bởi vì lúc vào Đông Hải thì công tác bảo vệ Mộ Khuynh Nhan và Tương Cương là do thủ hạ của Liễu Nguyệt phụ trách, dưới tình hình như vậy, hiện nay sinh tử của Mộ Khuynh Nhan không rõ, Tương Cương cũng có chút ít trách móc Liễu Nguyệt, thấy Liễu Nguyệt chủ động chào hỏi thì Tương Cương cũng không nói gì. Triệu Cục trưởng, Trần Anh đã đến. Coi như lúc Liễu Nguyệt chào hỏi Tương Cương thì ở dưới chân núi một chiếc xe quân dụng gào thét chạy đến. Sau khi xe dừng lại thì Trần Anh liền nhảy xuống trước. Sau khi Trần Anh xuống xe thì liền bước nhanh đến hướng Triệu Cục trưởng, ở phía sau nàng các đội viên còn lại tự giác đứng thành hàng, thẳng tắp như một cây thương, đang đợi chỉ thị của thượng cấp. Triệu Cục trưởng. Rất nhanh, Trần Anh đã chạy đến trước người Triệu Cục trưởng. Trần Anh, tình huống hiện giờ thì cô cũng biết, thời gian cấp bách, ta cũng không nói lời vô nghĩa, ta chỉ có một yêu cầu, bất kể cô làm gì, nhất định phải cứu được Mộ tiểu thư. Triệu Cục trưởng truyền ra mệnh lệnh. Sắc mặt Trần Anh nghiêm túc, cúi đầu lĩnh mệnh. Vâng. Nói xong, Trần Anh cũng không hề lãng phí thời gian, mà là xoay người chạy về chiếc xe quân dụng kia, trước tiên là sắp xếp, nghĩ cách tiến hành hành động. Thấy một màn như vậy thì Liễu Nguyệt liền gọi Tiểu Lang đến, thông chi cho thành viên trong huyết sát, hủy bỏ kế hoạch cứu viện. Hiển nhiên là Liễu Nguyệt lo lắng, trong lúc cứu viện thì thành viên huyết sát có thể giao chiến với đặc cảnh. Đến lúc đó thì chẳng những không đạt được mục đích mà còn chọc đến phiền toái cực lớn. Triệu Cục trưởng, nơi này cách nơi đóng quân của cảnh bị khu Đông Hải không đến 30 km, theo ta được biết thì năm nay sinh viên Nam Y của Đại học Đông Hải sẽ tiến hành diễn tập quân sự ở đó. Lúc này, một gã phó cục trưởng bỗng nhớ ra điều gì đó, trước tiên liền báo cáo lại cho Triệu Cục trưởng. Bá! Nghe được phó cục trưởng báo cáo thì sắc mặt Triệu Cục trưởng liền biến đổi, hắn không nói hai lời. Trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho người đứng đầu của cảnh bị khu Đông Hải. Cùng lúc đó, cách nơi này mười mấy cây số, đám sinh viên của Đại học Đông Hải đã huấn luyện xong dã ngoại sinh tồn, theo thứ tự trở lên xe tải, chuẩn bị trở lại quân doanh. Bùi Đông Lai đâu rồi? Dưới ánh trời chiều, ba mấy người Hạ Y Na cùng với Ngô Vũ Trạch không thấy Bùi Đông Lai thì liền mở miệng hỏi. Hạ Mỹ Nữ, Đông Lai đi tìm Tôn Vệ Đông. Ngô Vũ Trạch có thể nhìn thấy Hạ Y Na có hảo cảm đối với Bùi Đông Lai, nghe được Hạ Y Na hỏi thì hắn liền trả lời. Dựa vào sự an bài thì huấn luyện sinh tồn được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ có 20 người, trong mỗi tổ đều có tổ trưởng phụ trách mang theo đồ vượt qua hơn 10 km trong núi rừng. Bốn người Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh, Trang Bích Phàm và Bùi Đông Lai ở chung một tổ, ngoài ra còn 16 người khác, trong đó bao gồm cả Tôn Vệ Đông. Một giờ trước. Coi như lúc tổ của Bùi Đông Lai còn cách nơi tập kết không xa thì lại không thấy Tôn Vệ Đông đâu cả, giáo quan liền kêu đám người Ngô Vũ Trạch trở về, còn hắn cùng với Bùi Đông Lai là tổ trưởng, hai người đi lui lại tìm Tôn Vệ Đông, căn cứ vào quy định thì mỗi tổ trưởng nhất định phải cam đoan tất cả thành viên trong tổ đi hết 10 km. Không phải Tôn Vệ Đông sẽ tìm cách mượn cơ hội này để trả thù chứ? Sau khi Ngô Vũ Trạch trả lời cho Hạ Y Na biết thì Cổ Văn Cảnh liền cau mày. Bộ dạng như đang suy nghĩ chuyện gì. Hiện giờ đã coi trọng quân luật, trong lúc huấn luyện, nghiêm cấm sinh viên phát sinh xung đột với nhau. Xuất thân từ đại viện bộ đội, Hạ Y Na hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu.
Huống gì, ở Đông Hải này Bùi Đông Lai có quen biết với hai đại nhân vật, nếu Tôn Vệ Đông muốn gây sự thì cũng cần phải suy nghĩ lại. Tuy là nói vậy nhưng trong lòng Hạ Y Na cũng có chút không yên. Dù sao, tất cả mọi chuyện cũng thật sự quá trùng hợp. Dường như là nhận ra vẻ lo lắng trên mặt của Hạ Y Na cho nên ba người NTN không nhịn được mà có chút lo lắng. Lúc này, trong khu rừng, tám tên lính đứng ở phía sau Tôn Vệ Đông, trong đó một tên lính đang cầm một khẩu súng máy bán tự động. Có thể thấy được, lúc này trên mặt của Tôn Vệ Đông nở ra nụ cười lạnh như băng. Rất nhanh, trong lúc đám người Tôn Vệ Đông kia đang chờ đợi thì tên giáo quan kia cùng với Bùi Đông Lai đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Nhìn thấy đám người Tôn Vệ Đông thì tên giáo quan liền nhanh chóng chạy đến, mà Bùi Đông Lai thì tỏ ra bình tĩnh, dừng cước bộ lại. Hắc, tiểu tạp chủng, vốn tao nghĩ rằng cần phải tốn nhiều công phu lắm mới có thể đem mày tới đây, lại không ngờ mày ngốc như vậy, rõ ràng lại đến đây. Tôn Vệ Đông không để ý đến tên giáo quan kia, vẻ mặt hài hước nhìn Bùi Đông Lai, tựa hồ hắn cảm thấy Bùi Đông Lai thật sự là rất ngu xuẩn. Bùi Đông Lai không nhìn thẳng vào Tôn Vệ Đông. Ánh mắt của hắn đang đặt trên người tám tên binh lính được trang bị võ trang đầy đủ kia, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ đến cái gì. Tiểu tạp chủng, thật sự ta rất tò mò, đến bây giờ, mày dựa vào cái rắm cho gì mà vẫn tỏ ra bình tĩnh như thế. Tôn Vệ Đông như là tự hỏi rồi tự đáp, hắn làm ra bộ dáng tươi cười. Ai ui, mày xem trí nhớ của tao này, thiếu chút nữa thì tao đã quên rồi, Hạ Y Na có nói với tao, chẳng những mày có Liễu Nguyệt làm chỗ dựa. Ngoài ra còn có quan hệ không tồi với Quý Hồng, ừ, nói như vậy thì mày chính là dựa vào Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt sao? Tiểu tạp chúng, tao cho mày biết, hôm nay không ai có thể cứu được mày, cho dù là Thiên Vương Lão Tử có đến đây thì mạng của mày cũng đã định rồi. Mắt thấy mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, giọng nói Tôn Vệ Đông liền biến đổi, sau đó nói với một tên binh lính bên cạnh. Lấy súng ra. Nghe được Tôn Vệ Đông nói như vậy. Trước tiên tên lính kia liền đem súng đưa cho Tôn Vệ Đông. Chúng mày xác định phải làm như vậy sao? Mặc dù là trong lòng Bùi Đông Lai hiểu rất rõ nhưng nhìn thấy 9 tên lính này, Bùi Đông Lai lại nhớ đến mấy câu nói của Tiêu Phi cho nên hắn mở miệng hỏi. Ha ha ha, thế nào, tiểu tạp chủng, mày sợ rồi sao? Không phải là mày rất nghiêu bức lắm hay sao? Mày làm sao lại có thể sợ được đây? Bùi Đông Lai vừa mở miệng nói xong, 9 tên lính liền cười lạnh. Mà Tôn Vệ Đông lại cho rằng Bùi Đông Lai đang sợ, lập tức hưng phấn cười to lên, vẻ mặt nở ra nụ cười đê tiện. Nói thật nè Bùi Đông Lai, tao không nỡ xử lý mày nhưng vì muốn che giấu chân tướng nên tao đành phải nhịn đau mà làm như vậy. Hai tử đừng sợ, tao chỉ là bóp súng một cái mà thôi, ừ, rất nhanh, sau khi bóp súng thì mày sẽ đi gặp ông bà ngay. Khi nói chuyện, Tôn Vệ Đông chậm rãi giơ súng lên, cố gắng làm ra một tư thế nhắm bắn. Vĩnh biệt, hài tử. Bằng. Tiếng súng vang lên. Chẳng qua. Lại không có bắn trúng Bùi Đông Lai. Dưới ánh trời chiều, Bùi Đông Lai biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện, biến mất rồi. Gì? Tôn Vệ Đông há to mồm, vẻ mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn xuất thân từ đại viện bộ đội cho nên đối với súng thì hắn cũng không có xa lạ gì. Ngược lại hắn là một thành viên VIP trong một CLB bắn súng có tiếng ở Đông Hải. Thuật bắn súng của hắn còn nghiêu bài hơn một tên cảnh sát bình thường. Mà hiện giờ, hắn lại bắn không trúng Bùi Đông Lai. Điều này làm cho hắn hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác hay không. Ảo giác sao? Súng không phải là thứ mà chúng mày dùng để chơi đùa. Dưới ánh trời chiều, Bùi Đông Lai xuất hiện quỷ mị, hắn đem khẩu P210 chĩa ngay vào đầu của Tôn Vệ Đông, mở miệng nói. Nói cho tao biết, mày muốn chết như thế nào? Nói cho tao biết, mày muốn chết như thế nào? Bên tai vang lên lời nói Bùi Đông Lai, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng truyền đến, Tôn Vệ Đông giống như là mèo bị đạp đuôi, lông tơ cả người dựng lên, vẻ mặt đơ như cây cơ. Hắn ngơ ngác đứng đó, không nhúc nhích, giống như là một pho tượng. Giờ phút này, hắn không hỏi làm sao Bùi Đông Lai có thể tránh được viên đạn, hắn cũng không suy nghĩ, trong chớp mắt tên phế vật Bùi Đông Lai lại trở nên Superman như thế. Hắn hoàn toàn sợ ngây người. Mà vẻ mặt 9 tên lính kia hoàn toàn khiếp sợ, trợn tròn mắt lên giống như là thấy ma giữa ban ngày vậy. Căn cứ vào tin tức cung cấp của Tôn Vệ Đông thì bọn hắn chỉ nghĩ Bùi Đông Lai là một sinh viên có tố chất hơi tốt hơn so với người bình thường mà thôi. Không hơn. Mà hiện giờ,
trong con mắt của bọn hắn, một sinh viên bình thường đã làm ra một động tác gần như là không ai thấy rõ, hơn nữa lại nhét nòng súng vào miệng Tôn Vệ Đông. Loại tương phản này đã khiến cho bọn hắn trở nên sợ hãi. Vài giây sau, Tôn Vệ Đông cố gắng lắm mới nuốt nước miếng xuống, hắn cố gắng muốn nói cái gì nhưng mà không thể nói được, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi giống như tờ giấy trắng. Thân thể hắn không khống chế được mà run lên, hàm răng đập vang lên những tiếng lập cập. Đám lính kia đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng định rút súng ra nhưng kết quả lại thấy hai tay trống trơn. Tôn Vệ Đông, tao nhớ được lúc nãy mày muốn bắn vào tao, có đúng không? Nhìn đám lính kia làm trò hề thì Bùi Đông Lai mỉm cười. Hiện tại, mày có thể đem đám lính kia làm bia để tập bắn một lần. Ách! Bên tai vang lên lời nói Bùi Đông Lai, thấy được vẻ mặt tươi cười của Bùi Đông Lai thì sắc mặt chín tên lính kia liền cuồng biến, theo bản năng bọn hắn bước về sau vài bước. Mà hai tay Tôn Vệ Đông run lên, trực tiếp buông lỏng khẩu súng ra. Ai còn dám bước lui, tao sẽ bắn nát đầu. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng nâng khẩu súng trong tay của Bùi Đông Lai lên, họng súng nhắm vào đám lính, lạnh lùng nói. Không tin, chúng ta có thể thử xem. Lời nói Bùi Đông Lai vang lên, lại nhìn vào họng súng đen nhánh, chín tên lính sợ tới mức liền dừng lại, hai chân không ngừng run lên. Bùi Đông Lai, cậu không nên làm chuyện điên rồ. Rất sợ hãi, tên giáo quan kia liền kêu lên. Làm chuyện điên rồ ư. Bùi Đông Lai mỉm cười, nhìn vào một tên giáo quan. Vị giáo quan này, chẳng lẽ đồng chí bắt ta đến đây, để cho Tôn Vệ Đông bắn chết, đó mới chính là lựa chọn chính xác sao? Ách, tên giáo quan liền há to miệng, không phản bác được. Ta, xung quanh đây có người, nếu cậu dám nổ súng, thì sẽ khiến người khác chạy đến, lúc đó cậu sẽ không chạy thoát được. Lúc này, mở miệng là một tên liên trưởng khác. Hắn tuy rằng không ngờ Bùi Đông Lai có thể phẫn chưa cật hổ, bất quá hắn là người từng trải, đã trải qua nhiều nguy hiểm cho nên trong 9 người có thể xem là người chấn định nhất. Bằng! Súng vang, nổ đầu. Một viên đạn liền bắn ngay đầu của tên liên trưởng kia, máu tươi lẫn óc liền văng ra. Dưới ánh trời chiều có thể thấy tên liên trưởng này chết không nhắm mắt. Cảm giác kia giống như hắn đang hỏi, hắn thật sự dám nổ súng sao? Không một ai trả lời. Tên liên trưởng kia liền ngã xuống đất, không nhúc nhích, như một con chó chết. Nhìn bộ dạng của tên liên trưởng kia, Tôn Vệ Đông sợ tới mức tè ra người, cả người liền sụi lơ, té xuống đất. Không riêng gì Tôn Vệ Đông mà những tên lính còn lại cũng run sợ. Còn có đồng chí nào cho rằng ta không dám nổ súng nữa không? Nhìn vẻ sợ hãi trên từng khuôn mặt, Bùi Đông Lai lạnh giọng nói giống như là đến từ 9 tầng địa ngục, làm cho người ta không rét mà run. Không người nào dám mở miệng. Quỳ xuống hết cho ta. Mắt thấy sắc mặt những tên lính kia không còn giọt máu, không dám lên tiếng thì Bùi Đông Lai liền quát lên. Phịch! Có một tên lính vốn là bị dọa đến hồn phi phách tán, nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy lại thấy ánh mắt Bùi Đông Lai dừng trên người mình thì hắn trực tiếp sợ tới mức sụi lơ, nằm ở trên mặt đất. Tuy rằng hắn đã trải qua nhiều năm tham gia quân ngũ, mỗi năm đều tiến hành huấn luyện nhưng mà hắn chưa từng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, càng chưa nói tới việc giết người. Hiện giờ, thấy được liên trưởng bị bắn vỡ đầu, chết thảm trước mặt hắn thì hắn liền bị hù vỡ mật. Mắt thấy tên lính kia quỳ xuống thì những tên lính còn lại cũng lần lượt làm theo. Hiển nhiên, đến giờ phút này bọn hắn có vô số lý do để tin rằng Bùi Đông Lai dám giết bọn hắn. Dưới một tình hình như vậy, thì phản kháng còn tác dụng ma gì nữa, cho nên bọn hắn liền quỳ xuống, cố gắng muốn thông qua phương thức này để BLD có thể buông tha cho bọn hắn. Quân nhân, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải bảo vệ nhân dân, bảo vệ quốc gia. Hành vi của các ngươi đã làm nhơ nhuốc bộ quân trang trên người cũng như làm bẩn đi hai từ quân nhân mà các ngươi mang ở trên người. Thấy đám lính giống như là những con chó Trung Quốc quỳ dưới đất, Bùi Đông Lai liền động sát ý. Bá! Nói xong, Bùi Đông Lai liền đem nòng súng trong miệng Tôn Vệ Đông rút ra, rồi nắm lấy tóc Tôn Vệ Đông giống như là xách một con gà Trung Quốc vậy, trực tiếp xách Tôn Vệ Đông lên, bước đi phía đám lính kia. Bùi Đông Lai! Cha của tao là tham mưu trưởng của cảnh bị khu Đông Hải, nếu mày giết tao thì cha của tao sẽ không tha cho mày, đến lúc đó mày sẽ phải chết. Cảm giác được trên đầu truyền đến đau nhức, Tôn Vệ Đông hoảng sợ hét to. Tôn Vệ Đông, mày thật sự rất ngu ngốc.
Bên tai vang lên lời uy hiếp buồn cười của Tôn Vệ Đông, Bùi Đông Lai nở ra nụ cười khinh thường. Bất quá, tao sẽ không lập tức xử lý mày, tao sẽ cho mày từ trong tuyệt vọng mà chết đi. Mày! Tôn Vệ Đông thiếu chút nữa mà hôn mê bất tỉnh. Mày, mày muốn làm gì? Cùng lúc đó, vẻ mặt tám tên lính trở nên hoảng sợ, cả người run rẩy không ngừng. Không trả lời. Một bước, hai bước, ba bước. Tới bước thứ tư thì Bùi Đông Lai đã đứng trước mặt của tám tên lính. Bịch! Bùi Đông Lai buông Tôn Vệ Đông ra, sau đó không đợi Tôn Vệ Đông rơi xuống đất, Bùi Đông Lai đã kẹp cổ Tôn Vệ Đông, không cho hắn nhúc nhích. Tôn Vệ Đông, không phải thuật bắn súng của mày rất nghiêu hay sao? Bùi Đông Lai mỉm cười nói. Có từng thấy qua cảnh bạo đầu sao chưa? Sao ý là cho đầu ăn đạn đấy? Không trả lời, Tôn Vệ Đông sợ tới mức cả người run lên, miệng sùi bọt mép, giống như là lúc nào cũng đều có thể ngất đi. Bùi Đông Lai mỉm cười, đem nòng súng khẩu PIK-210 chĩa vào đầu một tên giáo quan, sau đó đưa mặt Tôn Vệ Đông đến sát đầu tên giáo quan kia. Không, không nên, đừng có giết ta. Tên giáo quan đó sợ tới mức hồn phi phách tán, không ngừng kêu lên. Ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng đáng tiếc các ngươi lại không biết quý trọng. Bùi Đông Lai cô thay đổi sắc mặt mở miệng nói, sau đó quyết đoán bóp cò. A, à, bằng. Tôn Vệ Đông giống như là một kẻ điên, phát ra một tiếng thảm thiết, sau đó tiếng súng vang lên bắn ngay vào đầu của tên giáo quan kia, máu tươi liền phun vào mặt Tôn Vệ Đông. Trong nháy mắt, Tôn Vệ Đông liền hôn mê bất tỉnh. Bùi Đông Lai liền vứt Tôn Vệ Đông xuống đất, sau đó nhặt khẩu súng máy bắn tự động lên, nhắm vào những tên lính còn lại rồi bóp cò. Bằng. Bằng, bằng. Tiếng súng không ngừng vang lên, từng tên lính ngã xuống vũng máu. Trong chớp mắt, cả đám lính đã đi uống CF với anh Diêm Vương. Tiếng súng chói tai làm cho Tôn Vệ Đông tỉnh lại, đập ngay vào mắt của hắn chính là những thi thể đã nhuộm màu máu tươi. A, a, mùi huyết tanh trên mặt đất đã khiến cho Tôn Vệ Đông phải rống lên, sau đó hắn liền nôn ra. Sau khi nôn xong, hắn lại nằm sụi lơ trên mặt đất. Ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, van xin. Bùi, Bùi Đông Lai, ta sai rồi, van cầu ngươi hay tha ta cho ta cam đoan sau này sẽ không gây phiền toái cho ngươi nữa, ta xin ngươi, .xin ngươi không nên giết ta. Sợ, Tôn Vệ Đông thật sự sợ. Nhưng mà, giờ phút này, hắn đã hoàn toàn quên đi lúc trước hắn đã kêu tên giáo quan kia dụ Bùi Đông Lai tới đây, để tìm cách giết Bùi Đông Lai. Hắn đã quên cái cảnh ở trường bắn vào ngày hôm qua, lúc đó ánh mắt của hắn đắc ý đến chừng nào. Hắn cũng đã quên lúc Bùi Đông Lai vừa mới xuất hiện thì hắn liền vinh váo không ai có thể bì kịp. Ta nhớ được, lúc này mày đã nói, cho dù Thiên Vương lão tử đến đây thì không một ai có thể cứu ta. Bùi Đông Lai không thèm để ý đến lời cầu xin của Tôn Vệ Đông, hắn chậm rãi giơ khẩu súng máy bắn tự động lên. Tít, tít. Lúc Bùi Đông Lai chuẩn bị bóp cò thì bộ đàm trên người một tên lính đột nhiên phát sáng lên. Đầu bên kia, Trương Phong không ngừng toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài cách đây 5 km. Nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, các giáo quan liền trước theo mang theo sinh viên rời đi. Cách đây 10 km. Bốn tên bắt cóc, dẫn theo Mộ Khuynh Nhan đi sâu vào trong núi. Cách đây 25 km. Năm chiếc máy bay vũ trang, giống như là Liệp Ưng. Hướng Bùi Đông Lai mà bay đến, trong phi cơ, mười mấy tên đặc cảnh bao gồm cả Trần Anh trong đó, sắc mặt ai đó cũng nghiêm túc, sát ý tràn ngập cả phi cơ. Gặp lại, hài tử. Lúc này, trong núi, súng đã bắn. Bằng. Súng vang, người chết. Một đóa huyết hoa nở rộ trên không trung. Rầm. Dưới ánh trời chiều, máu bắn tung tóe, Tôn Vệ Đông ngã ầm xuống đất, đập vào thi thể tên giáo quan kia. Tít, tít. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, bộ đàm không ngừng vang lên những tiếng tít, tít. Nghe được tiếng bộ đàm, mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, bước tới thi thể tên liên trưởng kia, nhấc bộ đàm lên rồi bấm. Miêu liên trưởng, ta là Trương Phong. Trong quân doanh, Trương Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mắt thấy bộ đàm được kết nối thì hắn khẽ thở ra, sau đó giống lớn. Có bốn tên cướp đang bắt theo một con tin tiến vào núi, đặc cảnh Đông Hải đã tiến vào rừng để truy bắt. Ngươi nói cho Vệ Đông biết, kế hoạch này tạm thời hủy bỏ, đồng thời mau mang theo Vệ Đông trở về. Bên tai vang lên lời nói khẩn trương của Trương Phong,
Trên khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai khẽ xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không lên tiếng. Lúc trước, Trương Phong nhận được điện thoại của cấp trên, trong điện thoại cấp trên nói cho hắn biết có một nhóm cường đạo đang bắt cóc MKN, yêu cần hắn phải đảm bảo an toàn của sinh viên Đại học Đông Hải. Sau khi nhận được điện thoại, Trương Phong không dám chậm trễ, trước tiên hắn liền liên lạc với phó đoàn trường người chịu trách nhiệm huấn luyện quân sự cho Đại học Đông Hải rồi truyền đạt chỉ thị cấp trên. Hơn nữa từ miệng của đối phương thì hắn biết rằng Tôn Vệ Đông sẽ dẫn theo 9 tên lính, dựa vào kế hoạch để đối phó với Bùi Đông Lai, hiện tại còn chưa quay lại. Sau khi biết được việc này, Trương Phong liền quyết định kêu tên phó đoàn trưởng kia lập tức mang theo đám sinh viên trở về quân doanh, đồng thời để lại một liên đội ở lại để tiếp ứng đám người Tôn Vệ Đông. Thật vất vả lắm hắn mới liên lạc được với Miêu Chí Cương nhưng đối phương lại không nói gì, làm cho hắn phải phát hỏa. Miêu Chí Cương, người có nghe hay không? Bùi Đông Lai suy nghĩ gì đó rồi bóp nát bộ đàm, cuộc nói chuyện cứ như thế mà chấm dứt. Ấy! Trong doanh trại, Trương Phong thấy điện thoại bị cắt đứt thì lập tức nổi giận, chửi. Mà nó, Miêu Chí Cương, ngươi làm cái rắm chó gì thế? Chửi xong, Trương Phong liền một lần nữa liên lạc với Miêu Chí Cương. Không liên lạc được. Trương Phong phát hiện mình không thể liên lạc được với Miêu Chí Cương. Sắc mặt của hắn liền thay đổi, đôi mắt trợn lên. Chẳng lẽ, một ý niệm không tốt hiện lên trong đầu của Trương Phong, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa là làm rớt bộ đà, sau đó hắn liền cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, rồi liên lạc lại với Miêu Chí Cương. Nhưng mà không cách nào liên lạc được. Bịch, bộ đàm trong tay của Trương Phong đã rơi xuống đất. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, mồ hôi ra như mưa. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Bởi vì xảy ra chuyện MKN bị bắt cóc cho nên chẳng những hắn ra lệnh lập tức hủy bỏ kế hoạch xử lý Bùi Đông Lai, hơn nữa còn phải chắc chắn đảm bảo an toàn cho mỗi sinh viên. Hiện giờ, tạm thời hắn không quan tâm đến việc Bùi Đông Lai sống hay chết, nhưng mà hắn lại không thể liên lạc được Miêu Chí Cương và Tôn Vệ Đông. Dưới tình hình như thế, nếu như đám người Tôn Vệ Đông xảy ra chuyện gì thì Trương Phong dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến kết quả của mình. Hắn liền dùng sức cắn đầu lưỡi một cái. Sau đó, hắn đã khôi phục lại vài phần bình tĩnh, trước tiên hắn liên hệ với tên huấn luyện quân sự cùng với tên phó đoàn trường người. Vừa rồi không thể liên lạc cùng với Miêu Chí Cương, các người mau phái người vào trong núi tìm đi. Sau khi điện thoại được nối, Trương Phong liền giống lên. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để bọn hắn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Rõ. Trong ống nghe truyền đến một tiếng trả lời mạnh mẽ. Trương Phong cũng không nói gì thêm. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe Việt dã, sau khi cúp điện thoại thì phó đoàn trưởng không dám chậm trễ, vội vàng chuyển mệnh lệnh của Trương Phong. Thủ trưởng có một nữ sinh tự xưng là cháu ngoại của tư lệnh quân khu Vân Nam, yêu cầu đem chân tướng mọi việc nói cho nàng biết, nếu không nàng sẽ xuống xe. Lúc này một tên binh lính vào nói. Cháu ngoại của tư lệnh quân khu Vân Nam. Nghe được binh lính báo cáo, tên phó đoàn trưởng sợ thiếu chút nữa mà nhảy xuống xe. Cùng lúc đó, trên xe dành cho sinh viên khoa quản lý công thương, toàn bộ sinh viên đều đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn vào tên binh lính đứng ở cuối xe. Trong đó, dẫn đầu là Hạ Y Na. Nguyên bản, Hạ Y Na có chút bận tâm khi Tôn Vệ Đông muốn mượn cơ hội này trả nợ Bùi Đông Lai. Lúc nãy, thấy đám binh lính như lâm vào đại địch vậy, bắt tất cả mọi người lên xe, điều này làm cho sự lo lắng trong lòng Hạ Y Na càng tăng lên. Mà vừa rồi xảy ra vài âm thanh, khiến cho Hạ Y Na lo lắng đến cực điểm. Từ nhỏ nàng đã ở trong đại viện bộ đội cho nên đối với tiếng súng thì Hạ Y Na cũng không xa là gì, âm thanh lúc nãy đúng là tiếng súng, nàng nghe một chút là có thể biết ngay. Dưới tình hình như vậy thì Hạ Y Na liền đứng lên, chất vấn đám người phụ trách. Tên lính kia không dám đem mọi chuyện nói cho Hạ Y Na biết, cho nên hắn đành phải im lặng. Tên binh lính trầm mặc làm cho Hạ Y Na thấy lo lắng. Dưới tình thế cấp bách thì nàng liền trực tiếp nói ra thân phận của mình. Đối với thân phận của HTN, tên lính kia liền sợ tới mức xém ngã, hắn liền báo cáo lên cấp trên. Đem bộ đàm đưa cho cô ta muốn nói chuyện cùng cô ấy. Trên xe, tên phó đoàn trưởng hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định. Tên lính kia không kịp lau mồ hôi, bước nhanh đến trước người, đưa bộ đàm cho Hạ Y Na. Xin chào, ta là Hạ Y Na. Ngay khi tiếp nhận bộ đàm, Hạ Y Na liền lớn tiếng hỏi. Tại sao không cho hai người đang lạc kia lên xe?
Chưa. Tên phó đoàn trưởng kia muốn nói láo cho qua chuyện nhưng lại nhớ đến thân phận của Hạ Y Na, cuối cùng hành đành phải nói thật. Bọn hắn tạm thời còn chưa lên xe, nhưng mà tôi đã lưu lại người để tiếp ứng bọn hắn, xin vị đồng học này cứ yên tâm. Yên tâm ư, bạn của chúng tôi chưa về hơn nữa lúc nãy còn truyền đến tiếng súng. Hạ Y Na nói tới đây liền phẫn nộ không thôi. Ông nói cho tôi biết, làm sao yên tâm chúng tôi được đây? Ách, tên phó đoàn trưởng kia nghe Hạ Y Na nói như vậy thì liền hoảng sợ, bất quá, sau đó nghĩ đến thân phận của Hạ Y Na thì hắn trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, lấy thân phận của Hạ Y Na thì có thể nghe được tiếng súng lúc nãy cũng không có gì là kỳ quái. Cho tới bây giờ, chỉ còn hai con đường, một là nói dối hoặc là nói thẳng ra. Sở dĩ chúng tôi phải trở lại quân doanh là bởi vì lúc này cấp trên đã thông báo, phía trước sẽ diễn tập quân sự cho nên căn cứ vào mệnh lệnh của cấp trên thì chúng ta nhất định phải rút lui. Sau khi do dự thì tên phó đoàn trưởng quyết định nói dối. Diễn tập quân sự. Nghe được bốn chữ này, Hạ Y Na liền trở nên bình tĩnh hơn, bất quá vẫn còn lo lắng. Ông xác định là diễn tập sao? Xác định. Tên phó đoàn trưởng kia trả lời một cách gọn gàng. Cảm ơn ngài, giáo quan. Có lẽ là do giọng điệu chân thật của tên phó đoàn trưởng đã khiến cho Hạ Y Na bỏ qua nghi ngờ, sau đó nàng lại bổ sung. Mặt khác, giáo quan, nếu có tin tức gì về hai người bọn họ thì trước tiên hãy báo cho chúng tôi biết, chúng tôi rất lo lắng đến an nguy của bọn họ. Tốt, tên phó đoàn trưởng liền cúp máy, sau đó nghĩ nghĩ, lại truyền xuống một mệnh lệnh. Thông chi xuống dưới. Nếu có sinh viên nào hỏi thì nói phía trước có diễn tập quân sự cho nên phải rời đi. Hạ Y Na, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngô Vũ Trạch liền mở miệng hỏi, Cổ Văn Cảnh và Trang Bích Phàm tuy rằng không nói nhưng mà vẻ mặt hai người bọn họ cũng tỏ ra lo lắng. Thậm chí, không riêng gì bọn hắn mà toàn bộ sinh viên khoa quản lý công thương đều cũng tỏ ra vẻ lo lắng. Bọn họ nói phía trước có diễn tập quân sự cho nên chúng ta cần phải rời đi. Hạ Y Na giải thích. Bất quá Bùi Đông Lai cùng Tôn Vệ Đông không có lên xe, nhưng bọn họ đã phái người đi vào rừng tìm kiếm. Phù! Nghe lời giải thích của Hạ Y Na thì mọi người đều khẽ thở ra. Chỉ mong hai người bọn họ không xảy ra việc gì. Sau đó, không biết người nào đó liền cảm thán một tiếng. Nói xong, không khí trong xe lâm vào cảnh trầm mặc. Bùi Đông Lai, chắc hẳn là không chuyện gì đây. Hạ Y Na không kìm lòng được mà cảm tự hỏi. Chấm. Cách đó 15 km, 5 chiếc trực thăng tách ra, bay về các hướng. Trong đó, một chiếc trực tiếp bay thẳng đến địa phương Bùi Đông Lai xử lý Tôn Vệ Đông. Trong phi cơ, ánh mắt Trần Anh như đao, nhìn xuống dưới. Trong núi, thiếu niên đã dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi giống như là một con báo săn vậy, chạy như điên. Gặp nhau là điều không thể tránh được. Chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. 5 năm trở lại đây. Quý Hồng lúc nào cũng thích cảnh đêm của Đông Hải. Trong 5 năm qua, trừ khi có chuyện khẩn cấp, nếu không tối nào nàng cũng dùng một chút thời gian để ngắm cảnh đêm. Hôm nay, cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi tắm rửa, toàn thân nàng chỉ mang theo một chiếc khăn tắm, lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn xuống cảnh đêm. Dưới ánh đèn, thân hình mềm mại như ẩn như hiện khiến cho rất nhiều nam nhân phải to ra điên cuồng, lúc này trên khuôn mặt nàng không còn lộ ra vẻ tươi cười khi trước. Mà là mang theo vài phần nghiêm túc. Quý tỷ, cần phái người đến trợ giúp bọn hắn không? Bên cạnh, Ân Ly phát hiện chân mày Quý Hồng nhíu lại thì không nhịn được mà mở miệng hỏi. Không trả lời, Quý Hồng giống như là đang trầm tư, dường như không nghe câu hỏi của Ân Ly. Ân Ly thấy thế, cũng không dám nói nữa. Thân là cận vệ của Quý Hồng, thì đối với việc Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc thì Ân Ly vô cùng biết rõ. Nàng rất rõ ràng. Quý Hồng làm như vậy là muốn ly gián mối quan hệ giữa Liễu Nguyệt và Tương Cương, bước kế tiếp mới là phần quan trọng của kế hoạch. Mà vừa rồi, nàng nhận được tin tức, tính đến trước mắt, chẳng những đặc cảnh đại đội Đông Hải đã được phái ra, hơn nữa bên trên cũng truyền tin tức về, nói rằng con của một đại nhân vật có máu mặt ở Đông Hải đã bị giết, cho nên bộ đội cảnh bị khu Đông Hải cũng đã được phái tới đó. Dưới một dạng như vậy thì bốn tên bắt cóc Mộ Khuynh Nhan, có mà chạy lên trời. Mà một khi bọn hắn bị bắt thì kế hoạch ly gián của Quý Hồng xem như sẽ thất bại,
mà nếu như sau khi bị bắt bọn hắn khai ra người chủ mưu là Quý Hồng thì cho dù lúc này Quý Hồng có người ở phía sau chống đỡ, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải phiền phức vô cùng to lớn. Không cần. Không biết qua bao lâu, Quý Hồng mới mở miệng, nàng nhẹ nhàng nói ra, giọng nói vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không cần nghi ngờ lòng trung thành của bọn hắn, cho dù bọn hắn trốn không thoát thì cũng sẽ liều chết phản kháng, cho nên những người đó không có khả năng bắt sống bọn hắn. Mà trước khi hành động ta đã từng dặn dò bọn hắn, một khi lâm vào tình thế nguy hiểm thì trước tiên cần phải xử lý MK đi, như vậy cho dù kế hoạch không thể hoàn mỹ cho lắm nhưng cũng đủ làm rạn vỡ mối quan hệ giữa Liễu Nguyệt và Tương Cương. Nói xong, vẻ mặt Quý Hồng bỗng nhiên trở nên phức tạp, lộ ra vài phần ưu tương. Mộ Khuynh Nhan cùng với mẫu thân của nàng đều là một dạng nữ nhân đáng thương, ở trong thâm tâm ta không muốn gây thương tổn cho nàng, nhưng mà, người trong giang hồ thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn như thế này thì sẽ như thế này, Mộ Khuynh Nhan cũng thế mà Liễu Nguyệt cũng thế, chỉ trách các nàng đã bước chân vào bố cục trong bàn cờ của ta. Nói xong, vẻ ưu thương trên khuôn mặt Quý Hồng liền biến mất, thay vào đó là vẻ âm lãnh. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng. Nhìn sâu trong đôi mắt của Quý Hồng cất chứa vẻ thù hận, biết rõ ván cờ của Quý Hồng thì Ân Ly kẽ thở dài một tiếng. Chấm. So sánh với chốn phồn hoa trong đô thị mà nói, ban đêm ở thôn quên luôn làm cho người ta có một loại cảm giác yên tĩnh. Nhưng mà, nằm ở giữa Đông Hải và Hàng Châu, Vân Sơn không có sự yên lặng này. Đã trôi qua hơn 3 giờ sau khi Mộ Khuynh Nhan bị bắt cóc, số lượng xe dưới chân núi càng lúc càng nhiều. Không riêng các lão đại của Cảnh Phương mà ngay cả lão đại của đặc cảnh bị khu của Đông Hải cũng đã có mặt. Lãnh đạo càng ngày càng tới nhiều, nhưng mà không khí tại hiện trường càng lúc càng trở nên quái dị. Ta muốn biết, người của các ông cần bao lâu mới có thể cứu Mộ Khuynh Nhan ra? Khuôn mặt Tương Cương lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt hồng lên, đối với hắn mà nói, Mộ Khuynh Nhan chẳng những là cây hái ra tiền trong tập đoàn Hồng Tinh Ngu Nhạc của hắn, hơn nữa nàng là nữ nhi của hắn. Cho nên hắn không cho phép Mộ Khuynh Nhan xảy ra bất cứ chuyện không may gì. Tương tiên sinh, xin ngài an tâm một chút chớ nên nóng nảy, chúng ta cam đoan sẽ cứu được Mộ tiểu thư. Mặc dù đây là lần thứ 3 Tương Cương phát hỏa nhưng tên cảnh sát kia vẫn nhẫn nại giải thích. Trước mắt, bộ đội đã phong tỏa Vân Sơn, hơn nữa đặc cảnh Đông Hải cũng đã đi vào tìm kiếm, rất nhanh có thể tìm ra. Các ông có thể đảm bảo. Sau khi tìm được người thì đám bắt cóc đó sẽ không giết chết Khuynh Nhan sao? Tương Cương cơ hồ là gầm lên. Tương tiên sinh, ta đã từng nghiên cứu qua tâm lý của đám người phạm tội, đối với 4 tên bắt cóc kia mà nói, bọn hắn rất rõ, Mộ tiểu thư có ý nghĩa quan trọng đối với bọn hắn, một khi bọn hắn làm mất đi Mộ tiểu thư thì như vậy bọn hắn đã mất đi toàn bộ lợi thế, hẳn là phải chết. Tên cảnh sát tiếp tục giải thích. Cho nên, bọn hắn sẽ không sát hại Mộ tiểu thư. Mà vẫn như cũ đem Mộ tiểu thư làm con tin. Hơn nữa, mỗi thành viên trong đặc cảnh đội đều là người tài giỏi, bọn hắn đã có kinh nghiệm đối phó với đám người bắt cóc cho nên Mộ tiểu thư sẽ không có việc gì. Lần này, Tương Cương cũng không nói gì, hắn biết bây giờ toàn bộ hy vọng chỉ có thể đem ký thác lên đám người đặc cảnh đội kia, còn về phần phát hỏa với đám cảnh sát Đông Hải chỉ là một phương thức phát tiết mà thôi. Mắt thấy Tương Cương không nói gì nữa, Liễu Nguyệt cũng không tiến lên. Dường như nàng cảm thấy bản thân có lỗi với Tưởng Cương, hiện giờ nàng chỉ hy vọng Mộ Khuynh Nhan bình an, nếu không, mối quan hệ giữa nàng và Tương Cương sẽ chấm dứt từ đây, ngoài ra, về phương diện hợp tác tác ngầm cũng sẽ ngưng hẳn. Mặc dù Liễu Nguyệt không hy vọng tất cả chuyện này sẽ xảy ra nhưng nàng cũng biết, việc cho đến bây giờ chỉ còn cách là lẳng lặng chờ đợi mà thôi. Triệu Cục trưởng, Cổ Hiệu trưởng đến. Lúc này, một gã cảnh sát mở miệng báo cáo. Để ông ta đến đây. Triệu Cục trưởng từ điện thoại đã biết được tin tức có 9 tên lính của binh đoàn XX đã giết hơn nữa trong đó còn có một sinh viên Đại học Đông Hải, lúc này mục đích của Cổ Bồi Nguyên đến đây thì không cần nói cũng biết. Trừ việc đó ra thì Triệu Cục trưởng cũng biết thân phận thật sự của Cổ Bồi Nguyên. Coi như lúc Triệu Cục trưởng đồng ý đến Cổ Bồi Nguyên tới, thì lúc này sắc mặt của tên lãnh đạo cảnh bị khu Đông Hải trở nên khó có, dường như lúc này không biết ăn nói như thế nào đối với Cổ Bồi Nguyên. Rất nhanh, Cổ Bồi Nguyên cùng trợ lý của mình liền đi tới. Cung chính ủy, ông làm sao ăn nói với ta đây? Sau khi Cổ Bồi Nguyên đi vào thì không hề để ý đến lời chào hỏi của mọi người xung quanh, mà là đùng đùng nổi giận chất vấn đám lão đại của cảnh bị khu Đông Hải. Cổ hiệu trưởng,
bởi vì không dám làm cho các sinh viên còn lại hoảng sợ cho nên Trương đội trưởng không dám gióng trống khua chiêng điều tra, trước tiên vẫn chưa biết thân phận của sinh viên kia. Vẻ mặt Cung Chính ủy xin lỗi, nói. Bất quá, đã xác minh được thân phận của một sinh viên khác. Là người nào? Cổ Bồi Nguyên nghiến răng nghiến lợi hỏi. Căn cứ hồi báo của Trương đội trưởng thì tên sinh viên kia gọi là Bùi Đông Lai. Cung Chính ủy nhớ lại một chút, trả lời. Bùi Đông Lai. Nghe được ba chữ này thì sắc mặt Cổ Bồi Nguyên liền biến đổi, thân hình không ngừng run rẩy, vẻ mặt kích động nói. Cung Chính ủy, tốt nhất là ông nên cam đoan Bùi Đông Lai sẽ không xảy ra việc gì đi, nếu không ta sẽ không để yên cho các ông. Ách! Bên tai vang lên lời nói của Cổ Bồi Nguyên, nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của hắn thì tất cả mọi người ở trong Cung Chính ủy đều ngẩn ra, đồng thời tỏ ra tò mò đối với thân phận của Bùi Đông Lai. Liễu Nguyệt không có tò mò. Trong màn đêm, nàng không nhịn được mà đêm ánh mắt nhìn về phía rừng núi, lộ ra vẻ chờ mong, Bùi Đông Lai, cậu có thể sáng tạo ra kỳ tích không? Có thể sao? Đối với cái này hết thảy mọi chuyện, Bùi Đông Lai cũng không biết rõ tình hình. Lúc này, sau khi chạy như điên thì hắn dừng lại bên cạnh một bờ suối nhỏ. Trong bóng đêm, hắn ẩn nấp trong bụi cỏ, cảnh giác nhìn về bốn phía xung quanh. Sau khi xác định không có ai thì hắn mới nhảy ra, đi về phía bên kia dòng suối, uống vài ngụm nước suối, đồng thời tẩy rửa những vết máu dính trên người mình. Sau khi làm xong mọi chuyện, Bùi Đông Lai cũng không dừng lại, hắn nhanh chóng ẩn núp vào sâu trong bụi cỏ. Tròn màn đêm, hắn nhìn thấy ở phía trước, dường như có người đang đến đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì Tôn Vệ Đông liên tiếp khiêu khích Bùi Đông Lai cho nên Bùi Đông Lai đã giết chết Tôn Vệ Đông, mặc dù hắn biết rõ việc giết chết Tôn Vệ Đông sẽ gây ra phiền toái lớn, bất quá cuối cùng hắn vẫn lựa chọn trảm thảo trừ căn. Sau khi giết xong thì Bùi Đông Lai thông qua bộ đàm đã biết được đám bắt cóc đã tiến vào sâu trong núi. Tin tức này khiến cho Bùi Đông Lai hiện lên một kế hoạch vụ oan hãm hại. Ở Bùi Đông Lai xem ra, chỉ hắn có thể giết chết đám người này. Không để bọn hắn rơi vào trong tay của cảnh sát, thì có thể nghĩ đến đem việc giết chết Tôn Vệ Đông đổ lên người bọn chúng. Như vậy, hắn sẽ không bị Tôn gia trả thù, cũng sẽ không chịu thêm nhiều phiền toái. Nhưng mà, mặc dù Bùi Đông Lai đã trải qua nửa tháng huấn luyện ở trụ sở huyết sát, nói về kỹ năng tác chiến thì hắn cũng không thua gì bộ đội đặc chủng, chẳng qua là hắn chưa có tiến hành huấn luyện trong núi rừng hay trên núi tuyết. Hơn nữa hắn còn chưa khôi phục lại toàn bộ trí nhớ cùng kỹ năng tác chiến của Tiêu Phi. Dưới tình hình như thế, thì hắn muốn ở trong rừng này tìm được đám bắt cóc trước cảnh sát thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Phía trên bầu trời, hắn đã từng thấy đặc cảnh sử dụng trực thăng, cũng đã nhìn thấy đám đặc cảnh được trang bị vũ khí đến tận răng. Chừng 30 giây sau, Bùi Đông Lai chọn được một phương hướng, liền đi tới. Cùng lúc đó, phía sau Bùi Đông Lai khoảng 3 km. Thân là thành viên trong Long Nha, Trần Anh một bên chạy cấp tốc, một bên tìm kiếm dấu vết. Những dấu vết này là do Bùi Đông Lai lưu lại. Lúc đó, ở phía trước Bùi Đông Lai 1 km, bốn gã bắt cóc mang theo MK đi, hướng Bùi Đông Lai đi tới. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Bóng đêm tịch mịch, ánh trăng lạnh như băng chiều sáng vào khu rừng, vài điểm ngân quang làm cho khó có thể nhìn thấy khung cảnh trong rừng. Trong rừng, bốn đạo thân ảnh đi tới trong đó. Dẫn đầu là một tên nam tử mang theo một cái bao tải, nhìn qua trông bao tải có vẻ rất nặng nhưng ở trong tay của hắn thì lại nhẹ như không có gì. Nếu lúc này đám người tương cương có mặt ở đây thì hắn nhất định sẽ nhận ra tên này. Hắn không phải ai khác, chính là tên nam nhân lúc chiều đã diễn trò bắt cóc Mộ Khuynh Nhan. Hắn gọi là Thái Phi, ước mơ của hắn là có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng hoặc một quân nhân xuất sắc. Lúc hắn 15 tuổi, hắn lựa chọn trở thành diễn viên. Sau nhiều cố gắng trong học tập thì cuối cùng hắn tốt nghiệp Đại học Điện ảnh và Truyền hình tốt nhất ở trong nước. Sau khi tốt nghiệp, hắn mang lý tưởng bắt đầu kiếp sống làm diễn viên, nhưng mà không hiểu rõ quy tắc ngầm trong giới văn nghệ, cuối cùng hắn tuyệt vọng, vì đắc tội với một tên đạo diễn mà phải bị đánh vào viện nằm. Sau khi ra viện hắn liền giết cả nhà tên đạo diễn kia, từ nay về sau bắt đầu kiếp sống chạy trốn, kết quả ma xui quỷ khiến ở Đông Hải lại được Quý Hồng nhìn chúng, rồi đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang. Sau đó trở thành một thành viên sát thủ trong tổ chức Phong Diệp. Lúc chiều, sở dĩ hắn có thể thành công bắt được Mộ Khuynh Nhan chính là bản lĩnh hắn học được trong tổ chức Phong Diệp. Nhưng mà, hắn thật không ngờ,
đồng bọn của hắn lại bị cảnh sát phát hiện, bao vây chặn bắt, bất đắc dĩ lắm hắn mới chạy vào Vân Sơn. Thái Phi, phía trước có con suối, chúng ta nghỉ ngơi, uống một chút nước đi. Đột nhiên, một tên đồng bọn sau lưng của hắn mở miệng nói nhỏ. Trên thực tế, Thái Phi cũng đã thấy con suối đó nhưng hắn lại không muốn đi qua ấy uống nước, nghỉ ngơi. Lúc này, nghe được tên đồng bọn kia nói như vậy thì hắn cũng biết, cả đám đã chạy trối chết gần 4 giờ đồng hồ, thể lực tiêu hao không ít, vì vậy cần phải nghỉ ngơi một lát, còn về phần Mộ Khuynh Nhan bị nhốt từ trưa đến giờ ở trong bao cũng cần phải bổ sung thêm nước, nếu không sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc này, Thái Phi rất rõ ràng, bọn hắn phải dựa vào Mộ Khuynh Nhan mới có thể chạy trốn được. Thời gian nghỉ ngơi là 5, lưu lại một người canh giữ. Thái Phi dừng bước, quay đầu nói với ba tên đồng bọn phía sau, sau đó liền đi tới dòng suối. Rất nhanh, hai tên đồng bọn đã đi đến bên suối, ba người Thái Phi liền nhân cơ hội này uống nước, rửa mặt, còn một tên thì đứng cảnh giới. Ước chừng khoảng 30 giây sau, Thái Phi mở bao tải ra, đem Mộ Khuynh Nhan đưa ra ngoài. Nương theo ánh trăng có thể được làn da mịn màng của Mộ Khuynh Nhan lúc ẩn lục hiện dưới bộ lễ phục dạ hội, thậm chí có thể thấy được quần chíp ngay chỗ bắp đùi của nàng. Thấy được bộ dạng của Mộ Khuynh Nhan thì hai gã đồng bọn của Thái Phi hiện ra vẻ hèn mọn. Không nên đụng vào nàng. Thấy được trong mắt hai gã kia toát ra vẻ dục vọng thì Thái Phi lạnh lùng cảnh cáo, hắn biết rõ mấy tên bên cạnh mình lúc nào cũng có chú ý đối với Mộ Khuynh Nhan nhưng hắn nhớ rõ lời căn dặn của Quý Hồng cho nên phải làm ra cảnh cáo, để cho bọn chúng thu liễm lại. Thái ca, đến lúc này rồi mà còn muốn nghe mệnh lệnh của Quý Hồng à? Nghe được Thái Phi nói như vậy, một tên thanh niên có dáng người khôi ngô không vui nói, khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào giữa hai đùi của Mộ Khuynh Nhan, có cảm giác hân không thể xé nát quần áo của Mộ Khuynh Nhan rồi sau đó XYZ, ABC. Báo tử, quy củ của Phong Diệp thì mày cũng đã rõ ràng, mệnh lệnh của lão bản thì chúng ta nhất định chấp hành vô điều kiện. Thái Phi lạnh lùng nói. Còn nữa, hiện tại chúng ta đã bị vây quanh, nàng chính là cơ hội để chúng ta có thể chạy trốn. Báo tử không có hé răng, bất quá lại là bĩu môi. Báo tử, đừng trách tao không nhắc nhở mày, nếu mày dám đụng vào nàng thì tao sẽ bắn chết mày. Thái Phi nhíu mày, sau đó múc một miếng nước, đổ từ từ vào miệng của Mộ Khuynh Nhan. Khụ, khụ. Trong lúc mê, theo bản năng Mộ Khuynh Nhan nuốt nước xuống, sau đó nàng bị sặc lên, ho khan tiếng. Lúc này, lông mi của nàng run lên nhẹ nhẹ, chậm rãi mở mắt. Thái Phi thấy thế, vốn là định đánh ngất làm nhưng lại nhớ lên lời căn dặn của Quý Hồng là không nên làm tổn thương đến Mộ Khuynh Nhan cho nên hắn liền dùng một miếng băng keo trong, dán miệng Mộ Khuynh Nhan lại, để cho nàng không phát ra tiếng kêu. Sau khi mở mắt ra thì theo bản năng nàng định hô to nhưng miệng của nàng đã bị dán lại, căn bản là không thể phát ra tiếng kêu. Ô, ô, dưới ánh trăng, Mộ Khuynh Nhan thấy được khuôn mặt của ba người Thái Phi, vẻ mặt hoảng sợ lùi về phía sau. Bịch. Lúc lui ra sau, vì không cẩn thận nên nàng đã vấp phải tảng đá, cả người trực tiếp đập xuống đất. Sau khi té mạnh xuống nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, theo bản năng nàng đưa tay đến bàn chân của mình thì phát hiện chỗ ấy đã bị sưng đỏ lên. Nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát của ba người Thái Phi, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình, nàng không nhịn được mà khóc. Khóc cái con két chứ khóc. Mắt thấy Mộ Khuynh Nhan rơi nước mắt thì tên gọi là báo tử không nhịn được mà chửi. Bên ta vang lên lời mắng chửi của báo tử, nhìn bộ dạng của Mộ Khuynh Nhan, dường như Thái Phi đang nhớ lại cuộc sống lúc trước, trong lòng có chút buồn bực không hiểu. Chúng mày trông nàng ấy, tao thay A Tam đi trông chừng, thuận tiện quan sát tình hình lúc này. Thái Phi liền đứng dập, phân phó một câu, sau đó không nhịn được mà cảnh cáo báo tử. Báo tử, nhớ kỹ lời của tao. Nói xong, Thái Phi không hề dừng lại mà bước đi tới phía trước, chuẩn bị thay A Tam. Chân trước Thái Phi vừa bước đi thì báo tử liền đứng lên, giống như là một con dã thú đi đến bên người Mộ Khuynh Nhan. Mắt thấy được dục vọng trong mắt báo tử thì sắc mặt Mộ Khuynh Nhan tái nhợt, trong lòng sợ hãi, theo sau nàng không biết lấy được dũng khí từ đâu mà nắm những cục đá nhỏ dưới mặt đất rồi quăng tới. Báo tử, mày hẳn là hiểu rõ tính của Thái Phi, hắn là thứ nói được thì sẽ làm được. Mắt thấy hành động của báo tử thì một tên đồng bọn nhắc nhở. Hơn nữa Thái Phi cũng nói rất đúng, nàng là hy vọng duy nhất của chúng ta. Mẹ nó, có ngon thì mày tự sát đi,
mày tự sát xong thì lão tử cũng chơi luôn. Có lẽ là thấy Mộ Khuynh Nhan sẽ làm ra hành động tự sát, hoặc có lẽ là nhớ lại lời cảnh cáo của Thái Phi nên báo tử dừng bước, vẻ mặt âm trầm mắng Mộ Khuynh Nhan. Mộ Khuynh Nhan không dám mở miệng mà nàng cũng không có cách nào để mở miệng, nhưng mà vẻ mặt nàng rất kiên quyết, cảm giác kia như là chỉ cần ngươi còn dám bước tới nửa bước thì ta sẽ lập tức tự sát ngay. Cục diện trong nhất thời có chút giằng co, cùng lúc đó A Tam đã tới đây. A Tam, tình hình hiện tại như thế nào rồi? Mắt thấy A Tam đến gần, một tên đồng bọn mở miệng hỏi. Mẹ nó, chung quanh đã bị phong tỏa rồi, hơn nữa có một ít đặc cảnh đang đến gần. Vẻ mặt A Tam ngưng trọng, nói. Tình huống hiện giờ vô cùng nguy cấp, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nghe được A Tam nói như vậy thì tên đồng bọn kia cũng biết tình huống hiện tại là cửu tử nhất sinh, trong lúc nhất thời thì không một ai lên tiếng, mà A Tam thì lại đi uống nước, rửa mặt. Vèo. Cùng lúc đó, báo tử đã nhảy đến trước người Mộ Khuynh Nhan, tay của hắn chụp lấy hòn đá trong tay của Mộ Khuynh Nhan, sau đó trực tiếp nâng nàng lên bả vai của mình. Báo tử, mày! Thấy một màn như vậy thì tên kia liền mở miệng, cố gắng nhắc nhở cái gì? Mẹ nó, mày câm cái miệng lại đi, cho tới bây giờ thì chúng ta không có con đường sống, một khi đã như vậy thì trước lúc chết hãy tranh thủ một hồi khoái hoạt phong lưu cho sướng. Báo tử nói xong, lộ ra vẻ dâm đãng, tươi cười. Huống gì con điếm này cũng là cực phẩm trong cực phẩm A. Mắt thấy báo tử tức giận, vô luận là A Tam hay tên đồng bọn còn lại cũng không có hé răng, trong lòng bọn hắn cũng đồng tình với lời nói của báo tử, bọn hắn cũng muốn quất một hồi nhưng mà bởi vì sợ hãi Thái Phi, cho nên bọn hắn chỉ đành phải nhắc nhở. Không nên giết chết nàng. Ô, ô, bị báo tử để ở trên đầu vai, Mộ Khuynh Nhan không ngừng kêu lên. Hai tay không ngừng vung lên nhưng căn bản là không thể làm thương tổn đến báo tử, ngược lại hành động của nàng càng kích thích dục vọng trong người báo tử. Cô em không nên kích động, một chút nữa anh sẽ cho cô biết cái gì là dục tiên dục tử. Báo tử cố gắng liềm vào bắp chân nhỏ, trắng như tuyết của Mộ Khuynh Nhan, kết quả Mộ Khuynh Nhan né tránh bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là cười tà, bước nhanh hơn về bụi cỏ phía trước. Mộ Khuynh Nhan giãy giụa nhưng mà mặc kệ là đá hay đánh thì cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể khiến cho báo tử trở nên điên cuồng. Rất nhanh, báo tử đã mang Mộ Khuynh Nhan đến bụi cỏ, hắn trực tiếp đè xuống thân thể của Mộ Khuynh Nhan. Xoẹt! Báo tử đã xé rách phần trước của bộ lễ phục dạ hội trên người Mộ Khuynh Nhan. Khe giữa hai chiếc bánh bao của nàng liền hiện ra trước tầm mắt của báo tử, nhất thời làm cho dục vọng của hắn lên cao. Ực! Báo tử nuốt nước miệng. Sau đó đầu của hắn chôn vào giữa hai cái bánh bao, cố gắng muốn hảo hảo nhấm nháp một phen. Mắt thấy khuôn mặt xấu xí của đối phương, thì những giọt nước mắt trên khuôn mặt Mộ Khuynh Nhan lại rơi ra. Dưới ánh trăng, nàng không chống cự nữa, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Đột nhiên sau đó, nàng thấy rõ một bóng người như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng báo tử. Ngay sau đó, dưới sự hoảng hốt của Mộ Khuynh Nhan thì hai tay của người nọ liền chém ra. Ấn chặt vào đầu của báo tử, dùng sức bẻ. Răng rắc, đầu của báo tử đã bị bẻ gãy. Thiếu niên Bùi Gia ra tay. Nhất kích tất sát. Bịch, bịch, mắt thấy báo tử giống như một con chó nằm ở một bên, thì một bên Mộ Khuynh Nhan nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Đông Lai, vẻ mặt nàng trở nên ngây ngốc. Sau đó, mãi đến khi Bùi Đông Lai đến gần người nàng thì nàng mới lấy lại tinh thần, sau đó theo bản năng làm ra một động tác che ngực. Hơn nữa còn cố gắng thay đổi vị trí. Cô chờ một lát, ta sẽ trở lại. Bùi Đông Lai vốn tính mở băng dán trên miệng Mộ Khuynh Nhan ra nhưng thấy Mộ Khuynh Nhan làm ra tư thế đề phòng thì hắn liền dừng bước lại, nhẹ giọng nói. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn vào đôi mắt của Bùi Đông Lai thì Mộ Khuynh Nhan liền cảm thấy xấu hổ, nàng cố gắng mở miệng để giải thích nhưng vì có băng dính trên miệng nên chỉ phát ra những tiếng ô, ô. Rơi vào đường cùng nàng lấy hai tay làm ra một loạt động tác nhằm để biểu thị tâm ý của mình. Bùi Đông Lai thấy vậy cũng không nói gì, giống như U Linh, một lần nữa biến mất. Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai, lý trí cùng cảm giác nói cho nàng biết, mới vừa rồi thiếu niên này xuất hiện đã giải trừ nguy cơ giúp nàng, cả người nàng liền bình tĩnh lại. Trong màn đêm, nàng thu chân, sửa sang lại y phục đã bị xé nát, giống như là một chú mèo. Cuộn tròn lại, đợi thiếu niên kia trở lại. Cơn gió thổi qua, Bùi Đông Lai đứng ở trong bụi cỏ bên dòng suối, hắn giống như một con ngạ lang,
đang chờ thời cơ. Tại sao lại không có một chút động tĩnh nào? Bên dòng suối nhỏ, A Tam vốn là dựng thẳng tai lên nghe, nhưng thấy cả nửa ngày cũng không truyền đến một tiếng gì, hắn liền tự hỏi. Cái miệng của con kia đã bị dán lại, muốn kêu lên một tiếng cũng khó a. Tên đồng bọn bên cạnh theo bản năng đáp. Coi như không thể rên được nhưng ít ra cũng phải phát ra một vài âm thanh chứ. Huống chi, nữ nhân kia thoạt nhìn cương liệt, phản kháng cũng sẽ phát sinh ra tiếng động. A Tam nói ra nghi hoặc trong lòng. Sắc mặt tên đồng bọn liền đổi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Bá! Nói xong, hắn và A Tam liền đứng dậy, làm ra bộ dạng đề phòng. Sau đó, hai người không hẹn mà quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía sau, rõ ràng thấy được Thái Phi đã trở lại. Có chuyện gì? Thái Phi cũng thấy hai người, sau đó hắn phát hiện Báo Tử và Mộ Khuynh Nhan không có ở đây thì lập tức minh bạch được cái gì rồi, lạnh giọng hỏi. Báo Tử đâu? Báo Tử hắn. A Tam cố gắng mở miệng giải thích. Bằng. Không đợi A Tam nói xong, dường như trong một lúc hai tiếng súng liền vang lên, bay thẳng vào đầu của A Tam và tên đồng bọn bên cạnh. Phốc. Không đợi hai người làm ra phản ứng, hai viên đạn đã găm thẳng vào đầu của bọn chúng, hai đóa huyết hoa nở rộ trên không trung. Bằng. Trong màn đêm, mắt thấy hai tên kia đã bị Thái Phi xử lý. Bùi Đông Lai quyết đoán bóp cò, mục tiêu của hắn chính là Thái Phi. Cùng lúc đó, Thái Phi đã nhận thấy được nguy hiểm, trước tiên hai tay hắn ôm lấy đầu rồi nhảy về hướng bên cạnh. Vèo! Viên đạn bay qua, cả người Thái Phi liền đổ mồ hôi lạnh. Bịch! Mặt khác A Tam và tên đồng bọn bên cạnh ngã xuống đất, không nhúc nhích. Bịch! Sau khi hạ xuống đất, Thái Phi không dám dừng lại, thuận thế lăn một vòng. Vèo! Coi như lúc Thái Phi vừa lăn qua một bên thì hai viên đạn liền bắn xuống chỗ hắn vừa đứng, bùn đất văng khắp nơi. Thái Phi thấy vậy thì liền rút khẩu súng ở bên hông ra, nhắm về phía bụi cỏ đối diện trực tiếp bóp cò. Bằng. Ba viên đạn bay ra, hướng về nơi Bùi Đông Lai ẩn nấp. Bằng. Nương theo ba tiếng súng thứ tư vang lên. Lúc này đây, người nổ súng là Bùi Đông Lai. Trong màn đêm, hắn làm ra một động tác, né tránh ba viên đạn kia đồng thời cũng phản kích. Mẹ nó! Trong bụi cỏ, Thái Phi thấp giọng mắng một tiếng, sau đó quỳ rạp xuống đất, viên đạn liền xuất qua trên đỉnh đầu của hắn làm cho lông tơ trên người hắn nổi lên. Bịch! Thân hình Bùi Đông Lai ngã xuống đất, hắn cũng không dám chậm trễ mà lăn một vòng. Bằng! Lại một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn rơi vào gần chỗ của Bùi Đông Lai. Thoát khỏi một kích chí mạng kia, Bùi Đông Lai nấp sau một gốc đại thụ, hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, đồng thời suy nghĩ biện pháp xử lý đối phương. Hiện giờ, đạn trong tay hắn chỉ còn hai viên, tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi. Thái Phi cũng không biết bên Bùi Đông Lai còn bao nhiêu viên đạn cho nên hắn cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng yên sau đó nấp vào bụi cỏ, gắt gao nhìn vào đại thụ trước mặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù không thấy được bóng dáng của đối thủ nhưng mà từ biểu hiện thì hắn biết mình đã gặp phải cao thủ. Trong lúc nhất thời, cục diện trở nên giằng co. Xa xa trong bụi cỏ, Mộ Khuynh Nhan nghe thấy mấy tiếng súng vang lên thì trong lòng lại căng thẳng. Chắc hẳn là hắn không có việc gì. Mộ Khuynh Nhan nắm chặt hai tay, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước. Cùng lúc này, ở bên ngoài, cách đây 800 mét, Trần Anh giống như là một con liệp báo. Hướng phía Bùi Đông Lai cùng Thái Phi giao chiến mà chạy đến. Đối với tất cả mọi chuyện bên ngoài, Bùi Đông Lai cũng không biết rõ, hắn điều chỉnh hơi thở của mình lại, bình tĩnh cởi bỏ bộ y phục trên người mình ra, sau đó dùng lực quăng lên. Phút, bộ y phục đã bị Bùi Đông Lai trực tiếp ném ra bên ngoài. Bằng, Thái Phi thấy vậy thì liền bóp cò, viên đạn bắn thẳng vào bộ y phục của Bùi Đông Lai, găm nó vào thân cây phía trước. Mắt thấy đối phương nổ súng, Bùi Đông Lai cũng không ngừng lại, cả người giống như là liệp báo, lao thẳng về bụi cỏ cách đó không xa. Ù! Bùi Đông Lai vừa động, tốc độ vô cùng khủng khiếp, giống như là một con u linh. Trong quá trình chạy thì Bùi Đông Lai vểnh tai lên, cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh. 20 mét, 15 mét, 10 mét. Mắt thấy ở phía trước không truyền đến âm thanh đổi đạn thì Bùi Đông Lai biết được đối phương không mang theo băng đạn dự phòng. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai khẽ thở phào nhẹ nhõm,
đồng thời hắn dừng bước lại. Ra đi, tao biết mày đã không còn đạn nữa. Trong màn đêm, Bùi Đông Lai ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt nhìn về bụi cỏ phía trước mặt. Mày không phải là cảnh sát, cũng không phải là quân nhân. Giống như dự đoán của Bùi Đông Lai, Thái Phi đã không còn viên đạn nào, mắt thấy Bùi Đông Lai dừng bước thì hắn chậm rãi bước ra, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm về phía Bùi Đông Lai, trầm giọng nói. Nếu ta đoán không sai, phát súng lúc đầu chắc hẳn là có liên quan đến mày. Mày rất thông minh. Bùi Đông Lai lãnh đạm, ánh mắt hắn cũng không rời khỏi Thái Phi. Tụi mày là ai? Vì sao phải bắt có Mộ Khuynh Nhan? Mày, chắc hẳn là người của Đông Nguyệt Bang, hoặc là người của Hồng Tinh. Thái Phi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ánh mắt trở nên sắc bén. Xem ra mày không thể trả lời câu hỏi của tao, mà tao cũng đồng dạng như thế. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng cười. Cho nên, chúng ta không cần phải đấu võ mồm làm cái con ma gì nữa. Đúng thế. Thái Phi cười một cách âm hiểm, hắn liếm liếm môi, bày ra một thư thể chuẩn bị đánh nhau. Tiểu tử, nhào vô kiếm ăn. Từ lúc nãy, kết cuộc của mày đã được định rồi. Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra sợ hãi, chiến ý của hắn ngày càng tăng lên. Ba. Nói xong, Bùi Đông Lai bước lên phía trước từng bước. Trong vòng 10 chiếu, mày phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ. Trong vòng 10 chiếu, mày phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ. Bên tai vang lên lời nói bá đạo của Bùi Đông Lai, cảm nhận được chiến ý trên người của Bùi Đông Lai thì lý trí nói cho Thái Phi biết, hắn đã đánh giá thấp thực lực của Bùi Đông Lai. Mặc dù như thế, nhưng mà Thái Phi cũng không lùi bước. Thân là một thành viên của Phong Diệp thì huấn luyện của hắn không thua gì so với bộ đội đặc chủng. Huấn luyện tàn khốc để cho hắn có được một thân bản lĩnh, đồng thời cũng luyện ý chí của hắn vững như thép. Mà tuy rằng, hắn không phải là thành viên chủ chốt trong Phong Diệp nhưng kỹ năng cách đấu cùng thuật bắn súng của hắn cũng không tầm thường, tự nhiên sẽ không bị một câu nói của Bùi Đông Lai hù dọa. Ngược lại, câu nói của Bùi Đông Lai đã làm chiến ý trong hắn tăng lên, đồng thời hắn cố gắng kiếm nhược điểm của Bùi Đông Lai, tranh thủ trong thời gian sớm nhất đem Bùi Đông Lai giết chết. Tiểu tử, mày thật ngông cuồng. Trong màn đêm, Thái Phi quát lên một tiếng lớn, cả người giống như là tên đã rời cung, bắn thẳng về phía Bùi Đông Lai. Đi chết đi. Vù. Một kích này Thái Phi vận dụng toàn lực, tốc độ cực nhanh, truyền ra một tiếng xé gió. Hự. Trong khoảng khắc Thái Phi đến trước mặt với Bùi Đông Lai thì Thái Phi liền mượn lực, vung chân phải lên. Liêu âm thối. Thái Phi ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay thì đó là chiêu tàn độc. Một cước này của hắn vô cùng mạnh mẽ, nếu Bùi Đông Lai trúng một cước này thì sẽ tuyệt tự, hơn nữa cũng trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Đối mặt với lần công kích này của Thái Phi thì Bùi Đông Lai lui về sau nửa bước. Chỉ nửa bước. Vèo. Bùi Đông Lai lui về sau, làm cho một cước này của Thái Phi đá vào khoảng không. Tránh khỏi công kích của Thái Phi thì Bùi Đông Lai cũng động. Vù. Bất động như sơn, động như băng lôi. Tay phải của Bùi Đông Lai vung lên, hóa thủ vi đao, trực tiếp chém về phía cổ của Thái Phi. Vù, vù. Thái Phi cảm giác khuôn mặt mình giống như là bị dao đâm vào, cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay tại thời khắc nguy cấp, Thái Phi không dám lấy cứng đối cứng mà là nghiêng người tránh đi một kích của Bùi Đông Lai. Hừ. Tay phải của Bùi Đông Lai xước qua mặt của Thái Phi, kình phong mạnh mẽ thiếu chút nữa làm cho Thái Phi ngạt thở. Một kích thất bại. Bùi Đông Lai không ngừng lại một lần nữa chém thẳng về phía cổ của Thái Phi. Thái Phi thấy vậy thì liền biến sắc, cả người hắn vội khom xuống. Hô! Lại một lần nữa thất bại, Bùi Đông Lai đột nhiên biến chiêu, hóa thủ đao thành trưởng, một trưởng hướng về đỉnh đầu của Thái Phi. Thái Phi tránh được một kích của Bùi Đông Lai vốn muốn nhân tiện tấn công phần hạ bàn của Bùi Đông Lai, kết quả chưa kịp làm ra công kích thì Bùi Đông Lai đã chụp thẳng xuống đầu mình, vì thế hắn liền nhảy qua bên cạnh. Tốc độ nhảy của hắn cực nhanh. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại nhanh hơn hắn. Trở về cho ta. Bùi Đông Lai quát lên một tiếng, hóa trưởng thành chảo, đột nhiên bắt lấy cổ chân của Thái Phi dùng sức kéo lại. Thấy được chân trái của mình bị Bùi Đông Lai bắt lấy, Thái Phi cũng không chống cự mà thân mình hắn uốn lên, xoay tròn một vòng đồng thời chân phải vung ra, đá vào yết hầu của Bùi Đông Lai. Thái Phi biến chiêu vừa nhanh vừa vội. Làm cho Bùi Đông Lai thiếu kinh nghiệm chiến đấu cảm thấy có chút bất ngờ.
Cũng may là tốc độ phản ứng của Bùi Đông Lai cực nhanh, trước tiên hắn buông cổ chân của Thái Phi ra, sau đó đầu khẽ ngưỡng ra phía sau. Vù! Chân của Thái Phi khẽ lướt qua mặt Bùi Đông Lai, làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy có chút đau đớn. 3. Không để ý đến đau đớn, Bùi Đông Lai không đợi Thái Phi rớt xuống, hắn lại bước lên, chân phải nâng lên nhắm sau lưng Thái Phi, hung hăng đánh xuống. Phách thối! Phịch! Răng rắc! Trong màn đêm, chân của Bùi Đông Lai hung hăng bổ vào lưng của Thái Phi. Bịch! Đau đớn kịch liệt làm cho Thái Phi thiếu chút nữa hít thở không thông. Hắn cố nén cơn đau đớn, hai tay chống xuống, vì đề phòng Bùi Đông Lai lại một lần nữa ra sát chiêu nên hắn lộn một vòng vào bụi cỏ ở bên cạnh. Giờ phút này, trên người hắn đã không còn chút chiến ý nào, nếu có thì đó chính là sợ hãi. Tuy rằng hắn không biết Bùi Đông Lai là ai nhưng thông qua lần giao thủ vừa rồi thì hắn phát hiện mình không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai, nếu tiếp tục đánh nữa thì chỉ có một con đường chết. Ngoài dự đoán của Thái Phi, Bùi Đông Lai cũng không làm ra hành động gì. Chờ sau khi Thái Phi lăn một vòng thì chân của Bùi Đông Lai đột nhiên vung lên. Răng rắc. Không đợi Thái Phi làm ra động tác trốn tránh, âm thanh xương gãy lại vang lên, đầu gối của Thái Phi đã bị Bùi Đông Lai dậm nát, cả người hắn không ngừng run rẩy. Bùi Đông Lai cũng không dừng lại, hắn nắm lấy cổ chân của Thái Phi, dùng sức vặn. Răng rắc. A, a. Tiếng xương gãy lại vang lên. Thái Phi đau đớn kêu lên một tiếng. Trong màn đêm, bộ mặt của hắn vô cùng dữ tợn, tay tay vung ra, chụp vào cổ của Bùi Đông Lai, cố gắng muốn bóp chết Bùi Đông Lai. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại nhanh hơn. Không đợi Thái Phi đến gần, tay phải Bùi Đông Lai vung ra, giống như là kìm, kẹp chặt cổ của Thái Phi. Ô, ô, Thái Phi giống như là một con vịt bị người khác bóp cổ, hô hấp dồn dập. Xem ra bởi vì quá đau đớn mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Đây mới là chiêu thứ 8. Nhìn Thái Phi hấp hối, giọng nói của Bùi Đông Lai vô cùng lạnh lùng. Nếu như mày muốn chết nhanh để khỏi đau đớn thì hãy nói thân phận thật sự của mày cho tao biết. Nói xong, Bùi Đông Lai hơi giảm lại lực trên tay. Hô, hô. Thái Phi liền thở ra từng hơi, ngực phập phồng không thôi. Liên tục hít thở vài hơi. Trong mắt của Thái Phi hiện lên vẻ âm tàm, hắn hóa thủ thành đao, cố gắng phản kích. Răng rắc. Không đợi Thái Phi chém ra, tay phải của Bùi Đông Lai liền phát lực, trực tiếp bóp nát cổ của Thái Phi. Thái Phi phun ra vài ngụm máu, oán hận nhìn Bùi Đông Lai vài giây, đầu liền lệch sang một bên, tắt thở ngay tại chỗ. Bịch. Bùi Đông Lai ném Thái Phi giống như là ném một thứ bỏ đi, sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra rồi nhắm mặt lại, nhớ lại lần giao chiến lúc nãy. Xem ra, sau này bản thân cần phải trải qua một ít sinh tử chiến mới được. Không biết qua bao lâu, nghe được phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân thì Bùi Đông Lai chậm rãi mở mắt ra, âm thầm tự nhủ. Anh không sao chứ? Phía sau Bùi Đông Lai, lúc này Mộ Khuynh Nhan đã gỡ bỏ băng dán trên miệng, hai tay nàng ôm ngực, yếu ớt hỏi. Bùi Đông Lai xoay người, nhìn Mộ Khuynh Nhan, lắc đầu. Phù! Nghe được Bùi Đông Lai không có chuyện gì, Mộ Khuynh Nhan liền thả lỏng tâm tình, sau đó khẽ thở ra, vẻ mặt vô cùng chân thành. Cảm ơn anh đã ra tay cứu mạng. Nói xong, một cơn gió muộn thổi qua làm cho bộ lễ phục đã rách nát trên người nàng khẽ bay lên, hai chiếc đùi đẹp đã hoàn toàn lộ ra, giữa hai đùi nàng thoáng hiện ra quần chip mà đen. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì Bùi Đông Lai lập tức xảy ra phản ứng của một nam nhân bình thường. Giữa hai chân nổi lên một cái lều nhỏ. Thấy được điểm này, Bùi Đông Lai hít sâu một hơi, nói. Chờ sau khi ta mang cô ra khỏi đây thì cô không được nói với bất kỳ kẻ nào là do ta cứu cô. Ách, theo bản năng nàng lại hỏi. Vì sao? Cô làm theo lời ta là được. Bùi Đông Lai rất rõ ràng, lấy thân phận của Mộ Khuynh Nhan thì chuyện tình say ra lần này sẽ náo động rất lớn. Dưới tình hình như thế nếu để cho người khác biết được hắn cứu Mộ Khuynh Nhan thì sẽ rất khó che giấu việc hắn giết TVD, dù sao thì lúc đó hắn cũng đi với giáo quan để tìm TVD. Đối với Bùi Đông Lai không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn bị bại lộ. Hiện giờ, hắn đã xử lý xong đám người Thái Phi, như vậy hắn hoàn toàn có thể đem chuyện sát hại TVD đổ lên đầu đám người Thái Phi này. Còn về phần đám người Thái Phi bị giết thì hắn có thể giải thích là do người khác làm. Dù sao thì bây giờ ở trong nước Mộ Khuynh Nhan là một nghệ sĩ nổi tiếng, là cây hái ra tiền của Hồng Tinh,
hơn nữa ở Đông Hải thì người của Đông Nguyệt Bang cũng sẽ tìm cách cứu viện. Được rồi. Tuy rằng không biết vì sao Bùi Đông Lai làm như vậy nhưng Mộ Khuynh Nhan vẫn gật đầu đáp ứng. Ta muốn ra ngoài rửa mặt, nếu cô muốn rửa thì cùng ta tới phía trước. Bùi Đông Lai nói xong thì chỉ đám cỏ ở phía trước. Mộ Khuynh Nhan nhìn lại thì thấy cái xác của A Tam, sợ tới mức hoa dung thất sắc, lập tức chạy đến gần Bùi Đông Lai cầm lấy cánh tay của Bùi Đông Lai nói. Tôi đi cùng với anh. Được rồi. Cảm nhận được sự mềm mại từ đôi tay của Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai cố ngăn dục vọng trong lòng, tùy ý để Mộ Khuynh Nhan nắm lấy cánh tay hắn, đi về phía bờ suối. Sau khi đến bên bờ suối, Bùi Đông Lai thấy Mộ Khuynh Nhan vẫn nắm lấy cánh tay của mình thì cười khổ, nói. Hay là cô đi rửa trước đi. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì Mộ Khuynh Nhan nhìn trên người mình bây giờ toàn là bùn đất cho nên gật gật đầu, buông cánh tay Bùi Đông Lai ra rồi đi xuống suối. Cùng lúc đó, đồng tử của Bùi Đông Lai liền mở to ra, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trong màn đêm, một đạo nhân ảnh giống như U Linh, lặng yên không một tiếng động đi về phía hắn. Là Trần Anh. Từ sau khi Bùi Đông Lai dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì năng lực tiên thiên của hắn cũng tăng lên, mà thính lực cũng vượt xa người thường. Nhưng mà ngay bây giờ, ở phía sau lại tự dưng hiện ra một người mà Bùi Đông Lai lại không hề hay biết. Hắn liền cả kinh. Trong màn đêm, Bùi Đông Lai giống như là con mèo bị giẫm phải đuôi, lông tơ cả người đều dựng lên. Đối với vẻ mặt khẩn trương của Bùi Đông Lai, Trần Anh cũng không dừng bước vẫn tiếp tục đi tới. Bước chân của Trần Anh vô cùng nhẹ nhàng, không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhìn y phục tác chiến trên người Trần Anh thì Bùi Đông Lai liền hiểu được thân phận của đối phương, hắn liền nghĩ cách nên giải thích như thế nào với đối phương. Dựa theo kế hoạch của hắn thì việc giết trên đám người Tôn Vệ Đông sẽ đổ lên đầu của đám người bắt cóc Mộ Khuynh Nhan. Mà hiện giờ, Trần Anh lại xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Bùi Đông Lai, thi thể đám người TP ở xung quanh mà vết máu trên cơ thể hắn cũng chưa rửa sạch, nói dối với Trần Anh là một điều không thể. Hiện được điểm này, vẻ mặt Bùi Đông Lai liền trở nên ngưng trọng hơn. Ngươi không cần nghĩ đến việc chạy trốn. Dường như là nhận ra ý niệm chạy trốn trong đầu Bùi Đông Lai, Trần Anh vừa đi vừa lãnh đạm nói. Trên thế giới này không có một ai có thể thoát khỏi tay ta, ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Bên tai vang lên lời nói tự tin mà cuồng vọng của Trần Anh thì sắc mặt Bùi Đông Lai hơi đổi, đôi chân mày cũng nhíu lại. Hắn và Trần Anh không cừu không oán cho nên không muốn động thủ với nàng, còn nữa bằng thủ đoạn của Trần Anh, lúc xuất hiện không hề bị hắn phát hiện. Điều này làm cho Bùi Đông Lai hiểu được thực lực của Trần Anh còn cao hơn nhiều so với hắn. Cho nên ý niệm chạy trốn liền xuất hiện trong đầu của hắn. Chẳng qua, hiện giờ nghe được lời nói Trần Anh, cảm nhận được sát khí phát ra từ người nàng thì hắn hiểu được, muốn chạy trốn khỏi nàng thì tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Cô là cảnh sát sao? Lúc này, ở phía sau Mộ Khuynh Nhan đã rửa xong thân thể. Lúc đi lên thì thấy Mộ Khuynh Nhan mang theo một bộ y phục cảnh sát, vốn là nàng ngẩn ra nhưng sau đó liền trở nên vui mừng, hỏi han. Ừ. Trần Anh nhìn Mộ Khuynh Nhan một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Không cần vọng tưởng đem Mộ tiểu thư ra làm con tin, trước khi ngươi đụng tới nàng thì ta sẽ biết ngươi thành một cỗ thi thể. Bá. Sắc mặt của Bùi Đông Lai không khỏi biến đổi. Cô hiểu lầm rồi, anh ấy không phải là bọn bắt cóc. Chính anh ấy là người đã cứu tôi. Nghe Trần Anh nói như vậy thì Mộ Khuynh Nhan liền giải thích. Ta biết. Câu trả lời của Trần Anh làm Mộ Khuynh Nhan dương mắt mà nhìn. Vậy thì tại sao cô? Mộ Khuynh Nhan không hiểu, ở nàng xem ra nếu như Trần Anh biết Bùi Đông Lai cứu mình thì làm sao lại? Mộ Khuynh Nhan không hiểu điểm này nhưng Bùi Đông Lai lại hiểu rõ, hắn cũng không mở miệng. Trước khi hắn ta cứu cô, hắn đã giết chết một tên sinh viên Đại học Đông Hải cùng 9 binh lính. Trần Anh nói xong, lạnh lùng hướng BDDL hỏi. Ta nói đúng không, Bùi Đông Lai? Ân. Nghe được Trần Anh gọi thẳng tên mình, trong lòng Bùi Đông Lai liền động, sau đó trong nháy mắt hắn cũng hiểu được, rất có thể chuyện mình xử lý Chu Phúc Thái thì Trần Anh cũng biết. Ngươi không cần phải kinh ngạc, bởi vì sau khi xảy ra sự việc cháy nổ kia thì ta đã bắt đầu chú ý đến ngươi. Bất quá. Lúc ấy ta cho rằng là Liễu Nguyệt phái người ra làm, hiện giờ xem ra thì đó là việc do ngươi làm, quả là hảo thủ đoạn a. Nói xong lời cuối, Trần Anh không nhịn được mà cảm thán, giọng nói có chút phức tạp,
có tán thưởng nhưng phần lớn là vẻ trào phúng. Bá! Nghe được Trần Anh nói như vậy, vẻ mặt Mộ Khuynh Nhan liền biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai, nàng tuyệt đối không tin Bùi Đông Lai là một kẻ giết người lung tung, dù sao thì lúc nãy Bùi Đông Lai đã cứu nàng, hơn nữa hắn lại không có mưu đồ gì với nàng. Chẳng biết tại sao, đối mặt với vẻ mặt khinh miệt và trào phúng của Trần Anh thì Bùi Đông Lai lại vô cùng căm tức, dù sao thì đám người bọn hắn chủ động trêu chọc mình, hơn nữa nhiều lần đẩy hắn vào chỗ chết, hắn bất đắc dĩ mới hạ tử thủ. Không sai, đều là do ta làm, ta chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn mà thôi. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai mở miệng, giọng nói hoàn toàn lạnh xuống. Nói xong, Bùi Đông Lai hơi nheo mắt lại. Mặc dù hắn không muốn giao thủ với Trần Anh, mặc dù biết được thân thủ của Trần Anh vô cùng khủng bố, nhưng mà hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Bởi vì, hắn đã đáp ứng Tần Đông Tuyết, hắn sẽ thẳng lưng đi vào Tử Cấm Thành, đi vào nơi tượng trưng cho địa vị và quyền lực của Tần gia. Hắn còn đáp ứng Qua Tử, hắn sẽ mua nhà cho Qua Tử ở Đông Hải và Yến Kinh, hơn nữa hắn cũng kiếm một cô vợ đẹp cho Qua Tử. Thậm chí hắn cũng đáp ứng làm một việc vô cùng nguy hiểm cho Tiêu Phi. Phải sống. Hắn nhất định phải sống. Ân. Cảm nhận được trên người Bùi Đông Lai bộc phát ra khí thế, Trần Anh liền dừng bước, vẻ mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Nàng kinh ngạc là bởi vì trên người của Bùi Đông Lai toát ra một cỗ hơi thở làm cho nàng cảm thấy quen thuộc. Bá. Vài giây sau, sắc mặt của Trần Anh đột nhiên thay đổi. Trong màn đêm, nàng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Ngạc nhiên khi phát hiện được biểu tính quái dị của Trần Anh, tuy rằng Bùi Đông Lai cảm thấy tò mò nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mày là trực tiếp bỏ trốn. Đứng lại! Mắt thấy Bùi Đông Lai muốn chạy trốn, Trần Anh liền tỉnh ngộ, nàng quát lên một tiếng rồi lao thẳng đến Bùi Đông Lai. Vù! Trong nháy mắt, bàn tay của Trần Anh hướng bả vai của Bùi Đông Lai chụp tới. Vù! Vù! Nhận thấy được sau lưng truyền đến tiếng kình phong thì trong lòng Bùi Đông Lai liền giật mình, hắn hiểu rõ nếu như mình bị Trần Anh bắt trúng thì bả vai liền sẽ phế đi, vì thế hắn cũng không dám chậm trễ, liền dừng bước lại, khom người xuống. Hô! Không cần a. Cùng lúc đó, Mộ Khuynh Nhan thấy Trần Anh ra tay đối với Bùi Đông Lai thì nàng liền kêu lên. Ngươi đừng chạy, ta không bắt ngươi. Mắt thấy Bùi Đông Lai né một chảo của mình, lại thấy hắn muốn chạy trốn thì Trần Anh mở miệng. Giọng nói không còn giống như lúc trước, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Bởi vì, hơi thở của Bùi Đông Lai làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, từng có người đã cho nàng cái cảm giác ấy. Người kia chính là Long Nha thứ ba của tổ chức Long Nha. Đồng dạng, từ trước đến giờ cả Long Nha chỉ có một vị Long Nha trẻ tuổi nhất. Người kia tên gọi Tiêu Phi. Nghe được Trần Anh mở miệng, lại cảm giác được giọng nói Trần Anh có chút dị thường thì Bùi Đông Lai liền hơi nghi ngờ. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng nếu ta dùng toàn lực thì ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Trần Anh cố ý nói. Bởi vì, ta là thành viên của Long Nha. Long Nha. Nghe được hai chữ này thì đồng tử của Bùi Đông Lai liền phóng đại, khóe mặt cũng giật giật. Biểu tình của Bùi Đông Lai đã rơi vào trong mắt Trần Anh, trong lòng nàng liền nhấc lên kinh đào cự lãng, vẻ mặt nàng kích động. Ngươi biết Long Nha sao? Không trả lời. Nguyên bản là Bùi Đông Lai lại buồn bực vì sao chỉ là một đặc cảnh bình thường lại có thân thủ khủng bố đến thế, lúc này nghe được Trần Anh nói mình là người của Long Nha thì hắn mới bình thường trở lại. Dù sao, hắn từ Tiêu Phi cũng biết được Long Nha là một tổ chức mũi nhọn của nước Tung của, hơn nữa từ trong miệng của Jason thì hắn biết được những người trong tổ chức này là quân nhân xuất sắc nhất thế giới. Không một người nào. Hắn liền thoải mái. Đồng thời đối mặt với vấn đề này thì Bùi Đông Lai không biết trả lời như thế nào, dù sao thì hắn cũng là một người bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên Bùi Đông Lai nghiêm túc đánh giá Trần Anh. Chẳng biết tại sao, khi thấy Bùi Đông Lai chăm chú nhìn mình thì Trần Anh cũng không hề nổi giận, hơn nữa nàng cũng không lên tiếng ngăn cấm, mà nàng có chút thất thần, trong lòng nàng theo bản năng liền hiện ra một người nam nhân hùng vĩ, đứng trước mặt, sửa sang lại y phục và mái tóc rối trên người nàng. Trong lòng hiện ra một màn này thì trong con mắt của Trần Anh lộ ra vài phần bi thương. Nhận thấy được vẻ bi thương trong đôi mắt nàng thì Bùi Đông Lai có một loại cảm giác muốn đi lên che chở, bảo vệ cho Trần Anh. Ân. Lúc đó, bỗng dưng có một cỗ trí nhớ hỗn loạn, giống như là thủy triều, điên cuồng tiến vào trong đầu của Bùi Đông Lai. Đây là dấu hiện tiến hành lần dung hợp thứ hai.
Thấy được điểm này thì trong lòng Bùi Đông Lai hơi vui vẻ, đồng thời dựa vào ý chí kiên cường của mình mà chống lại cơn đau do lần dung hợp này mang đến. Ngươi làm sao vậy? Trần Anh vốn là đang đắm chìm trong hồi ức, thấy Bùi Đông Lai lộ ra vẻ dị thường thì liền lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. Nàng không phát hiện, trong lơ đang giọng nói của nàng đã trở nên nhu hòa. Không trả lời, Bùi Đông Lai gắt gao cắn chặt hàm răng, chịu đựng cơn thống khổ này. Bá! Đột nhiên, đồng tử của Bùi Đông Lai mở to ra. Trong màn đêm, hắn mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nổi nhìn về phía Trần Anh. Bởi vì, dựa theo trí nhớ thì hắn biết được một tin tức, Trần Anh là vị hôn thê của Tiêu Phi. Ngươi làm sao vậy? Lúc này đây, thấy được Bùi Đông Lai lại xuất hiện điều khác thường thì Trần Anh liền nghi ngờ. Không, không có việc gì. Phát hiện được giai đoạn dung hợp thứ hai đã dừng lại thì Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Xem ra thì ngươi biết long nha. Mắt thấy Bùi Đông Lai nói mình không có việc gì, Trần Anh lại nhịn không được hỏi, nàng có thể khẳng định Bùi Đông Lai biết long nha, nếu không khi nghe thấy hai từ long nha thì Bùi Đông Lai cũng sẽ không kích động như vậy. Thông qua lần dung hợp mới vừa rồi thì Bùi Đông Lai biết được Trần Anh là vị hôn thê của Tiêu Phi, hơn nữa hai người cũng đã kết hôn với nhau được 3 năm. Hiện giờ, Trần Anh đã thoát ly khỏi Long Nha thì Bùi Đông Lai liền phán đoán việc này hơn phân nữa là có liên quan đến chuyện Tiêu Phi đã mất đi. Cô là Trần Anh. Hiểu được điều này, Bùi Đông Lai liền thở dài một tiếng sau đó mở miệng hỏi. Ách! Nghe được Bùi Đông Lai nói ra tên mình thì đồng tử của Trần Anh đột nhiên phóng đại, vẻ nghi ngờ trên mặt càng đậm. Sốt cuộc ngươi là ai? Làm sao biết Long Nha? Làm sao biết được tên của ta? Ta biết Tiêu Phi. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ nói. Hắn nói với ta là trong Long Nha chỉ có một người phụ nữ. Cái gì? Lời nói của Bùi Đông Lai giống như là một đạo sấm chớp, nổ vang lên tai Trần Anh, nàng liền há mồm ra. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy hai chữ Tiêu Phi này giống như là một đạo ma pháp, cứ luẩn quẩn hoài bên tai của nàng. Cùng lúc đó, từng cảnh tượng của nàng và Tiêu Phi giống như là một bộ phim điện ảnh, không ngừng hiện ra trong đầu của nàng. Dần dần, nàng không muốn nhớ đến đoạn kia, thân hình của nàng liền run lên, trên mặt liền trở nên trắng bệch hơn nữa, đôi mắt cũng có chút phiếm hồng. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai có thể khẳng định, Trần Anh rời khỏi Long Nha là có liên quan đến chuyện Tiêu Phi mất đi. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng không biết mở miệng an ủi Trần Anh như thế nào, dù sao thì hắn cũng không thể đem mọi việc nói ra, cho dù hắn đồng ý nói ra thì chắc gì Trần Anh đã tin. Ngươi! Làm sao ngươi biết được Tiêu Phi? Không biết qua bao lâu, sắc mặt Trần Anh dần tốt hơn, nàng cố gắng khống chế cảm xúc của mình nhưng mà giọng nói có chút run rẩy. Tiêu Phi là sư phụ của ta. Mặc dù Bùi Đông Lai không muốn nói đến Tiêu Phi trước mặt Trần Anh nhưng mà Trần Anh lại hỏi kỹ sự việc này nên hắn chỉ đành trả lời. Sư phụ. Nghe được hai chữ này thì sắc mặt Trần Anh lại tỏ ra kinh ngạc, thân là vị hôn thê của Tiêu Phi nhưng chưa bao giờ nàng nghe nói Tiêu Phi có đồ đệ. Ta cùng với y có vài lần duyên phận, y đã dạy cho ta một số việc cho nên ta đã đem y trở thành sư phụ của mình. Bùi Đông Lai đành phải nói dối, dù sao thì từ ý nào đó thì Tiêu Phi cũng được cho là sư phụ của hắn. Tại sao, anh ấy không nói với ta? Trần Anh sửng sốt một chút, tự nhủ nói một câu sau đó lại cảm thấy nói vấn đề Tiêu Phi ở đây không thích hợp cho nên ánh mắt nàng dần trở nên bình tĩnh. Thấy được sự biến hóa trong đôi mắt của Trần Anh thì Bùi Đông Lai biết bởi vì mình có quan hệ với Tiêu Phi nên nàng mới tỏ ra thái độ như thế. Cho nên, Bùi Đông Lai do dự một chút rồi nói. Trần Anh tỷ, sở dĩ ra giết chết Chu Phúc Thái và đám người Tôn Vệ Đông là do bọn hắn muốn giết ta. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Nghe được điều này thì Trần Anh mở miệng hỏi. Giờ phút này, giọng nói của nàng mang theo vài phần quan tâm. Bùi Đông Lai liền đem tất cả mọi chuyện nói ra cho Trần Anh biết. Thì ra là thế. Nghe Bùi Đông Lai giải thích, lửa giận của Trần Anh ngập trời. Hắc, Tôn Tường Vân thật to gan, lại dám lợi dụng quyền lực trong tay của mình để tính đến chuyện giết người diệt khẩu. Nghe được Trần Anh nói thế thì trong lòng Bùi Đông Lai khẽ động, hắn hiểu được khi hắn kể chuyện đó ra thì Trần Anh sẽ đứng về phía của hắn. Đông Lai, cậu đi đi, mọi chuyện đã có ta giải thích. Trần Anh lại mở miệng. Còn về phần Tôn Tường Vân thì ta sẽ khiến cho hắn phải hối hận.
hiển nhiên là theo bản năng Trần Anh cho rằng đám người của quân đoàn XX được Tôn Tường Vân trao quyền mới dám làm ra hành động vô pháp vô thiên như thế. Bùi Đông Lai không có hé răng. Hắn biết rằng Trần Anh là vị hôn thê của Tiêu Phi cho nên hắn có một vạn lý do để tin tưởng một khi Trần Anh muốn gây ra chuyện bất lợi đối với Tôn Tường Vân thì tuyệt đối Tôn Tường Vân sẽ gặp bi kịch. 5 phút đồng hồ sau, Trần Anh đã nói xong chuyện với Bùi Đông Lai, đem tin tức cứu được Mộ Khuynh Nhan truyền ra bên ngoài đồng thời mang theo Mộ Khuynh Nhan rời khỏi chân núi Vân Sơn. Biết được tin tức Mộ Khuynh Nhan bình yên thì tất cả mọi người liền thở phào một hơi. Thật có lỗi, Triệu Cục trưởng, lúc nãy vì qua lo lắng nên ta đã đắc tội với mọi người, xin mọi người rộng lượng bỏ qua. Tin tức Mộ Khuynh Nhan bình an vô sự làm cho Tương Cương nhẹ nhõm, ngay lập tức hắn đi lên giải thích. Triệu Cục trưởng cười cười, nói. Mọi người chúng ta đều hiểu được tâm tình của Tương Tiên Sinh không cần phải áy náy. Tương Cương cũng không nói gì thêm, sau đó lại liếc mắt xin lỗi Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt âm thầm thở ra đồng thời lại có chút lo lắng tình cảnh của Bùi Đông Lai, Triệu Cục trưởng cũng không có nhắc tới chuyện tình của Bùi Đông Lai. Đông Lai đâu, sao không có tin tức của nó? Lúc này đây, mắt thấy Triệu Cục trưởng không nói gì về Bùi Đông Lai thì cổ Bùi Nguyên liền nóng nảy. Thật xin lỗi, cổ hiệu trưởng nhất thời ta đã hồ đồ nên quên nói tin tức của sinh viên kia. Khuôn mặt Triệu Cục trưởng tỏ ra vẻ xin lỗi, nói. Sinh viên kia cũng an toàn rồi, hắn và Mộ tiểu thư ở cùng một chỗ. Phù, biết được Bùi Đông Lai không có việc gì, cổ Bồi Nguyên nhẹ nhàng thở ra, sau theo sau lại nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Cung Minh giọng nói không tốt. Cung chính ủy, ta đã đem sinh viên giao cho các ông thế mà các ông lại khiến ta cảm thấy thất vọng, đợi sau khi nhìn thấy Bùi Đông Lai, ta sẽ tự mình đi tới nơi đóng quân của các ông, bản thân ta muốn nhìn người của các ông sẽ giải thích chuyện này như thế nào. Đối mặt với lời trách cứ của cổ Bồi Nguyên, Cung Minh tự biết mình đối lý. Mấy phút sau, Cung Minh bảo tên cảnh vệ viên bấm số điện thoại ở nơi đóng quân của quân đoàn XX. Trương Phong, ta và cổ hiệu trưởng sẽ đến đó, ngươi nhất định phải viết xong bản báo cáo, có nghe hay không? Điện thoại chuyện được, Cung Minh liền trầm giọng quát. Vâng, thưa thủ trưởng. Đầu bên kia điện thoại, Trương Phong liền mang theo vẻ kinh hồn bạt vía mà trả lời. Đô, theo sau, không đợi Trương Phong mở miệng, điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Bên tai vang lên tiếng đô, Trương Phong cảm thấy cả người của hắn đã trở nên lạnh lẽo. Bịch,